Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 36. An Hiểu Hiên hơi sửng sốt, mũi chân cô điểm một cái, theo Mạc Phàm lên trên đỉnh biệt thự. Chúng ta không đến Bạch Gia sao? Đừng sốt ruột, xem những ai đến Giang Nam trước đã. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh. Đám tiểu lâu la lam phi của Long Hoa Hạ đều đã đến, xem còn ai nữa không? Đôi mắt lạnh lùng của hắn vừa mở vừa đóng, ngọn lửa màu cam bay từ trong mắt hắn ra. Hắn nắm lấy hai luồng lửa màu cam này, trong bàn tay còn lại xuất hiện hỏa ảnh. Hai tay hắn tạo thành hình chữ thập, một lát sau liền tách ra, ngọn lửa màu vàng xuất hiện trên người hắn. Ngưng! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa màu vàng lập tức ngưng tụ thành hình dạng bồ công anh, chẳng qua phần dễ có một thứ tương tự đôi mắt hé mở. Hắn ném bồ công anh đến giữa không trung, khẽ thổi. Phù! Trong chớp mắt bồ công anh tản ra, tia lửa màu vàng đầy trời trôi nổi trên không biệt thự. Bởi vì đã là buổi tối, sắc trời âm u, cho nên tia lửa trôi nổi trong không trung nhìn vô cùng rực rỡ. Cũng may người bình thường không thể nhìn thấy những thứ này, nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới oanh động. Những tia lửa này nhanh chóng biến to trong không trung, lại tản ra theo gió, số lượng càng ngày càng nhiều. Ẩn! Tia lửa đầy trời biến mất toàn bộ theo âm thanh, ngọn lửa trong mắt Mạc Phàm cũng biến mất theo. Chúng ta đi thôi mất, đôi mắt chớp chớp, lúc này mới khôi phục bình thường. Thứ vừa rồi là gì thế? Một tiểu pháp thuật tìm người toàn khu vực mà thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu pháp thuật toàn khu vực. Mắt An Hiểu Hiên mở to, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Cô lớn lên ở tỉnh Giang Nam từ lúc nhỏ, tất nhiên biết tỉnh Giang Nam rộng bao nhiêu. Lái xe từ trung tâm thành phố rời khỏi tỉnh Giang Nam phải mất 4 tiếng. Một tiểu pháp thuật của Mạc Phàm có thể tìm kiếm toàn khu vực sao? Cho dù là vệ tinh trên trời cũng cần phải quét một lúc, người này còn là người sao? Vậy còn đại pháp thuật thì sao? An Hiểu Hiên nhỏ giọng hỏi. Tiểu pháp thuật đã biến thái như vậy, đại pháp thuật sẽ thế nào? Cô sẽ có cơ hội nhìn thấy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ là tra xét toàn khu vực mà thôi, thuật pháp như vậy vốn dĩ không đáng được nhắc tới. Ở tu chân giới, một số pháp thuật động một tí là nhìn khắp thiên hạ, pháp thuật hắn dùng không thể nào so sánh được. Được rồi. An Hiểu Hiên hoàn toàn không còn gì để nói. Cô luôn cảm thấy nhãn giới của mình cao hơn người khác rất nhiều, nhưng ở chỗ Mạc Phàm lại không đáng một đồng. Bọn hắn xuống khỏi đỉnh biệt thự, ngồi chiếc xe Mạc Phàm đi tới, lái về phía trang viên Bạch Gia. Hơn một tiếng sau, màn đêm hoàn toàn buông xuống, dưới ánh đèn rực rỡ, xe dừng bên ngoài trang viên theo phong cách ở vùng ngoại ô tỉnh Giang Nam. Xung quanh trang viên trồng rất nhiều hoa đào, tuy đã là tháng 10, vậy mà hoa đào vẫn nở rộ xinh đẹp, vô cùng kỳ lạ. Trên cửa trang viên, hai chữ Bạch Phủ thiếp vàng chữ khắc vào bảng hiệu gỗ cây lên, vô cùng khí phái. Ở cửa, hai đội 12 bảo vệ cao lớn uy vũ đang đứng, bên trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, giống như đang chuẩn bị nghênh đón ai đó. Xe mới vừa dừng lại, không đợi Mạc Phàm xuống xe, hai người trong 12 người này nhíu mày, đi tới. Ai vậy, có thiệp mời hay không, nếu không có cả người cả xe lập tức biến khỏi nơi này. Nơi này là Bạch Gia, không phải nơi các người có thể đỗ xe. Một người đàn ông cao gầy trong hai người, trong mắt lóe sáng lệ khí nói. Giọng nói của anh ta không to, giọng điệu không tính là chói tai, tốc độ nói chuyện cũng tương đối chậm, nhưng làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Bạch Gia ngàn năm không hổ là thế gia ngàn năm, một tên trông cửa cũng coi người là chó. Mắt chó của các người mù rồi à, không nhận ra bổn đại tiểu thư sao? Tính tình của An Hiểu Hiên vốn không tốt, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Hai người nhìn An Hiểu Hiên ra khỏi xe, cũng không hoảng loạn, trái lại còn cười mỉa. Sao bọn họ có thể không biết An Hiểu Hiên, bạn thân của Bạch tiểu thư, thường xuyên tới Bạch gia bọn họ? Nếu là trước đây, bọn hắn phải lập tức quỳ xuống xin lỗi, hiện giờ sao? Hóa ra là An đại tiểu thư. Vị này là bạn trai cô sao, vậy thì chúc mừng, cuối cùng An đại tiểu thư tìm được bạn trai rồi. Tên canh cửa kia cười nói. Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa tôi nghe thử xem. Mắt An Hiểu Hiên nheo lại, trầm giọng hỏi. Nếu Mạc Phàm là bạn trai cô, chắc chắn là cô sẽ không nói gì,
nhưng rõ ràng tên canh cửa này đang chào phúng cô. Hóa ra không phải, là tôi lắm miệng rồi, đã muộn như vậy rồi An đại tiểu thư tới Bạch gia chúng tôi có chuyện gì? Tên canh cửa kia không tức giận, rời đề tài. Tôi tới Bạch gia cần giải thích với anh sao, lập tức cút ngay cho tôi muốn đi vào. Thì Ân Hiểu Hiên tức giận nói. Giải thích thì không cần, nhưng ngại quá, tối nay Bạch gia phải nghênh đón vài vị khách quý, có khả năng cô không gặp được Bạch tiểu thư rồi. Tên bảo vệ canh cửa cười nói. Khách quý? An Hiểu Hiên nhướng mày. Khách quý nào, còn quan trọng hơn việc tôi gặp Tiểu Tuyết sao? Chuyện này chúng tôi cũng không biết, dù sao chúng tôi chỉ là người canh cửa, sao biết được vấn đề cao cấp như thế, đúng không? Một người khác chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt rất đáng đánh đòn. Các người chắc chắn không cho tôi đi vào sao, các anh có tin một cuộc điện thoại của tôi sẽ khiến các anh không được canh cửa nữa không? Vẻ mặt An Hiểu Hiên nghi ngờ, lạnh lùng nói. Cô tùy tiện thật, nhưng không hề ngu ngốc, chắc chắn hai người kia đang lừa cô. Sắc mặt hai cái bảo vệ trông cửa khó coi, ánh mắt cũng phát lạnh theo. Như vậy tôi nói thẳng cho cô hay, An đại tiểu thư, vì tiểu thư nhà chúng tôi ở cùng cô, hẹn hò với một chàng trai nghèo, cô đã nằm trong danh sách đen của Bạch gia chúng tôi, cô hoàn toàn có thể gọi điện thoại, nhưng nếu Bạch tiểu thư có thể nghe máy thì tính tôi thua. Tên bảo vệ canh cửa kia cười mỉa nói. An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm ở bên cạnh một cái, sắc mặt khẽ đổi. Là Bạch Tiểu Long nói cho Bạch gia đúng không? Không sai, là Bạch Thiếu phát hiện ra, một tên hai lúa cũng muốn hẹn hò với tiểu thư nhà chúng tôi, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, nếu An tiểu thư biết tên tiểu tử nghèo kia ở địa phương nào, tốt nhất là nói cho Bạch gia chúng tôi biết, nói không chừng trước khi Bạch tiểu thư chúng tôi kết hôn cô còn có thể gặp cô ấy một lần, nếu không có khả năng gặp mặt lần trước là lần cuối cùng rồi. Anh! An Hiểu Hiên tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vậy mà một tên canh cửa gián nói chuyện với cô như vậy, cô tới Bạch gia nhiều như thế đây vẫn là lần đầu tiên. Thế nào, An tiểu thư không phục à, không phục thì có thể gọi điện thoại thử một lần, xem cuộc điện thoại của cô có khiến tôi mất chức bảo vệ canh cửa hay không. Các anh, sắc mặt An Hiểu Hiên lại khó coi hơn vài phần. An tiểu thư, có phải cô không mang di động hay không, nếu không mang tôi cho cô mượn di động nhé. Một bảo vệ canh cửa khác lấy điện thoại ra nói. An Hiểu Hiên tức đến mức dậm chân, ước gì có thể đi lên xé miệng hai người. Lúc này, trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lạnh lùng hỏi. Anh chắc chắn các anh không cút ngay. Giọng nói như truyền từ trong động băng cổ tới, làm người ta không rét mà run. Hai bảo vệ canh cửa nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm, lập tức cười khinh thường. An Hiểu Hiên đều không có biện pháp làm gì bọn họ, một tên đi cùng An Hiểu Hiên có thể làm gì. Tiểu tử. Cậu chán sống rồi à? Chán sống, Bạch Vô Thành thấy tôi cũng không dám nói những lời này. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hai bảo vệ canh cửa nhíu mày, lập tức nở nụ cười. Bạch Vô Thành cũng không dám nói những lời này. Tiểu tử, cậu đúng là coi trọng mình quá rồi. Nói cho cậu hay, tôi thực sự có can đảm nói những lời này. Lập tức cút đi cho tôi, nếu không cút cậu không đi được nữa đâu. Vẻ mặt tên bảo vệ canh cửa kiêu ngạo, cười nói. Ở địa bàn của Bạch gia bọn họ chưa từng thấy ai ngạo mạn như thế. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, chẳng muốn nhiều lời với hai người kia, ý niệm vừa động, muốn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Nếu không cho hắn tiến vào, đánh đi vào là được, Bạch gia có thể ngăn được hắn sao? Một giọng nói quen thuộc lạnh như băng truyền từ trong cửa đến. Ai cãi lộn ở đây thế? Sắc mặt Mạc Phàm hơi đổi, dừng vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Đúng lúc này, hai bóng người đi từ trong cửa ra. Một người mặc đồ thể thao màu đen, quần áo làm lộ ra dáng người quyến rũ của cô. Người này có gương mặt tinh xảo, mặt như ngưng xương, nhất là đôi mắt sáng như tuyết, giống như mang theo ánh đao, làm cho người ta có cảm giác không dám đến gần. Một cô gái khác nhìn như công chúa, khuôn mặt và dáng người hoàn mỹ như bốn chữ đồng nhan cự hung. Hai bọn họ đúng là Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh. Người Mạc Phàm từng gặp ở Đông Hải một lần. Những bảo vệ canh cửa nghe thấy giọng nói vội vàng cúi người hành lễ với Bạch Tiểu Hàn, sắc mặt hai bảo vệ canh cửa kia cũng thay đổi, tựa như con chuột nhìn thấy lão hổ, vội vàng chạy như điên tới. Hóa ra là Hàn trưởng lão và Tiểu Manh tiểu thư, An tiểu thư dẫn theo một tên hỗn tiểu tử muốn đi vào, gia chủ đã ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể gặp Bạch tiểu thư,
Tôi không cho bọn họ đi vào, tiểu tử này còn nói gia chủ chúng ta là cái thá gì, Bạch Vô Thành gia chủ chúng ta còn không xứng xách giày chi cậu ta. Tên bảo vệ canh cửa kia như lấy lòng, thêm mắm thêm muối nói. Phụ nữ không có địa vị cao ở Bạch gia, nhưng có một ngoại lệ. Đó chính là Bạch Tiểu Hàn, phụ nữ Bạch gia không thể tu luyện công pháp, nhưng Bạch Tiểu Hàn đến Đông Hải một chuyến, vậy mà tình cờ đạt được truyền thừa của một người thần bí. Chỉ cần 3 tháng đã đến trúc cơ đỉnh phong, còn mở Bạch Hoa Đồng hiếm có trong Bạch Đồng Tử, năm nay còn thắng tất cả đệ tử Bạch gia cùng tuổi ở hội đấu võ Bạch gia, thậm chí tiền bối Tiên Thiên đều không phải đối thủ của cô. Gia chủ Bạch gia và trưởng lão tra xét công pháp của Bạch Tử Hàn vài lần, không chỉ không tra xét được, trái lại ngay cả Bạch Vô Thành cũng bị thương, chỉ mơ hồ biết được chút tin là từ Đông Hải. Cuối cùng Bạch Vô Thành không có biện pháp, chỉ có thể để Bạch Tử Hàn tiếp tục tu luyện. Bạch gia cũng đưa tài nguyên cho Bạch Tử Hàn tu luyện. Bởi vì biến cố này, địa vị của Bạch Tử Hàn ở Bạch gia như nước lên thì thuyền lên, vậy mà một tháng trước thành công đến Tiên Thiên Tông Sư, thành nữ trưởng lão duy nhất ở Bạch gia. Anh ta có thể coi thường rất nhiều phụ nữ Bạch gia, nhưng Bạch Tiểu Hàn là người một tên canh cửa như anh ta khó đắc tội được. Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mấy ngày nay cô tích tụ rất nhiều tức giận, Bạch gia vì không muốn kết thù với thần điện. Nên coi Tiểu Tuyết thành tế phẩm đưa cho thần điện. Chuyện này đã khiến cô vô cùng tức giận, An Hiểu Hiên còn mang người đến nhục nhã Bạch gia cô. Tuy bình thường An Hiểu Hiên có quan hệ không tệ với Bạch Tiểu Tuyết, nhưng không thể làm càn như vậy. Người nào hung hãn như vậy, dám vũ nhục Bạch gia chúng ta như thế, nghĩ Bạch gia chúng ta không còn ai sao? Tôi, khẩu khí của Hàn trưởng lão lớn thật. Sắc mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Không sai. Là tiểu tử này, Hàn trưởng lão cô nghe thấy rồi đó, cậu ta không chỉ vũ nhục Bạch gia chúng ta, còn không coi trọng cô, có cần chúng tôi dạy dỗ cậu ta một chút không? Tên bảo vệ canh cửa kia vội vàng tránh người ra, để lộ Mạc Phàm và An Hiểu Hiên bị anh ta ngăn cản. Hàn trưởng lão, những lời tiểu tử này vừa nói chúng tôi đều nghe rõ, chỉ cần một câu của cô, chúng tôi lập tức đánh gãy chân cậu ta, bảo cậu ta xin lỗi cô. Một tên canh cửa khác nịnh nọt nói. Mấy người khác cũng phụ họa theo, giống như đã ăn chắc Mạc Phàm. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh nhìn thấy Mạc Phàm, mắt mở to, vẻ mặt lập tức sửng sốt. Chỉ trong phút chốc, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh phản ứng kịp. Bạch Tiểu Manh trực tiếp chạy đến bên cạnh Mạc Phàm, hai mắt nheo lại, lè lưỡi cười rất đáng yêu, tựa như em gái nhìn thấy anh trai lâu ngày không gặp. Tiểu Phàm ca, anh đến Giang Nam lúc nào thế, sao không nói cho em biết một tiếng? Giọng nói ngọt ngào gần như hòa tan người ta vào trong đó, nhưng không ngấy chút nào. Tới lâu rồi, do luôn bận việc, nên không nói cho cô biết, gần đây cô có khỏe không? Mạc Phàm nhìn Bạch Tiểu Manh, cười nhạt nói. Bạch Tiểu Manh là một trong những bạn tốt của hắn ở kiếp trước, tất nhiên hắn sẽ không vì Bạch gia mà trách cứ nhà đầu manh manh này. Từ khi Tiểu Hàn tỷ được truyền thừa kia, chúng em tốt hơn trước nhiều, không còn ai dám bắt nạt chúng em nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt Bạch Tiểu Manh hạnh phúc cười nói. Trong mắt Bạch Tiểu Hàn hiện lên vẻ phức tạp, lập tức khôi phục thành sắc lạnh như trước, nhìn về phía mấy tên bảo vệ canh cửa. Anh chắc chắn là cậu ta nhục nhã Bạch gia chúng ta sao? Sắc mặt đám bảo vệ canh cửa trắng bệch, miệng động vài cái, nhưng không nói nên lời. Bạch Tiểu Manh thân thiết với Mạc Phàm như thế, rõ ràng là thân phận của Mạc Phàm không đơn giản. Tiểu tử này là ai? Vừa rồi là cậu ta, bây giờ không chắc chắn lắm. Mắt tên bảo vệ canh cửa chớp lóe ánh sáng, ấp a ấp úng nói. Không chỉ có bọn họ sợ ngây người, vẻ mặt An Hiểu Hiên cũng mờ mịt, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Vậy mà Mạc Phàm có quan hệ tốt với Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh như vậy, không phải các người nói các người nghe thấy hết sao, sao hiện giờ lại không chắc chắn nữa? Bạch Tiểu Hàn lạnh giọng hỏi. Chuyện này. Chúng tôi, rất rõ ràng Bạch Tiểu Hàn có quan hệ không tầm thường với người đàn ông này, nếu bọn họ dám nói Mạc Phàm nhục nhã Bạch gia, chỉ sợ Bạch Tiểu Hàn sẽ lập tức phế bọn họ. Chỉ có chút chuyện mà không nhớ được, thu dọn đồ rồi cút đi, đừng để tôi nhìn thấy các người ở Bạch gia nữa. Bạch Tiểu Hàn hừ lạnh một tiếng nói. Sắc mặt đám bảo vệ canh cửa đều thay đổi, hối hận đến mức ruột sắp nứt rồi. Hàn trưởng lão, chúng tôi sai rồi. Xin cô cho chúng tôi một cơ hội. Không dễ dàng gì bọn họ mới được làm bảo vệ canh cửa ở Bạch gia,
rất nhiều công tử phú gia muốn bám vào Bạch gia đều phải nịnh bợ bọn họ, bị đuổi đi như thế, đúng là thiệt thòi lớn. Tôi cần phải nói lại lần hai sao? Ánh mắt Bạch Tiểu Hàn phát lạnh, hỏi. Mặt đám bảo vệ canh cửa xám như cho tàn, không dám nói gì nữa, vội vàng đi thu dọn đồ. An Hiểu Hiên nhìn biểu cảm sắp khóc của mấy tên bảo vệ kia, lúc này mới đỡ tức hơn, nhưng cô vẫn có chút bất mãn. Vẫn là Hàn trưởng lão có vẻ uy phong. Bạch Tiểu Hàn không để ở trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm, lúc này trong mắt mới hiện lên chút ôn nhu. Mạc Phàm, lúc này cậu tới Bạch gia chúng tôi với Hiểu Hiên làm gì thế? Lúc trước Bạch gia từng đắc tội Mạc Phàm, cô còn đi cùng Bạch Vô Thành xin lỗi Mạc Phàm, cuối cùng không gặp được cậu. Bạch gia hiện giờ đã vô cùng hỗn loạn, cộng thêm Mạc Phàm nữa, sẽ càng thêm phiền phức. Tôi tới gặp Tiểu Tuyết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vẻ mặt Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh khẽ đổi, trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ. Tiểu Phàm ca, không phải anh là bạn trai ở bên ngoài của Tiểu Tuyết đấy chứ? Bạch Tiểu Manh chớp chớp mắt hỏi. Bạn trai của Tiểu Tuyết tên là Mạc Phàm, bọn họ không nghĩ tới là Mạc Phàm này, dù sao Giang Nam có khoảng 1.000 người tên là Mạc Phàm, sao có thể trùng hợp đến như vậy? Đúng vậy. Trong mắt Bạch Tiểu Hàn hiện lên chút mất mát, lập tức biến mất ngay. Bây giờ cậu muốn gặp Tiểu Tuyết chỉ sợ không dễ dàng. Đã muộn thế này rồi Bạch gia bọn họ còn đang bận rộn, lập vì phòng ngừa có người lén đưa Tiểu Tuyết đi. Hiện giờ Tiểu Tuyết đã bị nhốt vào trong bí cảnh của Bạch gia bọn họ, không được sự cho phép của Bạch Vô Thành, ai cũng không thể tiến vào. Chuyện này không cần các cô lo lắng, Bạch gia không thể ngăn cản được tôi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua trang viên Bạch gia, nói. Nếu là trước đây, quả thật hắn muốn xông vào trang viên Bạch gia sẽ không dễ dàng. 7749 trận bàn tạo thành đào hoa trận, lại do cao thủ kim đan kỳ bố trí, rất lợi hại. Nhưng hiện giờ, loại trận pháp này như giấy ở trước mặt hắn. Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Manh nhìn về phía Bạch Tiểu Hàn, vẻ mặt xin giúp đỡ. Mạc Phàm là bạn của bọn họ, lại là bạn trai của Tiểu Tuyết, tất nhiên bọn họ không muốn Mạc Phàm xung đột quá lớn với Bạch gia. Hiện giờ Bạch Tiểu Hàn là trưởng lão của Bạch gia, mới có thể giúp được việc. Bạch Tiểu Hàn hơi nhíu mày, do dự một lát, lông mày lập tứ giãn ra. Cô có thể có bản lĩnh hiện giờ, hoàn toàn là do Mạc Phàm ban tặng. Không có Mạc Phàm, có khả năng cô vẫn còn là người phụ nữ Bạch gia bị đàn ông Bạch gia bắt nạt, tất nhiên cô sẽ không quên chuyện này. Cậu đi theo tôi chỉ có thể dẫn cậu đến cửa bí cảnh, tôi không vào được bí cảnh đó, chỉ có cha Tiểu Tuyết. Bạch Vô Thành mới có thể mở ra. Cô dẫn tôi qua đó là được. Mạc Phàm gật đầu nói. Tự hắn có thể tìm đến bí cảnh Bạch gia, chẳng qua phải mất một chút thời gian. Bạch Tiểu Hàn nói cho hắn cửa bí cảnh là được, chỉ là một bí cảnh mà hắn không vào được, vậy đừng là y tiên bất tử nữa. Được, mọi người đi theo tôi. Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh dẫn đường ở phía trước, Mạc Phàm và An Hiểu Hiên đi theo hai người vào trong trang viên Bạch gia. Bọn họ vừa rời đi, một bóng người xuất hiện trong bụi hoa cách đó không xa, đúng là tên bảo vệ canh cửa bị Bạch Tiểu Hàn quát rời đi lúc trước. Trong mắt tên bảo vệ canh cửa này lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn đám Mạc Phàm cách đó không xa, cười hung ác nham hiểm, đi về một phía khác. Tên bảo vệ canh cửa này vừa đi, Mạc Phàm lập tức dừng bước, mắt nheo lại, nhìn thoáng qua phía tên bảo vệ canh cửa rời đi. Sao thế, Tiểu Phàm ca? Bạch Tiểu Manh thấy Mạc Phàm dừng bước. Nhìn theo ánh mắt của Mạc Phàm, tò mò hỏi. Không có gì, một con chuột nhỏ mà thôi, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm chỉ nhìn lướt qua, liền không để ở trong lòng, lạnh nhạt nói. À, Bạch Tiểu Manh bán tín bán nghi gật gật đầu, bốn người tiếp tục đi sâu vào trong trang viên Bạch gia. Có Bạch Tiểu Hàn dẫn đường, bọn họ gần như không phải chịu ngăn cản. Không lâu sau, bốn người đi tới cạnh một cái hồ nhỏ. Bốn phía hồ nhỏ là cầu, ở giữa là tiểu đảo 100 mét vuông, còn có một hành lang ba người sánh vai được nối thẳng ra đảo. Trên đảo xây một cái lương đình theo phong cách cổ xưa, xung quanh lương đình tràn đầy núi giả và cây hoa đào. Bọn họ vừa đến bên hồ, còn chưa đi lên trên hành lang, mấy người đàn ông mặc trang phục Bạch gia liền ngăn cản bọn họ. Bạch Tiểu Hàn, nơi này không phải nơi cô nên tới, cô tới nơi này làm cái gì, còn dẫn theo An Hiểu Hiên và một người không quen biết. Không biết quy củ của Bạch gia chúng ta sao? Người đàn ông trung niên cầm đầu lạnh lùng liếc đám Bạch Tiểu Hàn một cái, trầm giọng chất vấn,
giống như đang chất vấn phạm nhân. Tuy gần đây Bạch Tiểu Hàn có địa vị hơn, nhưng ở trong mắt ông ta chỉ là một tiện nhân dẫm phải phân chó, sao có thể so được với ông ta trưởng lão chấp pháp của Bạch gia. Bạch Tiểu Hàn không giải thích với người đàn ông này, trái lại nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu Tuyết ở ngay bí cảnh trong lương đình kia, tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây, để tôi đối phó những người này cho, cậu nghĩ biện pháp vào đi. Nếu là những người khác, cô còn có thể lấy thân phận trưởng lão bảo bọn họ cút đi, Bạch Vô Thiên này không chỉ là cao thủ tiên thiên của Bạch gia, còn là trưởng lão chấp pháp của Bạch gia, địa vị còn cao hơn cô rất nhiều, không dễ nói chuyện như vậy. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, nhìn thoáng qua lương đình kia, lông mày lập tức nhíu lại. Giấu kín thật, tôi nhìn thấy rồi. Nếu Bạch Tiểu Hàn không nói, hắn thật sự phải tìm một lúc. Hửm, người đàn ông trung niên và mấy đệ tử Bạch gia nhíu mày, đôi mắt không hẹn mà cùng biến từ màu đen sang màu trắng. Bạch Tiểu Hàn, tiểu tiện nhân này, Bạch gia đối xử tốt với cô như vậy, cô lại dám cấu kết với người ngoài, muốn chết à? Bạch Vô Thiên lạnh lùng quát. Không đợi đám bọn họ ra tay, trong chớp mắt đôi mắt màu đen của Bạch Tiểu Hàn biến thành đóa hoa màu trắng, vài đạo năng lượng hình đóa hoa màu trắng dao động bay từ trong ra. Đứng ở chỗ này không được nhúc nhích, nếu không tôi không ngại khiến các người ở trong ảo cảnh vĩnh viễn. Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng nói. Đám Bạch Vô Thiên còn chưa phản ứng kịp, năng lượng hình hoa màu trắng đã tiến vào trong cơ thể bọn họ, bao gồm Bạch Vô Thiên trong đó. Trong mắt mọi người chớp lóe vài cái liền khôi phục lại màu mắt bình thường. Một đám người đứng ở nơi đó, không ai dám nhúc nhích. Bạch Tiểu Hàn, kẻ tiện nhân này, cô muốn tạo phản sao, cô có biết cô làm như vậy sẽ có kết cục gì không? Cho dù cô không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho cha mẹ cô chứ. Sắc mặt Bạch Vô Thiên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi quát. Bạch Tiểu Hàn thân là phụ nữ mà tu luyện công pháp đã mắc tội lớn, còn dám ra tay với ông ta. Đúng là không biết sống chết. Nhanh đi đi, tôi chống đỡ không được lâu đâu. Bạch Tiểu Hàn không để ý đến Bạch Vô Thiên như trước, nhíu mày nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu, dẫn theo An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Manh đi vào bên trong. Đứng lại, các người biết các người đang đi vào nơi nào không? Các người cho rằng các người có thể mở được sao? Nơi đó không có tỷ ấn của gia chủ, thì không thể mở được, lập tức cút khỏi Bạch gia, tôi sẽ làm như không nhìn thấy các người. Bạch Vô Thiên thấy đám Mạc Phàm đi về phía đảo nhỏ, quát. Bạch Tiểu Manh và An Hiểu Hiên nhíu mày, quả thật đúng là như vậy, bọn họ không thể đi vào được. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, lập tức đi đến bên cạnh lương đình. Năm ngón tay hắn mở ra, tay nâng lên cao. Xoèn xoẹt, tiếng tảng đá ma sát vang lên, một tấm bia đá chậm rãi chui từ trong đất ra. Tấm bia đá cao bằng một người, nó màu trắng. Mặt trên khắc đầy văn tự như nòng nọc. Có thể là do lâu lắm rồi, văn tự đã bị mất gần hết, trên tấm bia đá cũng tràn đầy vết rạn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tấm bia đá này một cái, suy nghĩ một lát, ngón tay liền điểm lên trên. Mỗi lần chạm lên một ký hiệu, phù văn sẽ sáng lên lam quang, từng sợi lam tuyến nối ký hiệu được Mạc Phàm điểm qua lại với nhau. Ký hiệu cuối cùng được điểm trúng, trên tấm bia đá tỏa ra lam quang, tất cả ký hiệu biến mất. Một lỗ thủng to bằng lòng bàn tay xuất hiện. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, Bạch Ngọc Kiếm xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp đâm vào trong lỗ thủng trên tấm bia đá, khẽ xoay một cái. Một đạo lam quang bắn từ tấm bia đá ra, vẽ ra quang môn trong chòi nghỉ mát. Khai! Quang môn theo tiếng mở ra, một căn biệt viện xuất hiện trong quang môn. Mở bí cảnh ra, đơn giản giống như mở tủ sắt nhà mình. Biệt viện xây trên một hồ nhỏ. Theo phong cách kiến trúc cổ, ngói tường màu đỏ thắm, giường cột chạm trổ, nhìn có vẻ cổ kính. Diện tích cũng không lớn, chỉ khoảng gần 200 mét vuông, nhỏ hơn bí cảnh trong trang viên Mạc gia, nhưng tinh xảo hơn. Mạc Phàm còn chưa tiến vào biệt viện, một giọng nói chanh chua truyền từ trong ra. Tôi nói này Tiểu Tuyết, nhà đầu chết tiệt này, tiểu tử tên Mạc Phàm có gì tốt, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực cũng không có thực lực, tôi nghe nói bộ dạng cũng không đẹp trai. Cô thích cậu ta ở điểm gì? Người nói chuyện là một mỹ phụ hơn 30 tuổi, có vài phần tương tự Tiểu Tuyết, gương mặt tinh xảo trang điểm rất đậm, làm cho người ta có cảm giác diêm dúa lòe loẹt, mặc trên người bộ lễ phục màu đen rán sát, lộ ra dáng người nóng bỏng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mỹ phụ này ngồi bên bàn đá dưới tàng cây bên hồ ngoài cửa biệt viện, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Bên cạnh và phía sau có nha hoàn đang đứng, một người đang bưng trà rót nước, một người đang đấm vai cho mỹ nữ này. Trên vị trí đối diện mỹ phụ này, Tiểu Tuyết xõa mái tóc dài như thác nước ra sau lưng, trên người mặc chiếc áo phông màu trắng, phía dưới là quần bò màu lam bó sát phá cách, trên chân là đôi giày bệt màu trắng, lộ ra mắt cá chân trắng như tuyết. Một tay Tiểu Tuyết nâng má thơm, tay còn lại đang nghịch một hư ảo màu trắng với vẻ đầy hứng thú, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không chỉ không có một chút lo lắng, trái lại còn hơi cười nhạt. Hư ảnh này là thuật pháp trên cái nhẫn Mạc Phàm đưa cho cô nghiên cứu một khoảng thời gian mới phát hiện, hư ảnh này không những có thể biến to, cũng có thể nhỏ đi, thậm chí có thể béo lên, giống như là da người. Mỹ nữ thấy Tiểu Tuyết không có một chút phản ứng, lông mày nhíu lại, lộ ra một chút bất mãn. Tiểu Tuyết, cô nghe thấy tôi nói không, tôi là mẹ kế của cô, những chuyện tôi làm đều vì tốt cho cô, nếu tôi trẻ hơn 10 tuổi, tôi nhất định sẽ gả cho Vương tử Carter, nếu mẹ ruột cô còn sống, chắc chắn sẽ nghĩ như tôi, Vương phi của thần điện, không phải ai muốn cũng làm được, sau này sẽ là điện chủ phu nhân của thần điện, cả địa cầu không có mấy người được như cô đâu. Lông mày Tiểu Tuyết nhíu lại, trong mắt hiện lên chút dị sắc, lập tức khôi phục như thường. Cô vẫn không để ý đến mỹ phụ này, tiếp tục trêu đùa hư ảnh màu trắng kia, hư ảnh màu trắng vụng về ngã xuống trên đầu ngón tay cô. Mỹ phụ nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng không ngồi yên được nữa. Bà ta đến đây khuyên bảo Bạch Tiểu Tuyết hơn 2 tiếng rồi, đã uống 3 bình trà, từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Tuyết không nói một chữ nào, bà ta sắp tức đến chết rồi. Nhà đầu chết tiệt kia, cô cố ý giả ngây giả dại với tôi có phải không, cô đã không nghe lời tôi. Vậy tôi không khuyên cô nữa, dù sao mặc kệ cô có đồng ý hay không, cô đều khó có khả năng ở bên cạnh tiểu tử tên Mạc Phàm kia, cho dù cậu ta là Mạc Đại Sư cũng không có khả năng, ngày mai thần điện sẽ phái người tới đón cô, chuyện này đã không thể thay đổi. Mỹ phụ hổn hển nói, bà ta tiếp xúc với Tiểu Tuyết không phải ngày một ngày hai, hiểu rất rõ tính cách của Tiểu Tuyết không muốn nói chuyện với bà ta lãng phí võ mồm thế nào cũng vô dụng. Dù sao bà ta chỉ làm theo trình tự, để người ta biết bà ta suy nghĩ cho Bạch Tiểu Tuyết, không hơn, Bạch Tiểu Tuyết sống hay chết bà ta mặc kệ. Cô cứ ở đây nghĩ đến tên hai lúa của mình lần cuối đi. Mỹ phụ cười lạnh lùng, cuối cùng nói thêm một câu rồi muốn rời đi. Lúc này, Mạc Phàm đi qua quang môn tiến vào. Hắn nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mỹ phụ kia. Ai nói Tiểu Tuyết không có khả năng ở bên cạnh tôi? Nghe thấy giọng Mạc Phàm, mắt Tiểu Tuyết mở to, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nơi phát ra âm thanh, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười kích động. Ngay sau đó, cô đứng dậy rời khỏi ghế đá, nhìn Mạc Phàm như vợ nhìn chồng đi xa trở về. Hư ảnh màu trắng nhanh chóng biến về bộ dạng bình thường, ở sau lưng Tiểu Tuyết. Mạc Phàm đến Mạc Bắc không biết lúc nào mới quay trở về, dù sao La Gia Mạc Bắc không dễ tìm, cũng không dễ đối phó như vậy. Ngày mai thần điện sẽ phái người tới đón cô, đưa cô đến châu Âu. Cô vốn tưởng rằng sẽ không thể gặp Mạc Phàm nữa, ai biết Mạc Phàm lại xuất hiện trong bí cảnh của Bạch Gia lúc này, cô có cảm giác không chân thực giống như đang nằm mơ. Hai dòng nước mắt kìm nén lâu như vậy, cuối cùng không nhịn được chảy từ hai gò má cô xuống. Bị người thân nhất coi là công cụ đưa cho người mình chưa gặp bao giờ, là ai đều không vui vẻ, huống chi cô đã có người mình thích. Mạc Phàm nhìn Tiểu Tuyết chảy nước mắt, trong chớp mắt ánh mắt lại rét lạnh vài phần, giống như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, sắc bén bắn ra bốn phía. Kiếp trước hắn khiến Tiểu Tuyết thương tâm, một đời này còn khiến Tiểu Tuyết đau lòng. Từ khi trọng sinh tới nay, hiếm khi hắn tức giận như vậy. Đi theo anh muốn xem gan Bạch Gia lớn đến đâu, vậy mà dám bắt nạt người phụ nữ của anh. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thôi, em chỉ bị hạt cát bay vào mắt. Chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết vùi đầu vào lòng Mạc Phàm nói. Cô biết thân phận của Mạc Phàm trở về từ Mạc Bắc nhanh như vậy, chắc chắn La Gia không còn tồn tại. Nếu Mạc Phàm ra tay với Bạch Gia sẽ không khá hơn La Gia chỗ nào. Quả thật Bạch Gia tuyệt tình với cô, điều này làm cô vô cùng tuyệt vọng, nhưng nơi này là nơi cô sinh ra. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, Tiểu Tuyết quá thiện lương rồi. Chúng ta đi. Từ nay về sau, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt em. Mạc Phàm nheo mắt nói. Tiểu Tuyết ôm chặt lấy Mạc Phàm, không nói gì, khóe mắt có nước mắt chảy ra. Một lát sau, lúc này cô mới mở miệng. Chúng ta đi thôi, em hơi đói,
chúng ta đi ăn mì, gọi cả Hiên Hiên nữa. Tiểu Tuyết cố nặn ra tươi cười vui vẻ, khàn khàn nói. Mạc Phàm đáp lại, muốn dẫn Tiểu Tuyết rời đi. Đứng lại, ở đâu ra số tiểu tử dám xâm nhập vào bí cảnh của Bạch Gia, còn muốn mang đại tiểu thư Bạch Gia chúng tôi đi nữa, tôi thấy cậu ăn tim gấu mật hổ rồi. Mỹ Phụ thấy Mạc Phàm muốn dẫn Tiểu Tuyết rời đi, lạnh lùng nói. Ngày mai người của thần điện sẽ tới đón Tiểu Tuyết, mối lo của Bạch Gia sẽ được giải quyết, sao có thể để một người không rõ lai lịch mang Tiểu Tuyết đi. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Mỹ Phụ một cái, trong đáy mắt giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Bây giờ tôi rất muốn giết người, nhất là họ Bạch, hay là người liên quan đến họ Bạch, tôi khuyên bà nên ngậm miệng tốt hơn, có lẽ bà có thể sống thêm một khoảng thời gian. Mạc Phàm trầm giọng nói. Còn nữa, cho dù có một vạn người như bà, cũng không ngăn được tôi, bà nên cút càng xa càng tốt, còn dám nói một chữ, tôi sẽ khiến bà vĩnh viễn không nói được. Mỹ Phụ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Bị một tiểu tử chưa tới 20 tuổi nhục nhã như vậy, rõ ràng là bà ta rất tức giận, nhưng vẫn không thể nói được một chữ, thậm chí ngay cả ngón áp út cũng không nhúc nhích được. Lúc Mạc Phàm sắp dẫn Bạch Tiểu Tuyết rời khỏi bí cảnh, một giọng nói như sấm rền truyền từ ngoài vào. Tiện nội, đây là xưng hô với vợ mình, không đủ, vậy cộng thêm chúng tôi thì sao? Giọng nói này vừa vang lên, sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết lập tức khó coi. Một đám người đi vào thông qua quang môn, đi đầu là người đàn ông trung niên mặc trang phục luyện võ, cao lớn uy nghiêm, đúng là Bạch Vô Thành gia chủ của Bạch gia. Sau lưng Bạch Vô Thành là một đám người. Có mấy lão giả râu tóc bạc trắng, có mấy người tuổi tương đương với Bạch Vô Thành, theo sau đám người này là thanh niên Bạch gia. Bạch Tiểu Phi bị Mạc Phàm phong bế Bạch Đồng Tử, đang cười nham hiểm nhìn Mạc Phàm. Không chỉ có Bạch Tiểu Phi, những người này mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ đều nhìn Mạc Phàm với vẻ địch ý, trong mắt lóe lên sát ý. Bạch Tiểu Manh và An Hiểu Hiên được Bạch Tiểu Hàn bảo vệ, cũng lùi vào bên trong, sắc mặt vô cùng khó coi. Gia chủ, là tiểu tử này, cậu ta tự xưng là bạn trai của đại tiểu thư, còn nói ngài không là cái thá gì. Tên bảo vệ canh cửa lúc trước đi từ phía sau Bạch Tiểu Phi ra, cười nịnh nọt nói. Ấp ế ế ế nhìn thấy người này, An Hiểu Hiên tức đến mức nghiến răng. Bọn họ không đánh gãy chân tên bảo vệ canh cửa này, tên bảo vệ canh cửa này lại cắn bọn họ một cái. Tôi đã biết, cậu lui ra đi. Ánh mắt Bạch Vô Thành nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khoát tay áo, chậm rãi nói. Trong cách nói năng cử chỉ có uy nghiêm lộ ra, tựa như hoàng đế thời cổ. Dạ, gia chủ. Tên bảo vệ canh cửa cười liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái, trong mắt là vẻ đắc ý, rời đi. Vậy mà đám người này muốn mang Bạch Tiểu Tuyết rời đi, chắc chắn lần này chết chắc rồi, anh ta sẽ lập được công, không chỉ không cần rời khỏi Bạch gia, nói không chừng còn được thăng chức. Ở đây vô cùng yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập. Thình thịch. Cậu là tiểu tử tên Mạc Phàm kia sao, lá gan không nhỏ nhỉ, biết chữ tử viết như thế nào không, vậy mà dám vào bí cảnh của Bạch gia tôi đánh chủ ý với cháu gái tôi. Phía sau Bạch Vô Thành, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Đại trưởng lão mới mở miệng, thân thể Bạch Tiểu Hàn khẽ run lên, như bị dọa sợ. Đại trưởng lão có địa vị rất cao ở Bạch gia, ngay cả Bạch Vô Thành cũng phải cung kính với ông ta ba phần. Nhưng nếu đại trưởng lão biết Mạc Phàm là Mạc đại sư, chắc chắn sẽ sợ hãi như cô. Đại gia gia, cậu ấy. Bạch Tiểu Hàn vội vàng nói. Cô còn chưa nói hết lời, Bạch Tiểu Phi cười khẽ, cắt ngang lời Bạch Tiểu Hàn nói. Chuyện Mạc Phàm là Mạc đại sư, sao anh ta có thể để Bạch gia biết, Bạch gia biết anh ta báo thù thế nào? Chỉ cần báo thù được cho Tống Tử Duyệt, nói không chừng anh ta còn có cơ hội đạt được Tống Tử Duyệt. Đương nhiên. Anh ta còn không biết, Tống Tử Duyệt đã bị Mạc Phàm chinh phục hoàn toàn rồi. Nếu lúc này Mạc Phàm bảo Tống Tử Duyệt cởi sạch quần áo bồi ngủ, chưa chắc Tống Tử Duyệt sẽ từ chối. Bạch Tiểu Hàn, kẻ tiễn nhân này, cô còn mặt mũi nói chuyện à, cô dám giúp người ngoài tiến vào trong bí cảnh Bạch gia, để cậu ta mang Tiểu Tuyết đi, nếu tôi là cô, tôi sẽ tìm tảng đá đâm đầu vào đó chết đi. Bạch Tiểu Phi, chuyện của tôi, anh không thể quản được, đại gia gia, cậu ta là... Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, muốn mở miệng lần nữa. Tiểu Hàn, nếu cháu không muốn bị đuổi ra khỏi Bạch gia, tốt nhất là đừng nói gì, đợi mọi người xử lý tiểu tử này xong, sẽ tính chuyện cháu ra tay với Vô Thiên,
còn giúp người ngoài mở bí cảnh. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Mạc Phàm là một tiểu tử bình thường, sao có thể mở bí cảnh của Bạch gia, chắc chắn là Bạch Tiểu Hàn mở giúp tiểu tử này. Bạch Tiểu Hàn muốn nói gì đó, lại bị An Hiểu Hiên kéo tay. Bây giờ cô nói gì cũng không có tác dụng đâu. Lúc này Bạch Tiểu Hàn mới không nói cái gì, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, đứng ở một bên. Một đám người nhìn về phía Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, đến bên này. Đại trưởng lão không thèm nhìn Mạc Phàm, trầm giọng ra lệnh. Nếu không phải sợ làm Tiểu Tuyết bị thương, ông ta sẽ lập tức hạ lệnh giết Mạc Phàm. Vậy mà tiểu tử này dám đi vào trong bí cảnh nơi quan trọng nhất của Bạch gia, thân mật với Bạch Tiểu Tuyết như vào chỗ không người, không khác gì khiến Bạch gia bọn họ mất hết mặt mũi. Mạc Phàm nhìn Bạch Tiểu Hàn muốn nói lại thôi, lắc đầu cười, vừa định mở miệng. Tiểu Phàm, để em xử lý đi, đợi em một lát, được không? Tiểu Tuyết nói với hắn. Mạc Phàm ra tay sẽ giải quyết chuyện này rất dễ dàng, nhưng cô vẫn hy vọng nhận được chúc phúc của Bạch gia. Được. Mạc Phàm gật đầu nói. Không nói đến chuyện này, cho dù Tuyết Nhi bảo hắn hái sao trên trời xuống cũng được. Bạch Tiểu Tuyết chậm rãi rời khỏi người Mạc Phàm, nhìn về phía đám người Bạch gia, thở dài một hơi, sau đó nhíu mày. Đại gia gia, nhị gia gia, cha, con không muốn gả cho Vương Tử Carter, con muốn gả cho Tiểu Phàm, mong mọi người có thể thành toàn. Bạch Tiểu Tuyết nho nhã lễ độ, khẩn thiết nói. Bạch Vô Thành nhíu mày, không nói gì thêm. Vẻ mặt nhị trưởng lão khẽ đổi, trong mắt hiện lên chút phức tạp. Không được, cháu nhất định phải gả cho Vương Tử Carter. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không đồng ý nói. Tiểu Tuyết khẽ cau mày, trong mắt chớp lóe vẻ đau xót. Các người không biết Tiểu Tuyết đến thần điện sẽ mất mạng sao, các người điên rồi à? An Hiểu Hiên nhìn chằm chằm đám người Bạch gia, trong mắt tràn đầy lửa giận, tức giận nói. Con bé sẽ mất mạng. Nhưng nếu con bé không gả đến thần điện, không biết sẽ có bao nhiêu người Bạch gia mất mạng, cuối cùng Tiểu Tuyết vẫn bị thần điện mang đi. Tiểu Tuyết, chẳng lẽ con thật sự muốn nhìn nhiều người Bạch gia như vậy chết trên tay thần điện? Mỹ Phụ vừa rồi nghiêm túc nói. Bạch Vô Thành vừa tới, lo lắng của bà ta giảm đi không ít. Thím nói không sai, Bạch gia nuôi dưỡng chúng ta lâu như vậy, cho chúng ta cuộc sống mà người bình thường không có được, chúng ta cần phải tri ân đổ báo, nếu tôi có thể cứu Bạch gia. Tôi nhất định sẽ không chối từ, cho dù mất đi tính mạng cũng không sao. Bạch Tiểu Phi châm chọc khiêu khích nói, giống như anh ta thật sự sẽ vì Bạch gia vượt qua núi sông biển lửa. Chúng tôi chết cũng không sao, nhưng những đứa bé ở Bạch gia thì làm sao bây giờ, chỉ vì một dã tiểu tử vô danh, các người nhẫn tâm nhìn bọn họ bị người của thần điện giết chết sao? Một người đàn ông ngang tuổi Bạch Vô Thành lạnh lùng nói tiếp. Một đám người mồm năm miệng mười. Giống như Bạch Tiểu Tuyết nên làm vật hy sinh, không làm vật hy sinh thì là đại nghịch bất đạo. Mỗi câu nói đều giống một cây kim, đâm vào trái tim Bạch Tiểu Tuyết, cũng khiến sắc mặt Bạch Tiểu Hàn, An Hiểu Hiên và phụ nữ càng ngày càng khó coi. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc lạnh cũng dày đặc hơn nhiều. Sống chết của đám người trưởng thành, lại dùng hạnh phúc của Tiểu Tuyết tới đổi lấy, còn có thể nói đường hoàng như vậy, thế gia ngàn năm không hổ là thế gia ngàn năm. Chú Bạch. Tiểu Tuyết là con gái duy nhất của chú cứ nhìn cậu ấy trở thành tế phẩm của thần điện như vậy sao? An Hiểu Hiên nói với Bạch Vô Thành. Bạch Vô Thành nhíu mày, trong mắt có chút đau lòng. Quả thật ông ta không muốn, nhưng Bạch gia không phải đối thủ của thần điện. Nếu không tìm được chỗ dựa vững chắc, Bạch gia không bị Mạc gia tiêu diệt, thì bị thần điện tiêu diệt. Mỹ Phụ kia thấy Bạch Vô Thành lộ ra bối rối, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh lùng. Đương nhiên chúng tôi không muốn Tiểu Tuyết như vậy, nhưng ai bảo chúng tôi không có chỗ dựa, nếu cô tìm được người đàn ông đáng tin, sao Bạch gia chúng tôi có thể làm như vậy? Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh miệt, giả mù sa mưa nói. Các người! An Hiểu Hiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô xem như đã nhìn ra, từ ngoài cửa đến bí cảnh này, Bạch gia không có mấy người tốt. Có phải không, Vô Thành? Mỹ Phụ hỏi tiếp. Bạch Vệ Thành không thèm nhìn Mỹ Phụ này, nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết không rời mắt. Tiểu Tuyết, nếu con đồng ý ngoan ngoãn gả cho Carter, cha đảm bảo sẽ không gây khó dễ cho cậu ta. Vô Thành, tiểu tử này xông vào bí cảnh của Bạch gia chúng ta đã là tử tội, còn có ý đồ dẫn Tiểu Tuyết đi, sao có thể tha thứ cho cậu ta? Mỹ Phụ hơi nhíu mày nói. Vừa rồi tiểu tử này dọa bà ta không nhẹ,
sao có thể tha cho tiểu tử này dễ dàng. Câm miệng, ở đây chưa đến lượt cô xen miệng vào. Bạch Vô Thành lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết nhất định phải gả cho Carter, giữ lại mạng tiểu tử này xem như ông ta làm chút chuyện cho Tiểu Tuyết. Mỹ Phụ lộ ra chút bất mãn, nhưng không tranh cãi với Bạch Vô Thành nữa. Tiểu Tuyết, cha con đã khai ân bỏ qua cho dã tiểu tử này, con còn cần nghĩ gì nữa, cho dù con không quan tâm đến sống chết của Bạch gia, cũng phải suy nghĩ đến dã tiểu tử này chứ. Mỹ Phụ ê ẩm nói. Ê ế Bạch Tiểu Tuyết cười chua xót, trái tim hoàn toàn lạnh lẽo. Cô biết quy củ và tập quán của Bạch gia, chỉ là không ngờ những người bình thường hòa ái dễ gần lại xấu xí như vậy. Cô biết rất có thể là kết quả này, nhưng không ngờ nghe mấy lời này, trái tim cô vẫn đau đớn như vậy. Giống như bị người ta rạch một dao, sau đó lại hất nước tiêu nóng lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt cô, rất nhanh liền làm hốc mắt ẩm ướt. Cô còn chưa mở miệng, một bàn tay đặt lên trên vai cô. Để anh giải quyết. Mạc Phàm vỗ bả vai Tiểu Tuyết, dịu dàng nói. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ khiến Tiểu Tuyết càng thêm thương tâm khổ sở. Tiểu Tuyết do dự một lát, vẫn gật đầu. Mạc Phàm cười khẽ với Tiểu Tuyết, nhưng khi nhìn về phía người Bạch ra ánh mắt phát lạnh, tựa như trong vết nứt vạn năm bắn ra ánh sáng lạnh, chiếu lên người đại trưởng lão. Vừa rồi ông nói Tiểu Tuyết chỉ có thể gả cho Carter, ông là ai, dựa vào cái gì quyết định thay Tiểu Tuyết? Mạc Phàm không lưu tình hỏi. Hắn đã bảo Bạch Tiểu Phi nói với Bạch gia, ai cũng không thể can thiệp tự do của Tiểu Tuyết. Một ông già, ỷ vào mình có nhiều tóc bạc hơn người khác, nếp nhăn cũng nhiều hơn, tuổi cũng lớn hơn, nhưng tính cách thối tha hơn người khác, đã muốn cậy già lên mặt. Y Tiên Bất Tử hắn sống hơn 500 tuổi, chẳng phải càng có tư cách nói chuyện hơn sao? Mạc Phàm vừa nói xong, xung quanh vốn là sửng sốt, sau đó lập tức rộ lên. Bọn họ vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ vùng vẫy giấy chết một phen, dù sao nơi này là bí cảnh của Bạch gia, trang viên của Bạch gia, xung quanh cũng đều là người của Bạch gia. Chỉ cần một câu của đại trưởng lão, có thể chém Mạc Phàm thành mảnh nhỏ. Ai biết Mạc Phàm đi lên lại hoàn toàn không để đại trưởng lão vào mắt, còn mở miệng nhục mạ. Phải biết rằng đại trưởng lão là bác ruột của Bạch Vô Thành, đừng nói là Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Vô Thành cũng không dám nói chuyện với đại trưởng lão như vậy. Vậy mà Mạc Phàm dám nói thế. Sắc mặt đám Bạch Tiểu Hàn thay đổi, chắc lần này có chuyện xảy ra rồi. Tuy An Hiểu Hiên vô cùng chán ghét đại trưởng lão này, nhưng Mạc Phàm mở miệng mắng người, cô vẫn có chút lo lắng. Như vậy thật sự tốt sao? Sắc mặt đại trưởng lão xanh mét, tức đến mức râu vểnh lên, cơ thể run rẩy liên tục. Bạch Tiểu Phi và Mỹ Phụ kia cười nham hiểm, vô cùng đắc ý. Mạc Phàm hỏi đại trưởng lão là cái thá gì? Chuyện này chẳng khác nào đi trên con đường chết, đã không còn đường sống. Cho dù vừa rồi Bạch Vô Thành muốn giữ mạng Mạc Phàm, đều khó có khả năng. Mạc Phàm, cậu thật to gan, vậy mà dám nói với đại trưởng lão của chúng tôi như vậy, cậu biết chữ tử viết thế nào không? Bạch Tiểu Phi lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm rời mắt, nhìn về phía Bạch Tiểu Phi. Vừa rồi anh nói nếu là anh nhất định sẽ vượt qua núi sông biển lửa cũng không chối từ đúng không? Hôm nay tôi sẽ không giết anh, nhưng tôi sẽ cho anh cơ hội vượt qua núi sông biển lửa. Lần trước vì liên quan đến Tiểu Tuyết, hắn không giết Bạch Tiểu Phi, chỉ bảo Bạch Tiểu Phi cảnh cáo Bạch gia một phen. Xem ra Bạch Tiểu Phi không chuyển lời hắn nói cho Bạch gia. Vậy sao, vậy tôi sẽ đợi. Bạch Tiểu Phi cũng không sợ hãi, trái lại đầy chờ mong hỏi. Mạc Phàm có thể sống lâu như vậy hay không còn chưa biết được, lấy đâu ra cho hắn cơ hội vượt núi sông biển lửa. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, không để ý đến Bạch Tiểu Phi, rời mắt nhìn người đàn ông Bạch gia mới mở miệng. Người đàn ông kia thấy Mạc Phàm nhìn mình, cười khinh thường. Thế nào, tiểu tử, vừa rồi tôi cũng nói với Tiểu Tuyết, cậu chuẩn bị làm gì tôi? Anh quá coi trọng mình rồi, nếu anh không họ Bạch, anh vốn dĩ không có cơ hội nói ra những lời vừa rồi, bởi vì không đợi anh mở miệng, tôi sẽ giết anh, không khác gì giết một con kiến. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sát khí nói. Dùng đạo đức tới đè Tiểu Tuyết, tìm lầm người rồi. Chào ôi, tiểu tử, cậu nghĩ mình là ai, Mạc Đại Sư sao, theo tôi được biết bây giờ Mạc Đại Sư đang ở Mạc Bắc, bận rộn không nghỉ rồi. Người đàn ông kia cười nhạt nói. Hành tung của Mạc Đại Sư bất định, nhưng không giấu được tai mắt của Bạch gia bọn họ. Nếu Mạc Đại Sư muốn giết anh ta không nghi ngờ Mạc Đại Sư có thể làm được ở bí cảnh Bạch gia.
Chỉ là một tiểu tử họ Mạc nói những lời này, không khác gì nói tôi là bá chủ địa cầu, buồn cười. Ánh mắt anh ta nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết, đợi Mạc Phàm nói dứt lời, sẽ không khác gì người chết. Xung quanh có không ít người như đang xem diễn trò, cười lạnh lùng. An Hiểu Hiên, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh cũng đã chảy mồ hôi lạnh. Mạc Phàm lại rời mắt, nhìn về phía Bạch Vô Thành. Ông là Bạch Vô Thành gia chủ đương nhiệm của Bạch gia đúng không? Không sai, là tôi. Bạch Vô Thành cau mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nghi ngờ nói. Không biết vì sao, rõ ràng Mạc Phàm chỉ là đứa bé chưa tới 20 tuổi, đã có loại khí chất khiến người ta thần phục. Loại khí chất này không thể diễn ra được, cũng không giả bộ được, là do trời sinh. Nếu không phải Mạc Phàm còn đang ở Mạc Bắc, chưa quay về Giang Nam, ông ta nhất định sẽ hoài nghi Mạc Phàm là Mạc Đại Sư. Bởi vì chỉ có người như Mạc Đại Sư, mới có khí chất như vậy. Ông thân là cha, lại coi con gái là công cụ tặng người khác, ông không xứng làm cha. Ông thân là đàn ông, nhưng chỉ biết bắt nạt phụ nữ nhà mình, ông không phải hậu nhân của Bạch Nhật Tông. Các người thân là người Hoa Hạ, lại cúi đầu cầu hòa trước một giáo hội nước ngoài, ông cũng không có tư cách xưng là người Hoa. Mạc Phàm trầm giọng nói. Ba câu, cũng không nhiều chữ, nhưng như ba cái tát tát vào mặt đàn ông Bạch gia, cái tát sau tàn nhẫn hơn cái tát trước. Trong lúc này, cho dù là Bạch Vô Thành, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hay đàn ông Bạch gia khác, sắc mặt cả đám tựa như gan heo phơi vài ngày. Mạc Phàm nhìn như đang mắng Bạch Vô Thành, thực ra là mắng tất cả đàn ông Bạch gia. Đúng là buồn cười. Tiểu tử, cậu đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, có bản lĩnh cậu đợi người của thần điện đến rồi lại nói những lời này, chắc chắn cậu phải lập tức quỳ xuống xin tha thứ. Mỹ phụ kia nói. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt nói. Lấy tâm tiểu nhân, thiên hạ đều là tiểu nhân. Mỹ phụ này tự quỳ với thần điện, ở trong mắt bà ta mọi người cũng phải giống bà ta. Không biết thần điện nhìn thấy hắn, không quỳ sẽ tử. Tôi sẽ thế nào, không phải người như bà có thể dự đoán được, nhưng tôi đã nói rồi, bà dám nói nhiều thêm một chữ, tôi sẽ lập tức khiến bà vĩnh viễn không nói được, không sai chứ. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy nhiều người Bạch gia như vậy, cũng không quan tâm nơi này là bí cảnh của Bạch gia bí, thản nhiên nói. Tiểu tử, cậu đủ rồi đó, tôi không biết cậu biết được cái tên Bạch Nhật Tông từ đâu, nhưng cậu biết đây là đâu không? Cuối cùng đại trưởng lão không nhịn được, tức giận nói, giọng nói giống như mãnh hổ phẫn nộ gào thét, sau đó được gió thổi bay. Một dã tiểu tử xông vào bí cảnh Bạch gia bọn họ cướp người thì chưa tính. Còn mắng chửi Bạch gia từ trên xuống dưới một lần. Nếu ông ta còn có thể nhịn được, thì không phải đại trưởng lão của Bạch gia. Mạc Phàm lắc đầu cười, chỉ sợ ông già này chỉ biết đây là bí cảnh của Bạch gia. Vậy ông biết tôi là ai không? Cậu sao? Đại trưởng lão lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lập tức cười khinh thường. Cậu không có khả năng là Mạc Đại Sư, chẳng lẽ lại là sư phụ của Mạc Đại Sư? Đại gia gia, anh ấy là Mạc Phàm. Bạch Tiểu Manh hơi kích động nhắc nhở. Bạch Tiểu Manh còn chưa nói xong, cô mới mở miệng, rất nhiều người Bạch gia nở nụ cười. Tiểu Manh, đã đến lúc này rồi, cô còn muốn gạt chúng tôi nữa, cô cảm thấy còn có người tin cô à? Thì Bạch Tiểu Phi cười lạnh lùng nói. Cậu ta là Mạc Đại Sư, vậy tôi là Vạn Thiên Tuyệt. Tôi là Lâm Thiên Nam. Cháu không nói dối, chú Bạch, anh ấy thật sự là Mạc Đại Sư. Cháu từng gặp anh ấy ở Đông Hải. Bạch Tiểu Manh nhíu mày, có chút ấm ức nói. Người khác có thể nhận sai, sao cô có thể nhận sai Mạc Phàm được, vì sao những người này lại không tin cô? Bạch Vô Thành nhíu mày, trong mắt hiện lên do dự. Quả thật Bạch Tiểu Manh chưa từng nói dối, cũng là người thứ hai ở Bạch gia từng gặp Mạc Đại Sư. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là Mạc Đại Sư? Vô Thành, Tiểu Manh vì giúp Tiểu Tuyết mà nói dối cháu cũng tin. Cháu không biết bây giờ Mạc Đại Sư đang ở nơi nào sao, sao có thể đến chỗ Tiểu Tuyết được. Đại trưởng lão thấy Bạch Vô Thành do dự, nhắc nhở. Nếu bình thường Bạch Tiểu Manh nói Mạc Phàm là Mạc Đại Sư ông ta còn tin vài phần. Hiện giờ sao, Bạch Tiểu Hàn vì Tiểu Tuyết không biết dùng phương pháp gì mở bí cảnh của Bạch gia giúp Mạc Phàm, những lời Bạch Tiểu Manh nói có thể là thật được sao? Cháu không nói dối, anh ấy thật sự là Mạc Đại Sư. Trên gương mặt như búp bê của Bạch Tiểu Manh đều là ấm ức. Cô không nói dối, vậy mắt chúng tôi đều mù à,
sao tiểu tử này có thể là Mạc đại sư được, xem ra cô là muốn làm phản. Bạch Tiểu Phi thấy không ai tin Bạch Tiểu Manh, cười đắc ý nói. Tôi không có. Bộ dạng Bạch Tiểu Manh như sắp khóc đến nơi. Lúc này, một giọng nói cứng cáp có lực truyền vào. Cho dù cậu ta là Mạc đại sư thì sao, nếu vào bí cảnh của Bạch gia chúng ta, vậy thì đừng đi, đúng lúc giải quyết mâu thuẫn giữa Bạch gia và Mạc gia. Những lời này vừa vang lên, còn chưa nhìn thấy người xuất hiện, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhìn nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy ba lão giả tuổi già sức yếu đi vào qua quang môn. Tóc ba lão giả này như tuyết trắng dài tới eo, đều mặc trên người bộ đồ trắng, nếp nhăn trên mặt cũng dính vào nhau, làn da như cây già, nhưng đôi mắt thâm thúy như vì sao trên trời chớp lóe tinh quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lão giả dẫn đầu cầm trong tay một cây trượng gỗ, theo bước đi của ông ta, trượng gỗ phát ra âm thanh. Cộp cộp, người Bạch gia chắn ở cửa vào bí cảnh nhao nhao tránh ra, mở ra một con đường nhỏ, để ba lão giả này đi qua. Nhìn thấy ba lão giả này, sắc mặt Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh, An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Tuyết cùng thay đổi. Ba lão giả này là thái thượng trưởng lão của Bạch gia, tổ phụ của Bạch Vô Thành, ba cao thủ tiên thiên lánh đời của Bạch gia. Lão giả dẫn đầu là ông nội của Bạch Vô Thành, gia chủ Bạch gia đời trước. Nếu lời nói của đại trưởng lão không đủ phân lượng, ba thái thượng trưởng lão này tuyệt đối đủ. Nếu chỉ là ba thái thượng trưởng lão ra mặt thì không sao, vậy mà ba thái thượng trưởng lão muốn là địch với Mạc Phàm. Chuyện này vốn đã đủ phiền phức, ba thái thượng trưởng lão này vừa xuất hiện càng ầm ĩ hơn rồi. Bạch Tiểu Phi và Mỹ Phụ kia hơi nhếch miệng, cười đắc ý. Không chỉ có bọn họ, người Bạch gia khác cũng cười. Thái thượng trưởng lão ít khi xuất hiện đều đã đến đây, lần này có trò hay để coi rồi. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Bao gồm Bạch Vô Thành, đại, nhị trưởng lão trong đó, một đám người Bạch gia vội vàng cúi lạy ba người. Người trong nhà không cần khách sáo như vậy, đứng lên đi. Thái thượng trưởng lão dẫn đầu vẫy tay nói. Lúc này một đám người mới đứng dậy, ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm. Thái thượng trưởng lão dẫn đầu đi đến trước người Mạc Phàm, khẽ nâng mí mắt lên, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cậu là tiểu tử Đông Hải muốn cưới đại tiểu thư Bạch gia chúng tôi sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng, gật đầu. Không sai. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thái thượng trưởng lão cũng không tức giận, ở trong mắt ông ta Mạc Phàm chỉ là đứa bé, vốn dĩ không cần vì chuyện này mà tức giận. 20 năm trước, Tần Quỳnh Đông Hải các cậu tướng quân khai quốc có địa vị cao quý, còn là tổng tư lệnh quân khu Giang Nam, cậu ta mang theo đại lễ đến Bạch gia tôi. Muốn cầu hôn thay con trai cậu ta, bị tôi từ chối. 40 năm trước, người Lưu gia thế gia số 1 Đông Hải lúc đó muốn cưới một cô gái Bạch gia chúng tôi không mở cửa cho vào, cậu ta để đồ trước cửa Bạch gia chúng tôi rồi bái lạy, rời đi. 80 năm trước, Đông Hải xuất hiện một vị đế vương ngắn hạn, tay cầm trọng binh Hoa Hạ, muốn cưới một bé gái Bạch gia chúng tôi làm hậu, Bạch gia tôi chỉ nói một câu, liền khiến người đó không dám đánh chủ ý với phụ nữ Bạch gia nữa. Nói xong những chuyện này, Thái Thượng trưởng lão lại nói tiếp, ánh mắt phát lạnh theo. Những người này bất luận là thân phận hay địa vị cậu đều không so được, cậu dựa vào cái gì muốn mang phụ nữ Bạch gia chúng tôi rời đi, nói cho tôi biết lý do để tôi đồng ý. Thái Thượng trưởng lão đúng lý hợp tình hỏi. Mạc Phàm lắc đầu cười, vậy mà ông già này dùng thân phận chèn ép hắn, tìm sai người rồi. Không nói đến chuyện khác. Hắn và Bạch Khởi người mạnh nhất của Bạch Nhật Tông là bạn vô cùng thân thiết, kiếp trước hắn quay lại địa cầu được là do Bạch Khởi dùng đồng tử thuật đưa hắn trở về. Bạch Khởi nhìn trẻ như người gần 30 tuổi, thực ra đã hơn 6.000 tuổi, nên so về bối phận còn cao hơn lão tổ tông Bạch gia, càng không nói đến những hậu nhân của Bạch gia. Chỉ riêng điểm này, thân phận của hắn đều cao hơn bất luận kẻ nào ở Bạch gia. Bởi vì tôi thích Tiểu Tuyết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết khẽ đổi, sắc mặt tốt hơn nhiều. Thích sao? Thái thượng trưởng lão nhíu mày, lập tức nở nụ cười. Có không biết bao nhiêu người thích phụ nữ Bạch gia chúng tôi, nhưng cậu cảm thấy Bạch gia chúng tôi đang làm từ thiện à, cậu thích chúng tôi sẽ đưa sao? Xung quanh có không ít đệ tử Bạch gia mỉm cười, vẻ mặt đáng đánh đòn. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, liếc mắt nhìn thái thượng trưởng lão một cái. Sau đó thì sao? Tiểu tử. Tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất với thân phận của cậu, vốn dĩ không xứng với Tiểu Tuyết,
cậu tự mình đưa Tiểu Tuyết cho Carter, chúng tôi có thể không giết cậu, nhưng chúng tôi phải biến cậu thành thụ nhân, thứ nhị cậu có thể không đưa, trừ phi cậu có thân phận tương xứng, nếu không mỗi ngày chúng tôi sẽ cắt một thứ trên người cậu, mãi đến khi Tiểu Tuyết gả cho Carter mới thôi. Trong mắt Thái Thượng trưởng lão lóe sáng ngoan độc nói, một tên tiểu tử dám cướp phụ nữ Bạch gia bọn họ, sao có thể nương tay? Thái Thượng trưởng lão anh minh. Bạch Tiểu Phi cười nịnh nọt nói, mặc kệ Mạc Phàm lựa chọn thế nào, đều không có kết cục tốt. Nhất là lựa chọn thứ nhất, tuy Mạc Phàm có thể sống sót, nhưng Mạc Phàm phải đích thân đưa Tiểu Tuyết cho Carter, chuyện này vô cùng nhục nhã. Tự tay đưa người phụ nữ của mình cho người khác, chắc chắn đau đớn hơn chết đi, còn là cả đời. Xung quanh, không ít người Bạch gia cười đắc ý. Không dễ dàng gì Thái Thượng trưởng lão mới ra ngoài một lần, vừa ra đã vô cùng oai phong. Lời ông ta nói cho dù là Bạch Vô Thành cũng không thể thay đổi được, dù sao ông ta là ông nội của Bạch Vô Thành. Tiểu tử, nhanh chọn một cái đi. Có cần chúng tôi chọn giúp cậu không? Tuy lựa chọn thứ nhất hơi dọa người một chút, nhưng ít nhất vẫn còn mạng, tôi thấy cậu nên chọn cái thứ nhất, dù sao cậu còn trẻ. Tôi thấy cậu nên chọn cái thứ hai tốt hơn, ít nhất có thể chết vinh quang một chút. Chết vinh quang một chút, đầu năm nay vinh quang có thể đáng giá mấy đồng. Một đám người Bạch gia cười trêu chọc, đắc ý ở trên mặt càng ngày càng dày đặc hơn. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn cùng những phụ nữ khác lại khó coi hơn nhiều, lông mày nhíu lại, trong đôi mắt đều là phẫn nộ và thống khổ. An Hiểu Hiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. May mà cô không phải người Bạch gia, nếu không đã bị đám người Bạch gia làm tức đến mức thổ huyết. Ở đây chỉ có Mạc Phàm là vô cùng bình tĩnh, không để lời nói của Thái Thượng trưởng lão và đám người này ở trong lòng. Đừng nói là Thái Thượng trưởng lão Bạch gia, cho dù lão tổ Bạch gia đến đây, hôm nay cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản hắn mang Tiểu Tuyết đi. Bảo hắn đưa Tiểu Tuyết cho Carter, cho dù trời sập xuống cũng không có khả năng. Còn đám người Bạch gia kia, chỉ như đám khỉ nhảy nhót trong tầm mắt hắn. Ấp ế khỉ líu díu trên cây, cần gì phải để ý tới. Điều kiện của ông, tôi không có một chút hứng thú, cũng không cần phải lựa chọn, tránh đường, ông còn có thể sống thêm vài năm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm mới mở miệng, không ít người hít vào một hơi khí lạnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Mạc Phàm không để đại trưởng lão vào mắt, không để Bạch Vô Thành vào mắt đều không sao, vậy mà ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng dám coi như không có, lá gan không phải to bình thường. Không biết ở Hoa Hạ như thế nào, ít nhất ở tỉnh Giang Nam, bọn họ còn chưa thấy ai dám nói chuyện với Thái Thượng trưởng lão như vậy, nhất là người tuổi như Mạc Phàm. Tiểu Tuyết, con thấy chưa, người trong lòng con có đức hạnh này, Thái Thượng trưởng lão lớn tuổi như vậy, vậy mà cậu ta không có một chút tôn kính với Thái Thượng trưởng lão, con gả cho cậu ta sẽ đối xử tốt hơn với con chỗ nào? Mỹ Phụ nghiêng đầu liếc Mạc Phàm một cái, giả mù sa mưa nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Mạc Phàm càng nói lời ngoan độc càng tốt, tốt nhất là đắc tội Thái Thượng trưởng lão, như vậy sẽ không có ai cứu được tiểu tử này. Tiểu tử này vừa chết, Bạch Tiểu Tuyết chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho vương tử Carter, Bạch gia bọn họ sẽ không sao nữa. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, không nói gì thêm. Mạc Phàm lắc đầu, hơi nhếch miệng cười như không cười. Quả thật lão nhân nên được tôn trọng, nhưng cũng phải xem là lão nhân nào. Lão nhân giống Thái Thượng trưởng lão này, ỷ mình thanh cao, không chỉ không coi những người khác là người, ngay cả người Bạch gia cũng bị ông ta coi là công cụ. Nếu Thái Thượng trưởng lão này không phải người nhà Tiểu Tuyết, đã sớm chết ở dưới kiếm của hắn. Các người nói xong chưa? Nói xong rồi, tôi cho các người hai lựa chọn, tự mình tránh ra, hay tôi khiến các người tránh ra. Mạc Phàm nắm tay Tiểu Tuyết, thản nhiên nói. Trong giọng điệu không có một chút đường sống thương lượng. Tối nay, hắn nhất định phải mang Tiểu Tuyết đi. Ai dám ngăn cản, hắn không ngại khiến thời gian còn lại của người này phải trải qua trên giường. Sắc mặt Thái Thượng trưởng lão hơi khó coi, đôi mắt như bảo đao rút ra khỏi vỏ, chớp lóe sắc bén. Không nói Mạc Phàm là tiểu tử chưa đủ 20 tuổi, người Đông Hải từng làm hoàng đế vài ngày cũng phải vô cùng cung kính với ông ta, vậy mà Mạc Phàm dám nói chuyện với ông ta như vậy. Xem ra Bạch gia im lặng lâu như vậy, nên không có người biết uy danh của Bạch gia. Vì thế mà một tên tiểu tử cũng dám bắt nạt trên đầu Bạch gia. Tiểu tử, cậu không phải người có lá gan lớn nhất tôi từng gặp trong trăm năm qua, nhưng trong số người trẻ tuổi,
lá gan của cậu là lớn nhất, nhưng lá gan lớn cũng vô dụng, lão phu muốn nhìn xem hôm nay cậu dẫn Tiểu Tuyết đi thế nào. Thái thượng trưởng lão gõ mạnh trượng gỗ xuống đất, trầm giọng nói. Rõ ràng chỉ là một cây trượng gỗ, đá lát trên mặt đất trực tiếp bị đục nát, vết rạn như mạng nhện lan ra, trượng gỗ không đâm vào trong đất quá nhiều. Đôi mắt sáng ngời có thần của thái thượng trưởng lão lập tức biến thành màu trắng, chớp lóe quỷ dị. Xung quanh trở nên sáng lên, tựa như có hai đạo thiểm điện xuất hiện trong bí cảnh. Thái thượng trưởng lão còn chưa ra tay, tay Tiểu Tuyết nắm chặt lại. Cô không hy vọng nhìn thấy Mạc Phàm ra tay với Bạch Gia, nhưng xem ra chuyện này không thể tránh khỏi. Mạc Phàm cảm nhận được khẩn trương của Tiểu Tuyết, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt. Yên tâm đi, anh đồng ý với em, anh sẽ không giết người nhà của em, anh sẽ dẫn em rời khỏi nơi này. Hắn vừa nói ra những lời này, không ít người Bạch Gia nở nụ cười. Ở đây Bạch Gia bọn họ có hơn 8 cao thủ tiên thiên, những người khác không phải người bình thường có thể đối phó. Nơi này lại là bí cảnh của Bạch Gia, Mạc Phàm không chỉ rơi vào trong bẫy của Bạch Gia bọn hoi, còn bị nhiều cao thủ vây quanh như thế. Mạc Phàm muốn không giết bọn họ trong tình huống này, dẫn Tiểu Tuyết rời đi, thật sự không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin. Cho dù là hai cao thủ tuyệt thế Vạn Thiên Tuyệt, Lâm Thiên Nam cũng không nhất định dám nói không giết một người, dẫn người Bạch Gia bọn họ đi được, Mạc Phàm có tư cách gì nói những lời này. Có phải tiểu tử này bị dọa choáng váng rồi không? Có người cười hỏi. Thái thượng trưởng lão cũng không tức giận, hơi nhếch miệng lên cười to. Tiểu tử, tôi bắt đầu có chút bội phục dũng khí của cậu rồi, trái lại tôi muốn nhìn xem cậu không giết chúng tôi mà có thể dẫn Tiểu Tuyết rời đi thế nào. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, hắn không muốn ra tay với người Bạch Gia, chỉ cần Bạch Gia để hắn dẫn Tiểu Tuyết đi, sẽ không có chuyện gì. Nhưng những người này lại tự tìm khổ ăn. Cũng được. Người Bạch Gia cảm thấy thân phận của hắn không đủ để cưới Tiểu Tuyết, vậy hắn sẽ cho bọn họ thấy thân phận và thực lực của hắn. Hắn nheo mắt, vừa định vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Ý niệm của hắn vừa động, một vòng sáng chiếu lên người Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh và An Hiểu Hiên, bao quanh bọn họ ở bên trong. Đúng lúc này, bùm một tiếng, giống như có vạn tấn thuốc nổ nổ tung, khiến màng tai người ta đau nhức. Bầu trời lay động dữ dội, mặt đất bắt đầu run rẩy theo, tựa như trời sắp sập xuống. A, à, theo tiếng nổ này, rất nhiều đệ tử Bạch Gia không cẩn thận, giống như uống rượu say ngã nhào xuống đất. Sao lại thế này? Không ít đệ tử Bạch Gia thay đổi sắc mặt, kích động hỏi. Bọn họ vừa mới nói xong, tiếng leng keng như kiếm kêu lượn quanh trên bầu trời. Người Bạch Gia, giao tất cả phụ nữ Bạch Gia ra đây, tôi sẽ tha chết cho các người. Giọng nói này không to, nhưng truyền vào tai tất cả người Bạch Gia. Ở đây, sắc mặt tất cả người Bạch thay đổi. Lại có người tới cướp phụ nữ Bạch Gia chúng ta sao? Tiểu tử, người dị quốc bên ngoài là cậu dẫn đến sao? Đại trưởng lão khẽ híp mắt, chất vấn. Rõ ràng giọng nói kia không phải của người Hoa. Mạc Phàm cười khẽ, Mạc Bắc La Gia còn mạnh hơn Bạch Gia không ít, mình hắn đủ diệt La Gia rồi, huống chi là Bạch Gia. Đối phó các người, một mình tôi dư giả, cần dẫn nhiều người tới làm gì? Tiểu tử, cậu chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, cậu cho rằng có những người khác ra tay với Bạch Gia tôi, cậu sẽ có cơ hội dẫn Tiểu Tuyết đi sao, mơ tưởng. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, rời mắt nhìn Thái Thượng trưởng lão, biểu cảm âm lệ lập tức trở nên cung kính. Thái Thượng trưởng lão, tránh để tiểu tử này thừa dịp hỗn loạn dẫn Tiểu Tuyết rời đi, hay là chúng ta giết tiểu tử này trước? Giết tiểu tử này trước đã, rất có khả năng tiểu tử này cùng phe với người dị quốc bên ngoài. Không sai, không thể tin tưởng tiểu tử này, cho dù không giết đi, cũng phải chém đứt tay chân cậu ta trước. Đại trưởng lão mới mở miệng, không ít người Bạch Gia mới đứng dậy nói tiếp, người sau tuyệt tình hơn người trước. Thái thượng trưởng lão, tiểu phàm ca không có khả năng cùng phe với người bên ngoài, cháu tin tưởng anh ấy. Bạch Tiểu Manh lấy hết dũng khí nói. Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, đâu cần cấu kết với người dị quốc, cho dù Mạc Phàm không phải Mạc Đại Sư, cô tin Mạc Phàm cũng không phải người như thế. Cháu tin tưởng cậu ta, chúng tôi dựa vào cái gì tin tưởng cháu đây, nhà đầu ăn cây táo, rào cây sung này. Hai tay Mỹ Phụ vòng quanh bộ ngực to, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Manh một cái, lạnh lùng nói. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Manh đỏ bừng, có chút luống cuống.
Cứ tiếp tục như vậy, ra tay là chuyện không thể tránh khỏi. Bà không họ Bạch, thì có tư cách gì nói tôi? Mỹ phụ lập tức nhíu mày, tựa như chim ưng bị xúc phạm, cánh dang rộng ra. Thái thượng trưởng lão, ông thấy rồi đó, tiểu nha đầu này vì bảo vệ dã tiểu tử kia, lại dám nói chuyện với tôi như vậy, tôi nghĩ không lâu sau phụ nữ Bạch gia chúng ta sẽ bị dã tiểu tử này mê hoặc mất. Mỹ phụ phẫn nộ nói. Một đám người đều nhìn về phía Thái thượng trưởng lão, đợi Thái thượng trưởng lão lựa chọn. Một lát sau, lúc này Thái thượng trưởng lão mới mở miệng. Mặc kệ cậu ta có phải cùng phe với người dị quốc bên ngoài hay không, cậu ta đều đã đánh chủ ý với phụ nữ Bạch gia chúng ta, hiện giờ tôi sẽ không giết cậu, nhưng cậu mở to hai mắt mà xem, rốt cuộc cậu chênh lệch với Bạch gia chúng tôi bao nhiêu, phụ nữ Bạch chúng tôi vốn dĩ không phải người như cậu có thể lấy. Trong mắt Thái thượng trưởng lão chấp lóe tinh quang, trầm giọng nói. Không phải tiểu tử này rất kiêu ngạo sao, giết chết cậu ta thì lợi cho cậu ta quá. Vậy để cậu ta nhìn xem trời rất cao đất rất dày, thực lực của Bạch gia bọn họ kinh khủng cỡ nào, khiến tiểu tử này chết tâm phục khẩu phục đi. Nếu các ông tránh ra, hơn nữa sẽ không tìm bọn họ gây phiền phức, tôi có thể giúp các ông giải quyết phiền phức này. Để Mạc Phàm chỉ vào đám Bạch Tiểu Hàn nói. Hiện giờ cả Giang Nam đều nằm trong mắt hắn, hắn nhắm mắt lại đều có thể biết được người đến là ai, những người này không phải người đám Bạch gia có thể đối phó. Tuy người Bạch gia rất đáng chết, nhưng dù sao cũng là người nhà của Tiểu Tuyết. Nếu bọn họ đồng ý cúi đầu, hắn không ngại giúp đỡ diệt những người kia. Thái thượng trưởng lão hơi nhếch miệng, nở nụ cười. Người Bạch gia khác cũng bắt đầu cười theo, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Bạch gia bọn họ cần Mạc Phàm diệt kẻ địch giúp, vậy Bạch gia bọn họ vô dụng cỡ nào? Người mà tiểu tử này có thể đối phó được, Bạch gia bọn họ đều có thể đối phó, người mà tiểu tử này không thể đối phó, bọn họ vẫn có thể, bọn họ cần Mạc Phàm giúp à? Tiểu tử, cậu vẫn nên ở đây đợi chết đi, chuyện của Bạch gia chúng tôi, cần cậu nhúng tay sao? Đại trưởng lão khinh thường nói. Vấn Phong, Vô Thành hai cháu coi chừng tiểu tử này, đừng để cậu ta chạy mất. Những người khác theo tôi nhìn xem, rốt cuộc là ai lớn mật như vậy, dám động vào Bạch gia chúng ta. Thái thượng trưởng lão rút trường gỗ cắm trên đất ra, xoay người đi đến cửa bí cảnh, một đám người Bạch gia cũng theo sau ông ta ra khỏi bí cảnh. Tiểu tử, coi như vận khí của cậu tốt, Thái thượng trưởng lão lại để cậu sống lâu một lát, đi thôi, để cậu chết một cách minh bạch. Đại trưởng lão lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, nói. Mạc Phàm lắc đầu. Không để ý đến đại trưởng lão. Ở trong mắt ông già này hắn như thịt cá nằm trên thớt gỗ, nhưng ở trong mắt hắn ông già này chỉ là con kiến dưới chân hắn, chẳng qua ông già này không biết mà thôi. Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bạch Tiểu Tuyết, hắn nhíu mày. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Đa số đàn ông Bạch gia không có nhân tính, nhưng tính cách của phụ nữ Bạch gia đều không tệ lắm, ví dụ như Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn, Tiểu Manh vân vân. Hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, không cần phải vội. Dạ. Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích, khẽ gật đầu. Chúng ta đi. Mạc Phàm nắm tay Bạch Tiểu Tuyết, thản nhiên đi đến Quang Môn. Khi đi ngang qua Bạch Vô Thành, Bạch Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn Bạch Vô Thành một cái, trong mắt cô hiện lên vẻ phức tạp. Hai người đi qua Quang Môn, ra khỏi bí cảnh. Sắc mặt Bạch Vô Thành khẽ đổi, tay không tự chủ nắm chặt lại, do dự bất định. Ba người cũng đi cùng đi, đợi thu thập dã tiểu tử kia, xem Thái thượng trưởng lão xử lý ba người thế nào. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn đám Bạch Tiểu Hàn một cái, lạnh lùng nói. Lông mày ba người nhíu lại, cũng rời khỏi bí cảnh theo. Mọi người đi qua Quang Môn ở Lương Đình, xuất hiện trên đảo nhỏ trong hồ. Chỉ thấy trên không Bạch gia, hộ trang đại trận đã mở ra, cả trang viên được một tầng thủy tinh chớp lóe kinh văn bao phủ. Bốn phía lồng thủy tinh mỗi góc có một người mặc y phục dạ hành, sau lưng là trường kiếm quỳ một gối xuống, một tay dựng thẳng hai ngón niệm thần chú, tay còn lại ấn lên màn hào quang. Chỗ tay bọn họ tiếp xúc với màn hào quang, có trận pháp hình như đóa hoa tứ giác xuất hiện. Mỗi một đóa tứ giác bắn ra một đạo đường cong như dây, trong đó hai nhánh nối với đồ án của hai người bên cạnh, vòng quanh chiếu sáng tạo thành một đóa hoa tứ giác to. Một nhánh khác dọc theo màn hào quang cắm xuống đất. Một nhánh cuối cùng thì đi về phía trung tâm. Giữa mỗi đồ án đóa hoa tứ giác, sẽ có một chữ triển cổ, binh, đấu, huyền, trận.
Giữa hộ trang đại trận, một người đàn ông trung niên mặc trang phục Nhật Quốc, trên đầu có cột tóc, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lãnh khốc đứng ở trên không, nhìn đám người Bạch gia dưới chân. Phía sau ông ta là một đại đao to hơn đao võ sĩ bình thường, trường kiếm khí năm trượng trên đao như thiên đao trôi nổi trên không, đao khí nuốt nhả bất định, giống như sẽ chém xuống bất cứ lúc nào, nhìn làm lưng người ta phát lạnh. Dưới chân người đàn ông, bốn trận pháp bắn ra vây thành một trận pháp to hơn hoa tứ giác trận pháp. Năm tứ giác hoa trận tạo thành một đại trận, bao trọn trận pháp của Bạch gia ở bên trong. Người Nhật Quốc, chẳng lẽ là nhà Miyamoto kiếm đạo thế gia ở Nhật Quốc? Có người nhìn trang phục võ sĩ Nhật Quốc trên người người kia, kích động nói. Mấy ngày hôm trước nhà Miyamoto đến Bạch gia cầu hôn, Miyamoto Kawa mất tích một cách kỳ lạ, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, chắc chắn là nhà Miyamoto đến báo thù. Võ sĩ kia thấy đám Mạc Phàm đi ra, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Bạch gia Hoa Hạ, tôi cho các người suy nghĩ một phút, sau một phút nếu không giao tất cả phụ nữ Bạch gia ra đây. Đại kiếm hào nhà Miyamoto tôi sẽ khiến Bạch gia các người trở thành lịch sử. Giọng nói trầm thấp mang theo áp lực vô hình đè về phía mọi người. Đúng là người của nhà Miyamoto, còn là đại kiếm hào nữa. Không ít người Bạch gia nhíu mày, lộ ra vẻ thận trọng. Ở Nhật Quốc chỉ có người luyện ra kiếm khí mới được gọi là kiếm sĩ, giống như cao thủ nội kình ở Hoa Hạ, tiên thiên tông sư ngoại phóng kiếm khí được gọi là kiếm sư. Trên đại kiếm sư là đại kiếm hào, tuy vẫn là tiên thiên tông sư như trước, nhưng lợi hại nhất trong tiên thiên tông sư. Ở Nhật Quốc, trong 1.2 triệu người chỉ có 8 đại kiếm hào. Nhưng không phải lúc nào đại kiếm hào cũng có 8 người, có một số triều đại còn không có một ai. Sở dĩ xuất hiện hiện tượng như vậy là vì trình độ thấp nhất của đại kiếm hào là một kiếm chảm bát tông, nói cách khác một kiếm có thể chém chết 8 tiên thiên tông sư, không được trình độ này thì không xứng với danh hiệu đại kiếm hào. Mỗi tông sư đều như nhân trung long phượng, giết một người đều rất khó. Đại kiếm hào thấp nhất cũng có thể một kiếm chảm tám tông, đủ để thấy đại kiếm hào đáng sợ như thế nào. Thái thượng trưởng lão khẽ cau mày, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Một đám sáng dâng từ dưới chân ông ta lên, tựa như thần tiên cưỡi mây đạp gió, đi về phía hộ trang đại trận. Thái thượng trưởng lão bay lên không, trước mắt không ít đệ tử Bạch gia sáng lên. Thái thượng trưởng lão đột phá đến thần cảnh rồi sao? Ba thái thượng trưởng lão cùng đóng tử quan, nói rằng không đến lúc nguy hiểm không thể quấy rầy, là muốn trùng kích thần cảnh trong truyền thuyết. Chỉ đến thần cảnh mới được xem như là thần tiên trong truyền thuyết, nhất niệm phi thiên, nhất niệm nhập địa. Thái thượng trưởng lão có thể phi thiên, chẳng lẽ đã đến thần cảnh? Chẳng trách ngay cả Mạc Phàm mà thái thượng trưởng lão cũng không sợ. Có người hiểu ra, kích động nói. Bỗng nhiên thái thượng trưởng lão xuất quan, lúc nói chuyện nắm chắc như thế, chắc chắn thực lực đã tăng lên một tầng mới. Vẻ mặt thái thượng trưởng lão lạnh nhạt, giống như không để những lời này ở trong lòng. Chỉ trong phút chốc, ông ta đã đến trên hộ trang đại trận, đứng ở nơi cách đại kiếm hào nhà Miyamoto không xa. Cậu là Miyamoto Takeshi kiếm hào nhà Miyamoto đúng không? Bạch gia tôi không thù không oán với nhà Miyamoto. Vì sao lại động vào Bạch gia tôi? Thái thượng trưởng lão khép hờ mắt, trầm giọng chất vấn. Giọng điệu nói chuyện giống như quan viên thời cổ chất vấn phạm nhân. Đại kiếm hào rất lợi hại, 8 đại kiếm hào đều chiếm mỗi vị trí riêng trên thiên bảng. Nhưng khi ông ta nổi tiếng trên thiên bảng, Miyamoto Takeshi còn chưa sinh ra, ở trước mặt ông ta Miyamoto Takeshi chỉ như tiểu tử hậu bối, mạnh hơn Mạc Phàm một chút mà thôi. Nếu là trước đây, Miyamoto Takeshi vốn dĩ không có tư cách đứng trước mặt ông ta. Miyamoto Takeshi nheo mắt lại, lộ ra chút bất ngờ. Bạch Kình Thương, không phải ông đóng tử quan sao, vậy mà ông còn sống đi ra. Trước khi ông ta từ Nhật Quốc tới Hoa Hạ, có điều tra tài liệu về Bạch gia Hoa Hạ. Lợi hại nhất Bạch gia là Bạch Vô Thành gia chủ đương thời của Bạch gia, được xưng là Thiên Chi Nhãn. Nhưng điều kiện trước tiên là Thái Thượng trưởng lão Bạch gia không xuất quan. Bạch Kình Thương thái thượng trưởng lão của Bạch gia, một lão gia hỏa sống trăm năm, khi 30 tuổi đã là cao thủ nổi tiếng trên hắc bảng, uy chấn tứ hải. Lúc ông ta làm gia chủ Bạch gia, thanh thế Bạch gia mạnh hơn hiện giờ đâu chỉ gấp đôi. Ngày đó rõ ràng hoàng đế ngắn hạn tay cầm trăm vạn quân, sau khi bị Bạch Kình Thương từ chối cầu thân, cũng không dám làm gì ông ta. Nếu biết tên của tôi cho cậu hai con đường,
quỳ xuống xin lỗi Bạch gia tôi, để bội kiếm của mình lại cút khỏi Hoa Hạ, hoặc chết. Bạch Kình Thương vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Một nhà Miyamoto nho nhỏ cũng dám đánh chủ ý với Bạch gia bọn họ, mượn đại kiếm hào nhà Miyamoto làm đá kê chân giúp Bạch gia bọn họ quật khởi vậy, cũng để Mạc Phàm biết mình ngu dốt thế nào. Trong mắt Miyamoto Takeshi lộ ra sắc bén, cười khinh thường. Là Bạch Kình Thương của 50 năm trước, tôi cũng có thể giết được, ông hiện giờ có tư cách gì hung hãn trước mặt tôi, nể mặt ông tuổi tác đã cao, tôi cho ông chút mặt mũi, giao 10 thiếu nữ Bạch gia bao gồm Bạch Tiểu Tuyết trong đó, thành công cụ sinh sản đời sau cho nhà Miyamoto chúng tôi, nếu không tôi chỉ có thể lĩnh giáo xem vạn đồng chi đồng của ông lợi hại đến mức nào. Bạch đồng tử của Bạch gia có tổng cộng tam đại sát thuật, thì không rảo sát, vạn pháp thuật sát và thiên địa động sát. Ấp ế ế ế ế ô cái thứ nhất có thể bóp méo thời không, cái thứ hai thi triển các loại pháp thuật, cái thứ ba thông qua năng lực vô cùng cường đại, giết chết đối phương dựa vào tử huyệt. Tam đại sát thuật, bất luận là loại nào đều vô cùng đáng sợ. Nhưng ngoại trừ tam đại sát thuật ra, còn có vạn tượng huyễn sát lợi hại nhất. Có thể nắm giữ bạch đồng tử vạn tượng huyễn sát, tên là vạn đồng chi đồng. Nghe nói trong vạn đồng tử có muôn vàn thế giới. Cho dù là tăng lữ có ý chí kiên định cũng khó mà thoát được, trừ phi có thần lực phá giải vạn giới. Sở dĩ trước đây Bạch Kình Thương có danh tiếng lớn như vậy, đó là vì dùng vạn đồng chi đồng liếc mắt một cái khống chế được 10 tiên thiên tông sư đối đầu với Bạch gia. Chuyện này còn chưa là gì, đáng sợ là ông ta khống chế 10 tiên thiên tông sư diệt từng người trong gia tộc, sau đó phá giải ảo thuật với 10 tiên thiên tông sư này. 10 tiên thiên tông sư này thấy vợ con bị mình giết chết. Có 9 người tự sát tại chỗ, người còn lại thì thành kẻ điên. Bởi vì hành động đó khiến danh tiếng của Bạch Kình Thương nổ mạnh, cũng khiến Bạch gia không ai dám trêu chọc. Cho dù là hôm nay đổi thành những người khác, nhìn thấy Bạch Kình Thương chắc chắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng có thể khiến đại kiếm hào Nhật Quốc ông ta sợ được sao? Thằng quỷ nhỏ, cho dù cha cậu nhìn thấy tôi cũng phải gọi là Bạch Đại Sư, huynh trưởng cậu tới Hoa Hạ cũng phải gọi tôi một tiếng tiền bối. Nếu cậu muốn thử lợi hại của vạn đồng chi đồng một lần, lão phu thành toàn cho cậu. Bạch Kình Thương nhướng mày, chẳng muốn nói lời vô nghĩa với Miyamoto Takeshi. Một hậu bối như vậy cũng dám mạo phạm uy nghiêm của ông ta, chết. Ý niệm của ông ta vừa động, hai mắt nheo lại, đôi mắt ông ta thay đổi. Đồng tử màu đen biến thành màu trắng nhanh chóng thu nhỏ lại, từ một biến thành hai, sau đó thành bốn. Chỉ chưa tới một phần 10 giây. Mắt ông ta như mắt ruồi, bên trong có trên vạn mắt kép màu trắng. Chi chít đôi mắt nhỏ khiến da đầu người ta run lên. Vạn huyễn, Bạch Kình Thương quát khẽ. Hai chữ vang lên, mắt kép trên vạn cái sáng lên, trong chớp mắt bạch quang mắt thường khó mà phân biệt được biến mất trong mắt Miyamoto Takeshi. Miyamoto Takeshi còn chưa có bất luận phản kháng gì, vẻ mặt sửng sốt. Hai mắt ông ta lập tức giống hệt Bạch Kình Thương, có vô số mắt kép. Gương mặt lãnh khốc cũng đờ đẫn như tượng gỗ. Kiếm khí trên thanh trường đao ở bầu trời biến mất, lộ ra trường đao ban đầu, rơi xuống. Takeshi đại nhân. Bốn võ giả Nhật Quốc nhận thấy được Miyamoto Takeshi kỳ lạ, sắc mặt thay đổi, vội vàng kêu lên, cố gắng thức tỉnh Miyamoto Takeshi. Trên mặt đất, đám người Bạch gia thấy được một màn này, khóe miệng đều nhếch lên, lộ ra tươi cười đắc ý. Danh tiếng của đại kiếm hào Nhật Quốc không nhỏ, nhưng chỉ có vậy, vốn dĩ không chống lại được một cái liếc mắt của Thái Thượng Trưởng Lão. Đại kiếm hào rất lợi hại, chẳng qua Thái Thượng Trưởng Lão của chúng tôi lợi hại hơn. Trên bầu trời, Bạch Kình Thương cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Giết thuộc hạ của cậu trước vậy, rồi tự đánh gãy hai tay. Sau đó Bạch Kình Thương lại cười lạnh lùng nói. Chúng vạn đồng tử của ông ta. Đối với ông ta mà nói giết Miyamoto Takeshi quá dễ dàng, đơn giản hơn giết chết một con kiến. Giết chết con kiến còn phải nhấc chân, giết chết Miyamoto Takeshi chỉ cần một câu của ông ta. Không có một chút thú vị gì, để đại kiếm hào nhà Miyamoto nếm thử khổ cực trước rồi nói sau. Bạch Kình Thương vừa nói xong, vẻ mặt Miyamoto Takeshi đờ đẫn gật đầu, vươn một tay ra. Trên bầu trời. Thanh đao võ sĩ mất đi sáng bóng rơi xuống được ông ta nắm trong tay, kiếm khí như quỷ hỏa lập tức xuất hiện trên đao. Quỷ thú! Cổ tay ông ta run lên, ánh đao nhoáng lên một cái. Hai đạo ánh đao như hai đạo trăng lưỡi liềm lóe lên, bay nhanh về phía bốn võ sĩ Nhật Quốc.
Đại nhân, nhanh tỉnh lại. Sắc mặt bốn võ sĩ Nhật Quốc thay đổi, cuống quýt kêu lên. Miyamoto Takeshi giống như không nghe thấy, đao võ sĩ trong tay chém xuống, lập tức chém hai cánh tay của mình. Phốc, máu tươi bắn ra, tay còn lại của Miyamoto Takeshi cộng thêm tay cầm kiếm cùng bị chém đứt, rơi xuống đất xuyên qua màn hào quang. Cùng lúc đó, hai đạo ánh đao cũng đến trước người bốn võ sĩ Nhật Quốc. Mắt bốn võ sĩ Nhật Quốc khẽ đảo, không đợi ánh đao chém lên người bọn họ, một người trong đó nói một câu tiếng Nhật. Rút lui. Bốn người chẳng quan tâm trận pháp, chân dùng lực, hai cánh tay giang ra như đại bàng vươn cánh, thân thể bắn về phía sau. Từng đạo hắc khí như mực xuất hiện quanh bọn họ, nhanh chóng che giấu bọn họ bên trong. Khốn kiếp, còn muốn chạy, quá coi thường đại kiếm hào tôi rồi. Hai cánh tay Miyamoto Takeshi bị chém đứt, ông ta giống như không biết, bạch quang trong mắt lóe lên. Trận pháp tứ giác hoa dưới chân ông ta sáng lên, trận pháp trong tứ giác hoa dưới chân bốn võ sĩ Nhật Quốc nhanh chóng có một dây leo vươn ra, quấn lên người bốn võ sĩ Nhật Quốc trước khi bọn họ biến mất. Không, Takeshi đại nhân, chúng tôi là thuộc hạ của ngài mà. Bốn võ sĩ Nhật Quốc kia nhìn ánh đao đánh tới, trong mắt lộ vẻ bối rối. Miyamoto Takeshi làm như không nghe thấy, hai đạo ánh đao chém về phía bốn người. Bốn võ sĩ Nhật Quốc không có đường sống chống cự, tất cả đều bị chém thành hai đoạn, huyết hoa bắn ra bốn phía. Bộp bộp, bốn thi thể bị chia làm tám khối rơi xuống trang viên Bạch Gia. Trong trang viên, một số người Bạch Gia nhìn một màn như vậy phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, không ít người còn lại thì cười đắc ý. Đường đường là đại kiếm hào nhà Miyamoto kiếm đạo thế gia Nhật Quốc cũng chỉ như vậy, tự mình giết thuộc hạ của mình, còn chém đứt hai tay của mình nữa. Thân là một kiếm hào, không còn tay thì làm được gì. Thái thượng trưởng lão thật lợi hại, tiểu tử, không phải cậu nói cậu sẽ giải quyết hết kẻ địch giúp chúng tôi sao, cậu cảm thấy cần cậu ra tay à? Bạch Tiểu Phi hơi nhếch miệng, nhìn Mạc Phàm nói. Thái thượng trưởng lão bọn họ đối phó Miyamoto Takeshi đơn giản như vậy, chắc chắn đã đến thần cảnh. Cho dù Mạc Phàm là Mạc Đại Sư thì thế nào, tối nay đều phải tính hết thù mới nợ cũ với Mạc Phàm. Bên cạnh Mạc Phàm, đám Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày. Tuy Thái Thượng trưởng lão đã nhiều tuổi, nhưng rõ ràng thực lực tăng lên không ít. Trước kia Thái Thượng trưởng lão thi triển vạn đồng tử, tuyệt đối không đơn giản như bây giờ. Tuy thực lực của Mạc Phàm kinh người, hiện giờ bọn họ cũng không tin tưởng Mạc Phàm nhiều lắm, vẻ lo lắng xuất hiện trong mắt bốn bọn họ. Mạc Phàm cười nhạt, nhìn lướt qua Bạch Kình Thương và Miyamoto Takeshi trên bầu trời. Có cần tôi ra tay hay không, anh đợi một lúc sẽ biết. Tiểu tử, đến lúc này rồi mà cậu còn cứng miệng, không phải cậu nói nếu tôi nói thêm một chữ, cậu sẽ giết tôi sao, tôi cảm thấy người chết tối nay chính là cậu, hơn nữa Tiểu Tuyết chỉ có thể gả cho vương tử Carter của thần điện. Mỹ phụ kia liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khinh thường nói. Thái thượng trưởng lão đối phó với Miyamoto Takeshi dễ như người lớn bắt nạt trẻ con, một dã tiểu tử vô danh như Mạc Phàm còn có thể làm gì? Người đáng chết dù thế nào đều phải chết, chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Phàm không thèm nhìn Mỹ phụ này nói. Hiện giờ hắn có thể giết chết Mỹ phụ này, giống như Bạch Kình Thương, hắn muốn Mỹ phụ này chết một cách minh bạch. Tiểu tử, cậu tự mình đưa Tiểu Tuyết đến thần điện, có lẽ còn có thể sống sót. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt lóe lên sắc bén. Tối nay tôi nhất định sẽ đưa Tiểu Tuyết đi, Carter tôi cũng phải giết chết. Sắc mặt Bạch Tiểu Phi, Mỹ phụ và đại trưởng lão khó coi, lộ ra vài phần giận dữ. Đã đến lúc này rồi, vậy mà tiểu tử này vẫn bình tĩnh như vậy, không biết cậu ta lấy khẩu khí đâu ra. Tiểu tử, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đợi Thái thượng trưởng lão chơi đã với quỷ Nhật Quốc xong, sẽ đến lượt cậu. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Dù sao tối nay Mạc Phàm đều phải chết, không cần phải gấp. Ông ta mới là người đang bị chơi. Mạc Phàm cười thần bí nói. Ê tiểu tử, cậu nói linh tinh gì đó? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Rõ ràng Thái thượng trưởng lão đang ở thế thượng phong, đùa giỡn Miyamoto Takeshi, sao có thể là người bị đùa giỡn? Nhưng ông ta vừa nghĩ như vậy, đồng tử biến thành màu xám trắng, nhìn về phía bầu trời. Đối diện Thái thượng trưởng lão, Miyamoto Takeshi vẫn bị Thái thượng trưởng lão dùng đồng tử thuật khống chế như trước, giống như tượng gỗ. Tiểu tử, mở to mắt của cậu ra mà nhìn,
rốt cuộc là ai đang đùa giỡn ai? Đại trưởng lão cười khinh thường, chỉ về phía bầu trời nói. Vậy sao, vậy ông lại nhìn xem. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Vẻ mặt đám đại trưởng lão nghi ngờ, lại nhìn về phía bầu trời, mắt vốn mở to, trong chớp mắt sắc mặt khó coi. Chỉ thấy Miyamoto Takeshi bị chém đứt hai tay vẫn còn ở đó, nhưng bên cạnh Miyamoto Takeshi cụt tay, không biết có thêm một Miyamoto Takeshi giống như đúc từ lúc nào. Ánh mắt Miyamoto Takeshi này rét lạnh, hơi nhếch miệng lên cười mỉa, không giống chúng vạn đồng tử. Miyamoto Takeshi này vừa xuất hiện, Miyamoto Takeshi cụt tay như hư ảnh nhanh chóng mất đi. Không chỉ Miyamoto Takeshi cụt tay biến mất, hộ trang đại trận ở bốn phía, bốn võ sĩ Nhật Quốc bị chém đôi vốn ở nơi đó, tựa như tấm màn đen được mở ra, bốn võ sĩ Nhật Quốc vẫn quỳ một gối trên đất, một tay ấn lên đại trận, một tay dựng thẳng trước người, duy trì tứ giác hoa đại trận. Một màn này giống như phim điện ảnh tua lại, đến thời điểm không xảy ra chuyện gì. Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, mắt mở to, đứng ngây ngốc như gà gỗ, vẻ mặt khó hiểu. Sao lại thế này? Vì sao lại như vậy? Không phải bốn võ sĩ Nhật Quốc đã chết rồi, không phải tay Miyamoto Takeshi bị chính ông ta chém đứt sao, vì sao lại không xảy ra chuyện gì? Nhất là đám đại trưởng lão, Bạch Tiểu Phi và Mỹ Phụ, trên mặt là hung ác nham hiểm, như bị người ta tát một cái. Vừa rồi bọn họ còn giễu cợt Mạc Phàm, ai biết lúc này mới chưa tới một phút, lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Đại trưởng lão lắc đầu, khó mà tin nói. Vạn đồng tử của Thái Thượng trưởng lão, chưa từng có người phá giải được, sao lại như vậy? Tiểu Phàm ca, chuyện này là sao vậy? Bạch Tiểu Manh chớp chớp mắt, vẻ mặt cũng mờ mịt. Huyễn trận. Mạc Phàm cười nhạt nói. Huyễn trận. Đám Bạch Tiểu Tuyết nhìn về phía tứ giác hoa trận kia. Nói một cách chính xác là âm dương huyễn trận. Mạc Phàm gật đầu nói. Bốn võ giả Nhật Quốc và Miyamoto Takeshi luôn duy trì tứ giác hoa trận, không phải là trận pháp phá giải hộ trang đại trận của Bạch gia, mà là một huyễn trận khổng lồ. Huyễn trận là một loại trận pháp cần nhiều người duy trì, một khi thôi động có thể phóng thích huyễn thuật khổng lồ. Khi ở tu chân giới, hắn từng thấy một huyễn thuật đại sư dùng huyễn trận khiến người trong một tinh cầu sống trong ảo cảnh, nhưng không có một ai hoài nghi mình đang sống trong ảo cảnh. Huyễn trận của Miyamoto Takeshi không thể so sánh với huyễn trận mà hắn nhìn thấy, nhưng ngay từ lúc bắt đầu đã lừa gạt được Bạch Kình Thương, còn lừa được người Bạch gia ngoại trừ hắn ra. Cho nên nhìn như Bạch Kình Thương đang đùa Miyamoto Takeshi, mà không biết Miyamoto Takeshi đang chơi với ông ta. Miyamoto Takeshi, vậy mà cậu dùng ám chiêu với lão phu. Bạch Kình Thương nhìn Miyamoto Takeshi hoàn hảo không tổn hao gì, lông mày nhíu lại thành chữ hỏa, sắc mặt xanh đỏ bất định. Ông ta đường đường là thái thượng trưởng lão của Bạch gia, người có cùng bối phận với ông nội Miyamoto Takeshi, nhưng lại bị Miyamoto Takeshi đùa giỡn xoay vòng. Chuyện này giống như ông ta là một lão nhân sống trăm tuổi, bị đứa bé 8 tuổi lừa gạt hết tiền trên người, nhục nhã vô cùng. Bạch Kình Thương, được làm vua thua làm giặc, có gì gọi là ám chiêu và minh chiêu, nếu tôi đỡ một kích của ông rồi, vậy đến lượt ông thử kiếm thuật của tôi. Miyamoto Takeshi cười khinh thường nói. Trước khi ông ta tới Hoa Hạ đã chuẩn bị đầy đủ, vạn đồng tử của Bạch Kình Thương nằm trong suy nghĩ của ông ta. Vì đối phó vạn đồng tử, ông ta đã đi tìm AB của âm dương sư phụ của Miyamoto Kawa, chiếm được âm dương huyễn trận. Bạch Kình Thương không phát hiện ra huyễn trận của ông ta, còn trách ông ta sao? Muốn trách chỉ có thể trách Bạch Kình Thương quá kiêu ngạo, rơi vào trong huyễn trận mà không phát hiện ra. Ông ta vươn một tay ra, ánh đao lập tức sáng lên, trường đao rơi xuống trang viên Bạch gia lúc trước xuất hiện trong tay ông ta. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái, đến trước người Bạch Kình Thương. Hai tay ông ta cầm đao, trường đao xoay nửa vòng trong không trung, được ông ta nâng lên. Thiên thần chảm. Ông ta vừa nói xong, trường đao trong tay như lực phách hoa sơn, để lại một chuỗi hư ảnh trong không trung, chém về phía Bạch Kình Thương. Rõ ràng chỉ là một đao, nhưng giống như đao ảnh đầy trời, có khoảng hơn 1000 đao, hơn nữa mỗi đao đều rất chân thật. Sắc mặt Bạch Kình Thương vô cùng khó coi, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Ông ta không chần chừ nữa, bạch quang trên người xuất hiện. Bát cấp thiên.
Ba chữ vang lên, dưới chân ông ta lập tức xuất hiện đồ án âm dương bát quái hai màu trắng đen. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái, tám góc bát quái trận mỗi góc xuất hiện một bạch kình thương. Tám bạch kình thương có nhanh, có chậm, có mạnh, có yếu, có nhu, có cương, có đại, có tiểu, chém ra dây dưa đập bể hay cuốn lấy Miyamoto Takeshi đang tấn công, tựa như tám loại vũ khí cùng ra tay, bầu không khí lập tức căng thẳng. Vạn đồng tử của ông ta không thể sử dụng, nhưng ông ta đường đường là người đứng trên thiên bảng, sao chỉ có một quân bài là vạn đồng tử? Bát cấp thiên này cũng là một trong những quân bài chưa lật của ông ta, một người diễn bát quái, hành bát cấp, cũng có thể giết tám thần. Tiểu quỷ, lão phu không dùng vạn đồng tử vẫn có thể giết cậu. Bát cấp vừa thành, trong mắt bạch kình thương chớp lóe sát ý, tức giận nói. Lão già kia, ông coi trọng mình quá rồi đó, cũng quá coi thường đại kiếm hào Nhật Quốc tôi rồi. Miyamoto Takeshi cười lạnh lùng, mắt nheo lại. Thứ duy nhất của bạch kình thương khiến ông ta e sợ là vạn đồng tử, không thể sử dụng vạn đồng tử bạch kình thương như rắn độc không có răng nanh, có gì phải sợ. Tám bạch kình thương thì thế nào, đại kiếm hào Nhật Quốc kém nhất cũng có thể một kiếm chảm tám tông, huống chi ông ta không phải kiếm hào kém nhất. Đi chết đi. Thân thể ông ta nhoáng lên một cái, vậy mà cả người biến thành một pho tượng Phật tứ phía tám tay, trong mỗi tay đều cầm một thanh trường đao, mỗi thanh trường đao đều huyễn hóa ra muôn vàn. Kiếm khí tung hoành bốn phía, mang theo sắc bén khiến người ta sởn gai ốc, ông ta không lùi bước chém về phía bạch kình thương. Một người kiếm khí tràn đầy trời đất, phong mang vô song. Một người giống như tám tòa Thái Sơn, khí thế vô địch. Hai người còn chưa va chạm, nhưng cho dù là bốn võ sĩ Nhật Quốc, hay người Bạch gia đều cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Giống như gió xoáy hủy thiên diệt địa tới trước trạng vạng, trời như sắp sập xuống. Khí tức cường đại khiến thân thể người ta không tự chủ được run rẩy, có người hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Thật đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, tám bạch kình thương đã đến trước người Miyamoto Takeshi tứ phía tám tay, quả đấm và kiếm khí chạm nhau. Quang mang như mặt trời bừng tỉnh giữa trưa tỏa ra, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Bùm, như có tên lửa nổ tung ở giữa không trung, âm thanh đinh tai nhức óc cho dù là ở chỗ khác Giang Nam cũng nghe thấy được. Trong tiếng nổ mạnh, hộ trang đại trận chớp lóe sáng tối bất định, tựa như bóng đèn sắp hỏng, có khả năng tắt bất cứ lúc nào. Bốn đạo gió xoáy cuồn cuộn nổi lên ở bốn phía hộ trang đại trận. Không ít người Bạch gia không cẩn thận lại té lăn trên đất. Tiếng nổ mạnh vừa biến mất, một bóng dáng chật vật bay ra khỏi giữa khu nổ mạnh. Không phải ai khác, đúng là Bạch Kình Thương thái thượng trưởng lão của Bạch gia. Lúc này Bạch Kình Thương như bị thiên đao vạn quả. Bộ quần áo trắng bị cắt thành mảnh, trên mặt, trên cánh tay tràn đầy vết máu. Nhất là trên mặt đã một vùng huyết nhục mơ hồ, nhìn vô cùng dữ tợn. Bạch kình thương như đạn bay ra khỏi nòng súng bay thẳng hơn 10 mét, lúc này mới rơi trên hộ trang đại trận. Phốc, một ngụm máu tươi phun từ miệng ông ta ra, khuôn mặt vốn già nua lập tức khó coi như giấy vàng, thái thượng trưởng lão. Trên mặt đất, sắc mặt đám người Bạch gia vô cùng khó coi. Thái thượng trưởng lão thua trên tay Miyamoto Takeshi, lần này không ổn rồi. Hai thái thượng trưởng lão khác, đại trưởng lão, nhị trưởng lão khẽ di chuyển chân, như sao băng phóng lên trời đến bên cạnh thái thượng trưởng lão, bảo vệ quanh ông ta. Miyamoto Takeshi, quả thật kiếm đạo của cậu rất lợi hại, nhưng chỉ mình cậu đừng mơ cướp được phụ nữ Bạch gia chúng tôi. Bạch kình thương ổn định khí tức xong. Nhìn chằm chằm Miyamoto Takeshi không nhúc nhích chút nào với vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Đến độ tuổi này của ông ta khí huyết đã sớm bắt đầu suy yếu, đối phó tiên thiên tông sư bình thường thì dư giả, muốn đánh bại Miyamoto Takeshi trung niên gần như là không thể. Nhưng Bạch gia ông ta không chỉ có mình ông ta, mà nhà Miyamoto chỉ phái một đại kiếm hào tới. Bọn họ chỉ cần đợi người của thần điện tới, không cần bọn họ ra tay. Sẽ có người thu thập người nhà Miyamoto. Miyamoto Takeshi cười nhạt, cũng không phản bác, quả thật mình ông ta không chống lại được nhiều người như thế. Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng khiến người ta không rét mà run vang lên ở phía tây. Bạch tiên sinh, nếu Miyamoto tiên sinh không đủ, cộng thêm hai chúng tôi thì thế nào? Giọng nói này vừa vang lên, hai đạo tia chớp màu đen xuất hiện cách đó không xa. Trong tia chớp màu đen, hai người đàn ông ăn mặc kỳ lạ đi ra. Trong đó có một người gần 30 tuổi,
mặc trang phục công tước phương Tây thời Trung Cổ, hoa văn trên quần áo không rườm rà. Nhất là tóc, giống như trải chuốt từng sợi, phía trên đầy keo xịt tóc. Gương mặt người đàn ông này trắng nõn, mũi cao thẳng, mắt màu xanh đậm như có thể nói, toàn thân tản ra khí tức quý tộc còn có chút tà mị. Một người đàn ông khác cao hơn người đàn ông mặc trang phục công tước nhiều, trên gương mặt thô kệch có để râu, mặc trên người áo gió đuôi én màu đen, trên đầu là cái mũ đen cao. Hai người đứng trên hộ trang đại trận của Bạch gia, chậm rãi đi về phía Bạch Kình Thương, giống như đi từ trong phim Trung Cổ ra. Nhìn thấy hai người, sắc mặt không ít người Bạch gia thay đổi. Hai người này là ai, mặc như đóng phim vậy? Không phải là người bình thường. Một người đàn ông trung niên Bạch gia nhíu mày nói. Hai người khống chế tia chớp màu đen mà đến, không phải là người bình thường. Sắc mặt đám trưởng lão khó coi, nhất là Bạch Kình Thương, gần như có thể vặn ra nước. Có lẽ người khác không biết hai người kia, nhưng ông ta sống trăm năm tiếp xúc với hai người này không ít. Người mặc trang phục công tước tên là Ken, lấy danh xưng là ông tổ vampire, cũng là lão vampire sống mấy trăm năm. Ở châu Âu có không biết bao nhiêu vampire, đều là con cháu ông ta. Một người khác tên là Odin, nghe nói có huyết mạch lôi thần, lúc trước là liệt ma của thần điện, sau đó gia nhập hắc ám giáo đình, là người ba thế kỷ rồi. Hai người kia sống lâu thì không nói, cho dù là ông ta lúc mạnh nhất cũng không phải đối thủ của hai người, càng không nói đến bây giờ. Hai người càng đi càng gần, đứng cách Bạch Kình Thương không xa. Bạch tiên sinh, vài chục năm không gặp, ông lại già nua đi nhiều, cũng yếu đi nhiều. Ken nho nhã lễ độ cười nói. Ken, lôi thần, hẳn là Bạch gia tôi không có thủ oán với hai người. Sắc mặt Bạch Kình Thương khó coi nói. Hai người này tới Bạch gia, chắc chắn không phải giúp đỡ. Trong lúc Miyamoto Kawa tới cầu thân chết ở Giang Nam, nhà Miyamoto tới báo thù còn được, nhưng hắc ám giáo đình tới xem náo nhiệt làm gì. Chúng ta không có cừu, nhưng chúng tôi có thù với thần điện, thứ thần điện nhìn chúng đều phải đòi. Nhất là phụ nữ mà thần điện nhìn chúng tôi càng thích đến. Ken cười dâm nói. Thần điện muốn dùng Bạch Tiểu Tuyết hoàn thành ban ân lần hai cho Carter, dù thế nào bọn họ cũng phải ngăn cản. Trong ban ân đầu tiên Carter có được ba loại năng lượng, thực lực đến thẳng điện chủ của thần điện, nếu để cậu ta hoàn thành ban ân lần hai, tình cảnh của hắc ám giáo đình bọn họ sẽ càng kém hơn. Các người! Bạch Kình Thương nhíu mày, toàn thân tức phát run. Một Miyamoto Takeshi đã khiến ông ta khó làm gì được, cộng thêm hắc ám giáo đình nữa, vậy Bạch gia gặp nguy hiểm rồi. Bạch tiên sinh, nếu ông suy xét việc giao Bạch Tiểu Tuyết cho chúng tôi có thể trả cho ông thù lao càng mê người hơn thần điện, ví dụ như bất tử chi thân và thân thể cường đại. Ken hơi nhếch miệng cười nói. Sắc mặt Bạch Kình Thương khó coi hơn. Sở dĩ ông ta muốn gả Tiểu Tuyết cho Carter, thứ nhất là vì ông ta đột phá bình cảnh thất bại. Thứ hai là bị điều kiện của thần điện đả động. Thần điện đồng ý cho ông ta một lần cơ hội ban ân, có ban ân này chắc chắn ông ta sẽ đột phá bình cảnh, tiến vào thần cảnh. Ông ta giải thích với Bạch gia là nhất định phải giao Bạch Tiểu Tuyết cho thần điện, nếu không thần điện sẽ diệt Bạch gia. Ken vừa nói xong, trong mắt một số người Bạch gia lộ ra vẻ kỳ lạ, nhìn về phía Bạch Tiểu Tuyết. Xem ra không phải thần điện muốn diệt Bạch gia. Chỉ là Thái Thượng trưởng lão muốn dùng Tiểu Tuyết làm giao dịch với thần điện. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, không nói gì thêm. Trái lại Mạc Phàm nheo mắt, hàn ý trong mắt lại dày đặc hơn vài phần. Ken, ông nói linh tinh gì đó. Bạch Kình Thương trầm giọng nói. Theo như lời Ken nói, ông ta không phải vì Bạch gia, mà vì tư lợi của bản thân bán đứng Tiểu Tuyết. Thiếu chút nữa quên mất, người Hoa Hạ các ông bán đứng chính người nhà của mình. Còn lập đền thờ, sống lâu quá rồi nên quên mất chuyện này. Ken vỗ đầu, bỗng nhiên hiểu ra nói. Nhưng dù sao bọn họ đều đã biết, ông chuẩn bị đưa nha đầu kia cho hắc ám giáo đình chúng tôi chưa? Trong mắt Bạch Kình Thương tràn đầy lửa giận, lấy một khối ma pháp thạch màu vàng ra, quyết định bóp nát. Một vị thiên sứ màu vàng vô cùng thần thánh hóa thành đạo kim quang phóng lên trời, nhanh chóng tiến về phía chân trời, rất rõ trong trời đêm. Ken! Các người đừng mơ, tôi đã thông báo cho thần điện, không lâu sau Carter sẽ tới, hai người ở lại đi. Trong mắt Bạch Kình Thương chớp lóe sát ý, lạnh lùng nói. Ken hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Vậy phải xem tiểu tử Carter có thể tới hay không? Có ý gì? Bạch Kình Thương nhíu mày, trong mắt xuất hiện nghi ngờ hỏi.
Kên cười thần bí, một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng truyền từ phía khác đến. Ý của ông ta là, chắc chắn hôm nay Bạch gia các ông sẽ bị diệt, chúng tôi nhất định sẽ đưa Bạch Tiểu Tuyết đi. Mọi người nhìn người nói chuyện, chỉ thấy một người đàn ông gần 30 tuổi mặc trang phục thích khách lấy màu đen và nâu làm chủ của châu Âu thời Trung Cổ, cả khuôn mặt ẩn giấu trong mũ, đứng quay lưng về phía ánh trăng, giống như luôn đứng ở nơi đó. Nếu không phải người này nói chuyện, chắc chắn không ai chú ý đến sự tồn tại của người này. Người này là ai? Một đệ tử Bạch gia tò mò hỏi. Thích khách số một của thứ thần, Gaia. Sắc mặt lão giả Bạch gia bên cạnh tái mét, ngơ ngẩn nói. Những lời này vừa vang lên, tựa như ném một thủy lôi vào trong nước, tạo ra làn sóng cao. Cậu ta là thích khách người có thể giết thần sao? Có người hoảng sợ nói. Thích khách số một của thứ thần như đại kiếm hào Nhật Quốc, không phải luôn có. Nếu không thỏa mãn được điều kiện, sẽ không có vị trí này. Điều kiện của thích khách số một thứ thần là ám sát một cao thủ thần cấp, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới được xem là sát thủ số một của thứ thần. Trở thành sát thủ số một của thứ thần, phía trước tên cũng thêm một chữ thần. Thần, Gaia, sát thủ cường đại nhất của thứ thần, cũng là sát thủ đáng sợ nhất thế giới. Mỗi lần anh ta ra tay phải mất 100 triệu, đủ để thấy anh ta đáng sợ thế nào. Cái gì, thích khách số một thế giới? Hắc ám giáo đình đến đây, người của thứ thần cũng tới, đây là sao vậy? Không chỉ người Bạch gia ở phía dưới không bình tĩnh, đám Bạch Kình Thương cũng như con kiến trong chảo nóng. Không phải thứ thần không nhúng tay vào tranh giành thế lực sao? Có người tìm tôi ra giá 100 triệu bắt một người tên Bạch Tiểu Tuyết của Bạch gia, các người tự mình giao ra đây, hay tôi tới bắt? Trên mặt thần, Gaia không có chút biểu cảm, lạnh lùng nói. Lại là Tiểu Tuyết. Bạch Kình Thương nhíu mày. Một nha đầu, vậy mà tạo ra chuyện lớn như thế. Thái thượng trưởng lão, hay là giao Tiểu Tuyết ra đi? Đại trưởng lão do dự một lát nói. Hắc ám giáo đình và Gaia đều đến vì Tiểu Tuyết, giao Tiểu Tuyết là lựa chọn sáng suốt nhất. Mắt Bạch Kình Thương khẽ đảo, do dự bất định. Giao Tiểu Tuyết ra như vậy, ông ta không chỉ không chiếm được cơ hội ban ân của thần điện, cũng sẽ đắc tội thần điện. Chuyện sau thì không sao, mục đích của ông ta là ban ân, nếu không có ban ân, ông ta không sống được bao lâu đâu. Khi Bạch Kình Thương do dự, một giọng nói lại vang lên. Nếu khó chọn như thế, để tôi chọn thay ông. Theo giọng nói này vang lên, ở một phía khác, một đạo kim quang giống như thiên thạch rơi xuống đất, tạo ra cái đuôi thật dài, đập xuống hộ trang đại trận. Bùm, một tiếng thật lớn, hộ trang đại trận sáng đến mức tận cùng, tắt đi trong chớp mắt, một cái động to xuất hiện trên hộ trang đại trận. Hộ trang đại trận mà Bạch gia luôn lấy làm tự hào bị phá hỏng. Khí tức cường đại khiến người ta hít thở không thông tùy ý mà ra trên lỗ hổng này. Bỗng nhiên Bạch gia có nhiều cường giả đến như vậy, đã khiến bầu không khí vô cùng khẩn trương, nếu không dùng lực hô hấp vốn dĩ không thở được. Khí tức này vừa xuất hiện, áp lực vừa rồi như gặp phải sư phụ. Nếu không khí lúc trước áp lực như gió thổi mưa dông trước cơn bão, bây giờ như ngày tận thế. Cảm giác cường đại áp bách, chỉ trong phút chốc đã lên đến đỉnh. Không ít người trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, thân thể hơi cường tráng một chút thì quỳ trên đất, không ngừng run rẩy. Số người còn lại tuy không chật vật như thế, nhưng thân thể liên tục phát ra tiếng đùng đùng, mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng xuống, rõ ràng là đang vùng vẫy. Chỉ có một số người có tu vi cao mới khá hơn chút. Nhưng sóng to gió lớn xuất hiện trong lòng, trên mặt mọi người. Không phải vì uy áp kinh thiên này, nghe nói hộ trang đại trận của Bạch gia bọn họ do một vị gia chủ Bạch gia cường giả thần cảnh tạo ra, cho dù là cường giả thần cảnh muốn phá được cũng không dễ dàng. Cứ thế bị một cước dẫm phá. Chuyện này, người này là ai vậy? Một lúc lâu sau mới có người phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn người từ trên trời giáng xuống hỏi. Người này khoảng 5-60 tuổi, tóc dài hoa râm, mặc trang phục luyện võ màu trắng, dáng người không tính là cao lớn cũng không tính là thấp bé, nhưng khiến người ta có cảm giác như thần núi thời viễn cổ đội trời đạp đất, khiến người ta sợ hãi, kính sợ. Nhất là đôi mắt sáng ngời kia. Nhìn nhiều sẽ khiến mắt người ta như bị lợi kiếm đâm trúng, nóng rát đau đớn. Nhìn thấy mặt người này, cho dù là Bạch Kình Thương, Đại trưởng lão, hay là Bạch Vô Thành ở trên đất đều khó coi đến mức tận cùng, tuyệt vọng xuất hiện trong mắt bọn họ. Vạn, thiên, tuyệt.
mấy chữ không hẹn mà cùng vang lên một cách gian nan, giống như mỗi chữ đã lấy đi hết sức lực của bọn họ. Mấy chữ đơn giản vừa vang lên, tựa như thủy lôi cuối cùng cũng nổ tung. Bùm, ngoại trừ Mạc Phàm ra, đầu óc vô số người trống rỗng. Vạn Thiên Tuyệt trưởng lão Thanh Bang, dưới một người trên vạn người. 10 năm trước, cũng chỉ thua trên tay Lâm Thiên Nam. 10 năm sau, bỗng nhiên người như vậy xuất hiện ở Bạch Gia, lập tức phá được hộ trang đại trận của Bạch Gia. Tuyệt vọng tựa như bệnh truyền nhiễm, nhanh chóng xuất hiện trên mặt tất cả mọi người. Đừng nói là nhà Miyamoto, Hắc Ám Giáo Đình và thần Gaia, một Vạn Thiên Tuyệt đã khiến Bạch Gia xong rồi. Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Vạn Thiên Tuyệt một cái, trong mắt lóe lên tinh quang. Cộp cộp, Bạch Kình Thương lùi về sau mấy bước, vẻ mặt như cả nhiễm xương, uể oải không phấn chấn. Vạn Đại Sư, hẳn là Bạch Gia tôi không đắc tội cậu mới đúng. Bạch Kình Thương nói, không còn cao ngạo như trước. Vạn Thiên Tuyệt nheo hai mắt liếc nhìn Bạch Kình Thương một cái, cười lạnh lùng. Bạch Gia ông không đắc tội tôi, Vạn Thiên Tuyệt tôi không thể phá hộ trang đại trận của ông sao? 10 năm trước ông ta không cần giải thích với Bạch Gia, huống chi là ông ta hiện giờ. Giọng điệu bá đạo khiến mọi người run lên. Trái tim Bạch Kình Thương đập thình thịch, chìm vào đáy cốc. Tuy Vạn Thiên Tuyệt là hậu bối của ông ta, nhưng quả thật Vạn Thiên Tuyệt có tư cách nói như vậy. Bởi vì 10 năm trước trong số tông sư Hoa Hạ thua Vạn Thiên Tuyệt có ông ta. Năm đó ông ta không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, Vạn Thiên Tuyệt hiện giờ bão nguyên quy nhất, chắc chắn đã phá được tầng gông cùm cuối cùng đến thần cảnh, cho dù chưa đến cũng không khác mấy, ông ta có tư cách gì đòi Vạn Thiên Tuyệt giải thích với ông ta. Xin hỏi Vạn Đại Sư Hàng Lâm cần Bạch Gia chúng tôi làm gì sao, nếu Bạch Gia chúng tôi có thể làm được, chúng tôi nhất định sẽ làm theo, tuyệt đối không cần Vạn Đại Sư ra tay. Bạch Kình Thương cúi người, ăn nói khép nép. Tôi muốn hai thứ của Bạch Gia ông, thứ nhất là một cô gái tên Bạch Tiểu Tuyết. Sắc mặt Bạch Kình Thương khó coi, đồng thời mờ mịt xuất hiện trên mặt, vậy mà Vạn Thiên Tuyệt tới Bạch Gia cũng vì Bạch Tiểu Tuyết. Chẳng lẽ cháu gái ông ta không chỉ là thái âm chi thể, vậy mà kéo cả Vạn Thiên Tuyệt tới. Thứ hai, tôi muốn linh mạch của Bạch Gia ông. Vạn Thiên Tuyệt nói, giống như thứ đó không phải của người khác mà của mình. Ông ta đã đến cảnh giới hư đan, từ hư đan đến kim đan cần lượng lớn linh khí. Nơi linh khí sung túc nhất Hoa Hạ là linh mạch tổ địa của gia tộc cổ xưa, vậy bắt đầu từ linh mạch của Bạch Gia trước đi. Vạn Đại Sư, tôi có thể tặng Bạch Tiểu Tuyết cho cậu, nhưng linh mạch thì không được, Bạch Gia chúng tôi có thể lấy linh thạch bù cho Vạn Đại Sư. Trong mắt Bạch Kình Thương chớp lóe ánh sáng, cung kính nói. Linh mạch là cội nguồn của Bạch Gia bọn họ. Không có linh mạch sẽ không có biện pháp tu luyện. Tặng cho tôi thì không cần. Vạn Thiên Tuyệt cười lạnh lùng, nói. Cảm ơn Vạn Đại Sư khai ân. Bạch Kình Thương nhướng mày, lộ ra vài phần vui mừng, vội vàng nói. Chỉ cần giữ được linh mạch, Bạch Gia bọn họ còn có cơ hội xoay người. Tôi sẽ tự tới lấy. Vạn Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói tiếp. Thứ Vạn Thiên Tuyệt ông ta cần tìm, thì là của ông ta, cần người khác tặng sao? Cái gì? Tâm tình Bạch Kình Thương lập tức chìm vào đáy cốc. Đến cảnh giới của Vạn Thiên Tuyệt, lời nói của bọn họ mới có đạo lý, không thể làm trái. Chỉ chưa tới một giây, một chữ thốt ra từ miệng ông ta, vang vọng trên không Bạch Gia. Trốn! Vạn Thiên Tuyệt, Hắc Ám Giáo Đình, Thứ Thần và nhà Miyamoto, bốn đại thế lực cùng ra tay, bọn họ không có bất luận đường sống phản kháng gì, không trốn sẽ chết. Ông ta nói xong dưới chân khẽ động. Không quản những người khác, như mũi tên lao về phía xa. Không ít người nhìn Bạch Kình Thương rời đi, trong lúc sửng sốt chẳng quan tâm Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết, vội vàng chạy ra ngoài trang viên Bạch Gia. Thái thượng trưởng lão đều chạy rồi, bọn họ không chạy chỉ có thể đợi chết. Trong lúc này, cả Bạch Gia vô cùng hỗn loạn, không còn bộ dạng của Bạch Gia ngàn năm. Bên cạnh Mạc Phàm, Bạch Phô Thành nhìn người Bạch Gia nghiêng ngả lảo đảo thoát đi, trên mặt hiện lên cười khổ. Bạch Gia ngàn năm không ngờ sẽ thành như vậy trong đêm nay. Đây là chìa khóa bí cảnh, trong thư phòng bí cảnh có một thông đạo, có thể khiến mọi người nhanh chóng rời khỏi Bạch Gia, mọi người rời khỏi Bạch Gia trực tiếp đến Bạch Gia, đến đó nói tìm cô con, Mạc Gia sẽ nhận con. Bạch Phô Thành lấy ra một thứ như lệnh bài, đưa cho Bạch Tiểu Tuyết. Người duy nhất có thể cứu Bạch Tiểu Tuyết hiện giờ, chỉ có Mạc Đại Sư. Cha, cha thì sao,
cha không đi theo bọn con sao? Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết sửng sốt, hỏi. Vạn Thiên Tuyệt đều đến đây, Mạc Phàm chưa hẳn là đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt. Bạch Vô Thành lắc đầu cười, không trả lời, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Thái Thượng Trưởng Lão có thể chạy trốn, nhưng ông ta là gia chủ Bạch gia, ông ta đã sai một lần, không muốn sai tiếp nữa. Tiểu tử, tôi mặc kệ cậu là ai, đều tốt với Tiểu Tuyết một chút, nhanh mang Tiểu Tuyết đi thôi, nếu không lát nữa sẽ không chạy kịp rồi. Đám Vạn Thiên Tuyệt tới vì Tiểu Tuyết, hiện giờ đi qua thông đạo trong bí cảnh còn kịp, lát nữa đám Vạn Thiên Tuyệt đến tìm Tiểu Tuyết, sẽ muộn mất. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, liếc mắt nhìn đám người trên bầu trời một cái, ánh mắt phát lạnh, đi, vì sao tôi phải đi? Bạch Vô Thành hơi sửng sốt, sắc mặt thay đổi. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Bạch Vô Thành vội vàng nói. Mạc Phàm biết một ít pháp thuật và võ công, ông ta có biết. Nhưng với độ tuổi này của Mạc Phàm, sao biết được sự lợi hại của mấy người trên bầu trời? Cho dù là người kém nhất, cũng không phải người mà Mạc Phàm có thể đối phó. Có lẽ là ông ta xem thường Mạc Phàm có thể đối phó một người trong đó, nhưng Mạc Phàm có thể đấu lại được Vạn Thiên Tuyệt sao? Nếu không có Vạn Thiên Tuyệt, vì sao Thái Thượng Trưởng Trưởng Lão không đợi Carter đã rời đi? Mạc Phàm cười nhạt, không để ý đến Bạch Vô Thành. Bạch gia đối xử với Tiểu Tuyết thế nào, sống chết của Bạch gia không liên quan đến hắn. Nhưng trên bầu trời cho dù là Miyamoto Takeshi hay Vạn Thiên Tuyệt đều tới vì Tiểu Tuyết, thì có liên quan đến hắn. Có lẽ trong số những người này có người tới trả thù Bạch gia, có người ngăn cản giao dịch giữa Bạch gia và Thần Điện, cũng có người nhằm về phía hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng không quản là ai, đã tụ tập lại thì ở đây hết cả đi. Hắn vừa nghĩ như vậy, hai đóa liên hoa màu đen xoay tròn bay từ mi tâm hắn ra. Chỉ trong chớp mắt, liên hoa màu đen nhanh chóng biến thành một người, rơi xuống nơi cách hắn không xa, từng cánh hoa màu đen mở ra. Cùng lúc đó, trong trang viên Mạc gia, Ác Linh Vương và Vong Linh Titan giống như cảm ứng được, nhanh chóng nhìn về phía Bạch gia. Liên hoa màu đen giống hệt xuất hiện dưới chân hai bọn họ, liên hoa nhanh chóng khép lại, hình thành một nụ hoa. Đợi nụ hoa khép lại hoàn toàn, liên hoa màu đen trong trang viên Bạch gia mở ra hoàn toàn, lộ ra Ác Linh Vương và Vong Linh Titan mặc tây trang bên trong. Bái kiến chủ nhân. Hai người quỳ một gối trên đất, cung kính nói với Mạc Phàm. Trải qua tế luyện của Mạc Phàm, hai người đã có thể nói một chút tiếng Hoa Hạ. Bạch Vô Thành nhìn Mạc Phàm dùng phương thức kỳ lạ như vậy gọi hai người tới, vẻ mặt hơi đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Ông ta thân là gia chủ Bạch gia, từng thấy rất nhiều pháp thuật, hư không hoán vật, hư không hoán quỷ, chứ chưa từng thấy hư không hoán nhân như Mạc Phàm. Đứng dậy đi, nơi này giao cho các người, ai dám đến gần cái vòng này, giết người đó. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, ý niệm của hắn vừa động, một vòng tròn đường kính ba thước xuất hiện quanh đám Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn. Dạ, chủ nhân. Ác Linh Vương và Vong Linh Titan đứng dậy, hai người nắm chặt tay, ngọn lửa màu xanh đen giấy lên trên người bọn họ. Trong chớp mắt cơ thể bọn họ cao hơn một chút, tây trang, kính đều bị đốt sạch, lộ ra chiến giáp cổ đại và vũ khí nhiễm ngọn lửa hừng hực. Hai người một trước một sau bảo vệ quanh đám Tiểu Tuyết, cảm giác khiến lưng người ta phát lạnh dập dờn quanh thân bọn họ. Ở đây đợi anh thu thập hết những người đánh chủ ý với em, sẽ mang em về Mạc gia, cô và Tiểu Ngọc đều ở đó. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, dịu dàng nói với Tiểu Tuyết. Hắn định cho Bạch Tiểu Tuyết một kinh ngạc vui mừng, nếu Bạch Vô Thành nói ra rồi, nói cho Tiểu Tuyết cũng không sao. Anh cẩn thận một chút, em đợi anh. Trong mắt Bạch Tiểu Tuyết hiện lên vẻ lo lắng, ôm Mạc Phàm, nói bên tai hắn. Mạc Phàm có thể diệt La gia dễ dàng, thực lực rất đáng tin. Nhưng một mình Mạc Phàm đối phó với đám Vạn Thiên Tuyệt, cô không biết Mạc Phàm có nắm chắc hay không. Tôi đi với cậu. Bạch Tiểu Hàn nhíu mày hỏi. Đợi cô mở Vạn Hoa Nhãn mới có thể đối phó bọn họ với tôi, cô nên chăm chỉ tu luyện trước, đám người này 10 phút là đủ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Vạn Thiên Tuyệt, cười nói. Người Bạch gia bình thường đều là Bạch đồng tử, Bách Hoa đồng tử của Bạch Tiểu Hàn là đồng tử cấp cao của Bạch đồng tử. Tuy là Bạch đồng tử cao cấp, nhưng Bách Hoa còn yếu. 10 phút, đám Bạch Vô Thành lại sửng sốt nhìn Mạc Phàm. Đối diện là Vạn Thiên Tuyệt, Kên, Lôi Thần, Thích Khách số 1 thế giới và đại kiếm hào nhà Miyamoto, Mạc Phàm chỉ cần 10 phút.
Đúng lúc này, trong hỗn loạn, giọng Bạch Tiểu Phi và Mỹ Phụ kia truyền tới. Vạn Đại Sư, nhà đầu này là Bạch Tiểu Tuyết. Hai người vốn chạy trối chết, không quan tâm đám Mạc Phàm. Nhưng trên đảo chỉ có một cây cầu, hai người không chen lách được, đều gấp đến mức xoay quanh, nhìn thấy đám Mạc Phàm vẫn còn đứng ở đó, hai người sửng sốt không hẹn mà cùng cười. Bạch gia nhiều phụ nữ như vậy, không hơn 1000 cũng phải trên 100, chắc chắn đám Vạn Thiên Tuyệt khó mà tìm được. Bọn họ nói ai là Bạch Tiểu Tuyết, nói không chừng Vạn Thiên Tuyệt sẽ khai ân, không giết bọn họ. Hai người vừa nói xong, lúc này không ít người mới nhớ tới Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết, nhao nhao nhìn về phía hai người. Trán Bạch Vô Thành nổi đầy gân xanh, lập tức xông ra. Bị bọn họ nói như vậy, cho dù đám Tiểu Tuyết có bí đạo cũng không thể trốn thoát. Triệu Minh Phi, Bạch Tiểu Phi, hai người. Bạch Vô Thành nắm chặt tay, ước gì có thể lập tức giết hai người. Chúng tôi làm sao, chúng tôi đang giúp Bạch gia mà, chẳng lẽ ông muốn nhìn nhiều người Bạch gia chết đi như vậy vì con gái sao chổi của ông còn là gia chủ Bạch gia nữa không? Triệu Minh Phi lạnh lùng liếc Bạch Vô Thành với vẻ khinh bỉ, bộ dạng như đúng lý hợp tình nói. Mỹ phụ Triệu Minh Phi mới mở miệng, lúc này không ít người phản ứng kịp. Giao Bạch Tiểu Tuyết ra đi, đều là cô ta làm hại Bạch gia chúng ta chật vật như vậy. Có người lạnh giọng phụ họa nói. Im miệng, cô có quan hệ gì với Tiểu Tuyết? Trong mắt Bạch Vô Thành tràn đầy lửa giận. Ai bảo cô ta là thái âm chi thể, thể chất không rõ như vậy sinh ra nên chết đuối mới phải. Triệu Minh Phi lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt hơi phát lạnh. Đúng rồi, đừng để hai bọn họ chạy thoát. Dạ, chủ nhân. Chỗ mi tâm ác linh vương và vong linh Titan bay ra một ngọn lửa màu lam, bay về phía Bạch Tiểu Phi và Triệu Minh Phi. Hai người không có bất luận phản kháng gì, ngọn lửa màu lam đã bay vào mi tâm bọn họ, sắc mặt hai người lập tức trắng bệch. Mạc Phàm, đây là thứ gì? Bạch Tiểu Phi vội vàng hỏi. Anh ta có cảm giác đây không phải thứ tốt. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, một cước nâng lên, như bước lên bậc thang đi về phía đám Vạn Thiên Tuyệt trên bầu trời. Mắt không ít người Bạch gia mở to, vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu tử không biết sống chết này muốn làm gì, muốn chết sao? Có người mắt mở to, kinh ngạc nói. Thái thượng trưởng lão đã chạy trốn, tiểu tử này đi lên không phải muốn chết thì là gì? Cậu ta muốn chết thì để cậu ta chết, đúng lúc tranh thủ thời gian cho chúng ta chạy trốn, nhanh trốn đi, Bạch gia xong đời rồi. Một người khác chỉ dừng một lát, nhanh chóng rời đi. Trên bầu trời. Đám Kên nhìn người Bạch gia hốt hoảng rời đi, cười hung ác nham hiểm, ánh mắt nhìn Bạch gia như nhìn con mồi. Bạch gia hoa hạ chỉ vậy thôi. Vạn Thiên Tuyệt lắc đầu, trong mắt đều là thất vọng. Đường đường là Bạch gia ngàn năm ở hoa hạ, không ngờ không chịu nổi một kích. Mấy người muốn đi vào trang viên Bạch gia, đã thấy Mạc Phàm đạp không đi tới, lông mày nhíu lại. Bạch gia vẫn còn người gan lớn này, tiểu tử, nhanh báo tên của cậu. Chúng tôi sẽ tha cho cậu khỏi chết, Miyamoto Takeshi nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh miệt, cười nói. Mạc Phàm đi đến trên hộ trang đại trận, đứng cách đám người không xa. Rất lâu sau, lúc này hắn mới mở miệng. Tôi không họ Bạch, tôi họ Mạc, tên Phàm. Mạc Phàm chậm rãi nói. Giọng nói lạnh lùng truyền khắp bốn phía, tiến vào trong tai mọi người. Tiểu tử này điên rồi, họ Mạc tên Phàm thì sao, cũng không phải Mạc Đại Sư. Đây không phải là tự tìm chết à? Bao gồm Bạch Kình Thương trong đó, không ít người Bạch gia dừng bước, nhìn về phía Mạc Phàm. Không phải cậu ta thật sự là Mạc Đại Sư đấy chứ? Có người nghi ngờ nói. Từ đầu đến cuối, biểu hiện của Mạc Phàm đều vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối không phải người thường. Làm sao có thể, Mạc Đại Sư đến La Gia Mạc Bắc, không có khả năng quay về nhanh như vậy, cho dù có thể quay về, sao có thể thích nhà đầu Tiểu Tuyết kia? Đám Vạn Thiên Tuyệt khẽ nâng mí mắt, trong mắt chớp lóe dị sắc, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu có quan hệ gì với Mạc Đại Sư? Miyamoto Takeshi híp mắt, hỏi. Họ Mạc lại có thực lực này, chắc chắn là người có quan hệ với Mạc Đại Sư. Nhà Miyamoto các người muốn bắt Tiểu Tuyết về Nhật Quốc sao? Mạc Phàm không đáp, lạnh lùng hỏi ngược lại. Không sai, cậu có ý kiến gì? Miyamoto Takeshi nhướng mày. Cười mỉa nói. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén xuất hiện. Lúc trước tôi giết một người tên Miyamoto Kawa, nếu đây là nguyện vọng của nhà Miyamoto các ông,
bây giờ tôi muốn diệt sạch nhà Miyamoto, bắt đầu từ ông. Nói xong vẻ mặt hắn thay đổi, thân thể nhoáng lên một cái đến trước người Miyamoto Takeshi, tốc độ rất nhanh, còn có thể nhìn thấy tàn ảnh hắn để lại tại chỗ. Một trường rất bình thường không có bất luận kỳ lạ gì đánh vào ngực Miyamoto Takeshi. Tươi cười trên mặt Miyamoto Takeshi lập tức cứng đờ, ánh mắt dữ dằn hơn. Nhà Miyamoto bọn họ luôn điều tra xem là ai giết Miyamoto Kawa, vậy mà Mạc Phàm tự xông ra. Mẹ kiếp, tiểu tử cậu chết chắc rồi. Ánh đao trên trường đao trong tay ông ta nhoáng lên một cái, như một đạo cầu vồng trong trời đêm gập lại trong không trung, chém về phía Mạc Phàm. Vậy sao? Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, tay không do dự đánh về phía trường đao chớp lóe u quang. Trên mặt đất và hộ trang đại trận, mọi người thấy Mạc Phàm liều mạng với trường đao của Miyamoto Takeshi, lông mày nhíu lại. Tiểu tử này muốn chết sao? Chắc chắn tiểu tử này điên rồi. Thái thượng trưởng lão bọn họ dùng bát cực quyền của Bạch Gia, vẫn bị kiếm thuật của Miyamoto Takeshi chém thương tích đầy mình. Mạc Phàm chỉ dùng một quyền bình thường, mà người khác lại cầm kiếm laser cắt được toàn bộ, Mạc Phàm tay không tấc sắt có thể thắng được sao? Một cánh tay của tiểu tử này sắp bị phế rồi. Đám Ken vốn xem trọng Mạc Phàm, còn trẻ tuổi đã có thể một bước lên mây, còn có can đảm đối mặt bọn họ, không ngờ chỉ là tiểu tử lỗ mãng. Chỉ có Vạn Thiên Tuyệt là khẽ nâng mí mắt, trong mắt lộ ra vài phần dị sắc. Bùm, tiếng thanh thúy vang lên, tay Mạc Phàm đánh vào đao của Miyamoto Takeshi, trường đao giống như khối băng điêu khắc mà thành, sau đó nứt thành đoạn, trên mỗi đoạn đầy vết rạn. Tay Mạc Phàm thế như trẻ che đánh về phía ngực Miyamoto Takeshi. Ánh sáng ngũ sắc chớp lóe trong lòng bàn tay hắn, biến mất vào trong cơ thể Miyamoto Takeshi. Bộp một tiếng, tay Mạc Phàm giống như vỗ vào trên mặt trống. Miyamoto Takeshi kêu lên đau đớn, hai chân để lại bạch ấn thật dài trên hộ trang đại trận, lùi về phía sau. Keng, Miyamoto Takeshi dùng đoạn đao đâm xuống màn hào quang dưới chân, lại trượt hơn 10 thước mới dừng lại được. Sắc mặt Miyamoto Takeshi rất khó coi. Khuôn mặt ông ta vô cùng dữ dằn. Ông ta đường đường là đại kiếm hào Nhật Quốc, ngay cả bạch kình thương đều bị ông ta chơi đùa xoay vòng, lại bị một trưởng của tiểu tử này đánh gãy bội kiếm, ngay cả người cũng bị đánh bay. Phải biết rằng trường đao này của ông ta tên là Long Nha, dùng thiên vẫn thiết tạo thành, đã truyền thừa ở nhà Miyamoto bọn họ rất lâu, nghe nói có thể chém đứt răng nanh cứng nhất của chân long, ở trên tay Mạc Phàm lại như giấy. Sao có thể có chuyện này được? Trong chớp mắt, nhân sinh quan của Miyamoto Takeshi đều bị phá vỡ rồi. Người đánh bại được ông ta phải như Vạn Thiên Tuyệt, sao có thể là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi? Rốt cuộc cậu là ai? Miyamoto Takeshi không cam lòng nói. Người chết, nếu không biết thì không cần biết, ông chỉ cần biết ít ngày nữa tôi sẽ diệt nhà Miyamoto ông là được. Mạc Phàm thu hồi cánh tay kia, lạnh lùng nói. Nhà Miyamoto dám có ý đồ với Tiểu Tuyết, bọn họ nghĩ kiếm trong tay hắn không chạm tới Nhật Quốc sao? Tiểu tử cậu! Chết! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, năm ngón tay nắm chặt. Vẻ mặt Miyamoto Takeshi ngẩn ra, sắc mặt lập tức kỳ lạ. Ngay sau đó cơ thể ông ta như đồ sứ bị đập nát, từng đạo khe hở xuất hiện, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra từ khe hở trên người ông ta. Bùm một tiếng, ánh sáng ngũ sắc đại phóng. Cơ thể Miyamoto Takeshi nổ tung, hóa thành huyết vũ rơi xuống đất. Ở đây ngoại trừ Vạn Thiên Tuyệt ra, mọi người đều sửng sốt. Ông trời của tôi, chuyện này là thật sao? Mắt không ít đệ tử Bạch Gia mở to, ngơ ngẩn nói, trong mắt đều là khó mà tin. Nhất là đám Bạch Kình Thương, Đại trưởng Lão, Mỹ Phụ Triệu Minh Phi và Bạch Tiểu Phi, đứng ngây ra như phỗng. Thái Thượng trưởng Lão không phải đối thủ của Miyamoto Takeshi. Miyamoto Takeshi lại không đỡ được một trưởng của Mạc Phàm, không chỉ kiếm vỡ mà người cũng nát. Không phải lần này lại là huyễn thuật đấy chứ? Có người khó mà tin hỏi. Vừa rồi Thái Thượng trưởng lão chém đứt hai tay Miyamoto Takeshi, kết quả Miyamoto Takeshi không bị sao xuất hiện, không có một vết thương nào. Chỉ sợ lần này là thật, cậu không thấy biểu cảm của mấy người kia sao? Một người Bạch Gia khác nhìn biểu cảm vô cùng khiếp sợ của Ken. Lôi Thần và Gaia nói. Nếu là huyễn thuật, không có khả năng ba người này phối hợp diễn với Miyamoto Takeshi. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Thân thể người kia run rẩy, sợ hãi nói.
Chuyện này còn phải hỏi sao, Mạc Đại Sư Đông Hải. Một người bạch gia khác hít sâu một hơi, lúc này mới nói. Tuổi như vậy đã có thực lực đáng sợ như thế, còn tên là Mạc Phàm, chỉ có Mạc Phàm Mạc Đại Sư Đông Hải. Không phải Mạc Đại Sư đến Mạc Bắc à, sao lại quay về nhanh như vậy, chẳng lẽ? Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, Mạc Đại Sư là người như vậy, giống như Thần Long không phải chúng ta có thể đoán được. Vậy chẳng phải bạch gia chúng ta đã đắc tội một người đáng sợ sao? Sắc mặt người bạch gia kia thay đổi nói. Mạc Đại Sư là bạn trai của Bạch Tiểu Tuyết, bạch gia bọn họ lại muốn đưa Bạch Tiểu Tuyết cho vương tử ca tơ của thần điện. Vừa rồi ở bí cảnh, đám thái thượng trưởng lão còn nhục nhã Mạc Phàm. Chuyện này, sắc mặt người nọ phức tạp, lắc đầu, mãi mà không nói gì. Không chỉ ông ta không nói gì thêm, Bạch Kình Thương, Đại trưởng lão, Triệu Minh Phi và Bạch Vô Thành đều không thể nói nên lời. Lúc trước Bạch Tiểu Manh nói Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, nhưng bọn họ vẫn không tin, ai biết Mạc Phàm là Mạc Đại Sư thật. Chuyện này, Takeshi Đại Nhân, bốn võ sĩ Nhật Quốc thấy Miyamoto Takeshi hóa thành mảnh nhỏ, sắc mặt thay đổi, bóng dáng nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện, bóng dáng bốn người xuất hiện ở bốn phía Mạc Phàm, rút trường kiếm sáng như tuyết ra, không do dự chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm nhìn bốn võ sĩ Nhật Quốc này, đầu ngón tay sáng lên. Trường đao của bốn võ sĩ này còn chưa động vào hắn, bốn kiếm chu sát, chu diệt, chu tà, chu tuyệt bay từ trong nhẫn ra. Phập phập, kiếm đứt đoạn, người cũng bị chia làm đôi rơi xuống đất. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, rời mắt nhìn Kên Lôi Thần, Gaia và Vạn Thiên Tuyệt. Các ông tới Giang Nam là tìm tôi sao, muốn cùng tiến lên không? Cái gì? Cậu ta muốn một địch bốn sao? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Không ít người ở đây nghe thấy lời Mạc Phàm nói lại khiếp sợ, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Tiểu tử này muốn chết sao? Đại trưởng lão tức giận nói. Ngay cả Vạn Thiên Tuyệt Mạc Phàm chưa hẳn đã là đối thủ, vậy mà bảo bọn họ cùng tiến lên, tiểu tử này điên rồi à? Tốt nhất là cậu ta nên chết đi. Bạch Kình Thương cười lạnh lùng nói. Vài người khác im lặng. Bọn họ đắc tội Mạc Phàm như vậy, đã không còn đường sống. Vạn Thiên Tuyệt rất bình tĩnh, đám Kên khẽ nhướng mày, ánh mắt phát lạnh. Mạc Phàm chỉ giết Miyamoto Takeshi mà thôi, vậy mà bảo bốn bọn họ cùng tiến lên, nhất là Vạn Thiên Tuyệt còn đang ở đây. Bọn họ đều là người thành danh đã lâu, bị một tiểu tử chưa tới 20 tuổi xem thường như vậy, là ai đều không vui vẻ. Tiểu tử Hoa Hạ, quả thật thực lực của cậu không tệ. Nhưng cậu chắc chắn mình không nói đùa đấy chứ. Kên cười âm hiểm nói, trong mắt chớp lóe lạnh lẽo. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Kên. Tôi chưa bao giờ nói đùa với kẻ địch, ông tưởng là vui đùa, vậy bắt đầu từ ông trước đi. Hắn tiến lên trước một bước, rõ ràng chỉ là một bước, nhưng khoảng cách như ngắn lại mấy chục lần, tính cả bốn thanh kiếm trôi nổi quanh hắn nữa đều đến trước mặt Kên. Một trường như cũ đánh về phía Kên. Cùng lúc đó, bốn thanh kiếm cũng như tìm được mục tiêu cắt qua không khí, đi theo tay Mạc Phàm đâm về phía Kên. Tiểu tử, cậu nghĩ rằng bản công thức tôi yếu như tên tiểu tử Nhật Quốc kia sao? Kên cười nham hiểm, tiếng quần áo bị xé rách vang lên. Trong chớp mắt ông ta cao lớn hơn, từ 1m8 biến thành hơn 2m, bề ngoài cũng như biến đổi thành người khác. Làn da xỉn màu không thấy một sợi lông, đôi tay như móng thú lóe sáng sắc bén. Bắp thịt trên cơ thể vô cùng cường tráng như khối sắt dán lên, tràn ngập lực lượng nổ mạnh. Một đôi cánh như cánh rơi và cái đuôi vươn ra sau lưng ông ta, cả người ông ta trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Thấy một trưởng của Mạc Phàm sắp đánh tới, ông ta không dám khinh thường, cũng không né tránh. Ông ta cười dữ tợn, móng vuốt để lại năm đạo bạch ấn trong không trung, lập tức vồ về phía ngực Mạc Phàm, giống như không nhìn thấy bàn tay có thể xuyên kim liệt thạch và phi kiếm của Mạc Phàm. Không ít người xung quanh thấy Kên ra tay, vẻ mặt hơi sửng sốt. Kên không liều mạng với Mạc Phàm, trái lại đánh vào chỗ quan trọng của Mạc Phàm, đây là muốn hai bên đều tổn hại rồi. Mạc Phàm nhướng mày, lông mày lập tức giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không quan tâm cái tay có thể xé rách không khí của Kên, một chưởng đánh vào người ông ta. Bùm, một tiếng, kình phong cũng nhấc lên. Tay Mạc Phàm vỗ vào ngực Kên. Móng vuốt của Kên cũng đâm vào vị trí tim Mạc Phàm. Nhưng mà,
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, tươi cười trên mặt Kên lập tức cứng đờ, ánh mắt âm u. Tay ông ta có ít nhất lực vạn cân, đôi tay cứng cáp và trình độ sắc bén còn trên đao võ sĩ Nhật Quốc, đao nổi tiếng của nhà Miyamoto cũng không thể làm gì được tay ông ta. Nhưng tay ông ta chỉ chộp rách quần áo của Mạc Phàm, rồi không thể đâm sâu vào trong da thịt, tựa như tay người bình thường định chộp lấy cự thạch hình người. Ngược lại là ông ta bị một chưởng của Mạc Phàm đánh trúng, bốn thanh kiếm xung quanh Mạc Phàm cũng đâm vào, đâm thủng người ông ta. Trong chớp mắt khi hai người va chạm, Kên kêu lên đau đớn, bay về phía sau như diều đứt dây, từng vết rạn xuất hiện trên người ông ta. Hai cái cánh sau lưng ông ta dương ra, nhanh chóng ổn định thân thể ở giữa không trung, máu tươi chảy từ vết thương và miệng ông ta ra. Quả nhiên Mạc tiên sinh danh bất hư truyền, vậy mà có thân thể cường hãn như vậy, nhưng cậu nghĩ giết chết bản công tước dễ như tiểu tử Nhật Quốc kia sao, chuyện đó không có khả năng đâu. Kên lau máu tươi ở khóe miệng, cười mỉa nói. Ông ta sống mấy trăm năm, nếu dám ngọc nát đá tan với Mạc Phàm, tất nhiên còn quân bài chưa lật. Khi nói chuyện ông ta cười lạnh lùng, trong mắt chớp lóe huyết quang, huyết dịch không chảy ra nữa, vết thương nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong phút chốc, những vết thương sâu thấy xương đều biến mất, ngay cả sẹo cũng không để lại. Đây còn là người sao? Đại trưởng lão hít vào một hơi khí lạnh, nói. Ông ta vốn không được coi là người, ông ta là vampire, còn là vampire huyết thống ngũ đại. Bạch Kình Thương nhìn Kên, nghiêm túc nói. Vampire sơ đại là Kên bị thượng đế nguyền rủa, nhóm vampire đầu tiên bị Kên hút máu là đệ nhị đại, sau đó là đệ tam đại. Cho đến bây giờ đã không biết có mấy chục đại vampire. Vampire bối phận càng cao, cũng càng cường đại. Những vampire này không chỉ không sợ mặt trời, không sợ vũ khí bạc, sinh mệnh vô tận, còn có sức mạnh và sức khôi phục vô cùng đáng sợ, rất khó bị giết chết. Kên là loại vampire này, cho đến bây giờ có không biết bao nhiêu cao thủ muốn giết Kên, không phải bị Kên hút thành thây khô, thì được Kên ban thưởng hút máu, trở thành nô lệ vampire của Kên, để ông ta sử dụng. Mạc Phàm giết Miyamoto Takeshi rất đơn giản, muốn giết Kên gần như là không thể. Mạc Phàm khẽ nhướng mày liếc mắt nhìn Kên một cái, trên mặt vẫn không có chút gợn sóng. Giết lần một không chết, vậy thì giết lần hai. Chỉ là hậu duệ của quỷ tộc bất tử mà thôi, ông ta cảm thấy mình có thể thoát khỏi tay y tiên bất tử hắn sao. Kên cũng không tức giận, cười khinh thường. Ông ta thân là vampire ngũ đại, có sinh mệnh dài đằng đẵng. Ông ta ngoại trừ thích chơi vợ người khác ra, còn có yêu thích trêu chọc người khác. Ông ta nhiều lần làm bộ sơ sẩy, bị chồng của những người phụ nữ ông ta yêu đương vụng trộm tóm được, những người này dùng vũ khí bạc, mặt trời, nước thánh, thậm chí dùng lửa đốt ông ta, còn đưa ông ta đến thần điện, đều không thể giết ông ta, trái lại những người phụ nữ này lại bị ông ta đùa giỡn một lần lại một lần. Có một công tước vì không giết được ông ta, một đám vợ, tình nhân lại bị ông ta chơi đùa một lần lại một lần, công tước này không chịu nổi nhục nhã, tự mình tự sát. Đương nhiên ông ta không để công tước này chết, ông ta dùng biện pháp càng tàn nhẫn hơn, hút máu công tước này, khiến công tước này thành quỷ nô của ông ta, hưởng thụ sinh mệnh vĩnh cửu và đau khổ. Trái lại ông ta rất muốn chết, chỉ là không ai giết được ông ta. Thần điện đều hết cách với ông ta, một tiểu tử hoa hạ có thể làm gì? Tiểu tử, trái lại tôi muốn nhìn xem lần hai cậu giết bản công tước thế nào. Kên hơi nhếch miệng cười nham hiểm, hai tay mở ra, hai thanh đoản đao huyết sắc xuất hiện trong tay ông ta. Cánh sau lưng ông ta khép lại, cả người như mũi tên bắn nhanh về phía Mạc Phàm, đoản đao huyết sắc chớp lóe huyết quang. Lôi thần ở bên cạnh nhíu mày, hai đạo tiếng sấm vang lên trong tay ông ta, khiến không ít người đầu váng mắt hoa. Hai đạo tia chớp màu đen được ông ta nắm trong lòng bàn tay. Mỗi đạo đều dài ba thước, ngưng tụ thành hai thanh đao, hồ quang điện nuốt nhả bất định quanh thân đao, rung động khiến da đầu người ta run lên. Lôi thần không nói gì, hai đao kéo ra hồ quang điện thật dài trong không khí, điện cao thế lập tức chém về phía Mạc Phàm. Gaia nhíu mày, thân thể lập tức biến mất trong màn đêm. Mục đích bọn họ tới Giang Nam là giết Mạc Phàm, nếu tiểu tử này là Mạc Phàm, vậy thì không thể quá sơ suất. Trong chớp mắt, ba người lần lượt ra tay. Ba cao thủ cùng ra tay, áp lực giống như trời sập xuống xuất hiện, vẻ mặt không ít người thay đổi. Đám Bạch Tiểu Tuyết chau mày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tuy vừa rồi Kên không thể làm gì Mạc Phàm, nhưng Kên gần như là bất tử chi thân, Mạc Phàm cũng không có được lợi ích gì.
Hơn nữa lần này ra tay không chỉ mình Kên, còn có Lôi Thần và Gaia. Ấp ế ấp á á nghe nói hai thanh điện đao của Lôi Thần cao tới 30 vạn vôn, có thể cung cấp điện cho cả một đô thị lớn, hòa tan được sắt thép trong chớp mắt. Nếu điện cao thế như vậy chém vào người, hậu quả có thể tưởng tượng được. Gaia là thích khách số một thế giới, anh ta khiêm tốn hơn những người khác nhiều. Nhưng một tên thích khách không cảm nhận được tồn tại, anh ta không thấy nữa mới là đáng sợ nhất. Khi anh ta xuất hiện lần nữa, có khả năng đối thủ đã chết rồi. Ba người cùng ra tay, giết bất luận kẻ nào đều vô cùng dễ dàng. Đại trưởng lão nhìn Mạc Phàm bị bao vây tấn công, cười đắc ý nói. Bạch Kình Thương hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Tuy nói Hắc Bảng Hoa Hạ và Thiên Bảng Quốc tế có đa số cường giả trên địa cầu, có thể nói là bảng tập hợp nhiều người có quyền uy. Nhưng nếu nói đây là cường giả thế giới thì sai rồi. Ở Hoa Hạ có rất nhiều tông môn ẩn thế không người biết đến, ngoài Hoa Hạ ra, cũng có một số thế lực ẩn hình như tông môn Hoa Hạ, đều có nhiều cao thủ không xuất thế. Một người bất kỳ trong số những thế lực này đi ra đều có thể thoải mái đứng trên Hắc Bảng, thậm chí còn đứng rất cao. Đổi lại là Thiên Bảng cũng có nhiều cao nhân bên trong và liên quan đến những thế lực lánh đời. Những người của thế lực này, tuyệt đối không phải Kên, Lôi Thần và Gaia có khả năng đối phó. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử Đông Hải, sao có thể so sánh được với những tông môn ẩn thế này, đám Kên thừa sức đối phó. Chỉ riêng Kên đã khiến Mạc Phàm đau đầu. Tay Kên không thể làm gì cơ thể Mạc Phàm, nhưng hai huyết đao trong tay Kên rất nổi tiếng. Nghe nói là do xương Kên Vampire Thủy Tổ mài thành, vô cùng sắc bén, có thể giết chết thần cảnh. Nếu Mạc Phàm không có bất tử chi thân như Kên, đủ để giết Mạc Phàm. Chưa đến mức là giết chết bất luận kẻ nào, nhưng tiểu tử này chết chắc rồi, đợi coi. Bạch Kình Thương cười nói. Mạc Phàm thấy ba người cùng ra tay, không chỉ không hoang mang, trái lại ánh mắt nhìn Vạn Thiên Tuyệt cách đó không xa. Vạn Thiên Tuyệt, tuy đây chỉ là phân thân của ông, mà ông cũng không định ra tay, nhưng đây là cơ hội duy nhất ông có thể đánh bại tôi rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vạn Thiên Tuyệt rất lợi hại, vừa đến đã hủy diệt hộ trang đại trận của Bạch gia. Chắc chắn là người mạnh nhất trong đây. Nhưng đây không phải là chân thân của Vạn Thiên Tuyệt, chỉ là thân ngoại hóa thân dùng ngũ hành linh vật luyện chế. Diễn trò như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt những người khác, muốn lừa gạt ánh mắt hắn, không có khả năng. Nhưng vậy mà Vạn Thiên Tuyệt có thân ngoại hóa thân, chuyện này nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn luôn tìm kiếm nguyên liệu luyện chế thân ngoại hóa thân, tìm lâu như vậy, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy. Mạc Phàm vừa nói những lời này, không ít người sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn về phía Mạc Phàm. Có phải là phân thân của Vạn Thiên Tuyệt hay không không mấy ai để ý, càng nhiều người để ý câu sau của Mạc Phàm hơn. Mạc Phàm dám nói đây là cơ hội cuối cùng Vạn Thiên Tuyệt đánh bại cậu ta, những lời này giống như một đám sói đói vây quanh ngé con, nói với lão hổ cách đó không xa, không cùng tới giết tôi thì không có cơ hội. An Hiểu Hiên tức đến mức dậm chân, đám Kên đã khiến bọn họ lo lắng đề phòng. Vậy mà Mạc Phàm còn đi khiêu khích Vạn Thiên Tuyệt. Người này đúng là không làm sẽ không chết. An Hiểu Hiên bĩu môi, oán hận nói. Bạch Tiểu Tuyết không nói gì, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm trên bầu trời, mắt đảo liên tục, rõ ràng là khẩn trương hơn An Hiểu Hiên. Trước mắt đám Bạch Kình Thương, Đại trưởng Lão, Triệu Minh Phi và Bạch Tiểu Phi sáng lên, tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ. Phần thắng của Mạc Phàm vốn không cao, vậy mà còn dám khiêu khích Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Phàm vốn còn khả năng sống sót, Vạn Thiên Tuyệt có kiêu ngạo của ông ta, nếu Mạc Phàm nói ít một câu, Vạn Thiên Tuyệt sẽ không cùng đối phó Mạc Phàm với đám Kên. Lần này Mạc Phàm chết chắc rồi. Bọn họ gần như đã nhìn thấy cục diện Vạn Thiên Tuyệt ra tay giết Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa chết, cùng lắm là bọn họ đưa Tiểu Tuyết, bỏ linh mạch mà thôi. Vạn Thiên Tuyệt khẽ nâng mí mắt, hai đạo tinh quang nở rộ trong mắt ông ta, xung quanh sáng hơn. Tiểu tử, cậu không thể khiến tôi tới Giang Nam một chuyến. Quả thật đây là phân thân ông ta tình cờ đạt được, chuyện bắt cô gái Bạch ra, vốn dĩ không cần ông ta ra tay, phân thân này đủ rồi. Không ngờ Bạch ra được xưng là đồng tử thuật vô song không nhìn ra, lại bị Mạc Phàm nhìn ra. Giang Nam là nơi cuối cùng ông tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thanh Bang đối phó Mạc ra nhiều lần, lần này Vạn Thiên Tuyệt phái thân ngoại hóa thân tới bắt Tiểu Tuyết. Mặc kệ thực lực của bản thể Vạn Thiên Tuyệt thế nào, Vạn Thiên Tuyệt và Thanh Bang đều nằm trong danh sách tử vong của Y Tiên Bất Tử hắn.
Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, cười to. Mạc Phàm, cậu đúng là kiêu ngạo, nhưng tôi thích, cậu đã tự tin như vậy, vậy tôi sẽ làm như cậu mong muốn, nhìn xem cậu có tư cách đấu với bản thể tôi hay không. Khi Mạc Phàm ra tay với Miyamoto Takeshi, ông ta đã nhận thấy thực lực của Mạc Phàm không tầm thường, cũng đoán được thân phận của Mạc Phàm. Mục đích ông ta tới Giang Nam là gặp Mạc Phàm một lần, giải quyết hết chướng ngại vật ngăn cản đường của Thanh Bang, cho nên khi Mạc Phàm bảo bốn bọn họ cùng tiến lên, ông ta không định ra tay, ai biết tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Phải biết rằng từ khi ông ta thành danh tới nay, ngoại trừ Lâm Thiên Nam ra, thì không có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Kiêu ngạo của cường giả không đáng là gì trước mặt ông ta làm gì, đó là kiêu ngạo. Bị một tiểu tử khinh thường như vậy, nếu ông ta không ra tay, vậy thì không phải là Vạn Thiên Tuyệt dưới một người trên vạn người. Ông ta không nói lời vô nghĩa với Mạc Phàm, cũng không có quá nhiều động tác như trong tưởng tượng, hai tay như đẩy sóng về phía trước. Một động tác đơn giản, bỗng nhiên gió ở xung quanh ngừng lại, xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh. Trang viên Bạch Gia rộng như vậy, gần như có thể nghe thấy tiếng châm rơi xuống đất. Không phải không có ai nói chuyện, mà không khí giống như ngưng kết, miệng mọi người đều không há to được, chỉ có thể trợn tròn mắt ngơ ngẩn nhìn trời. Theo hai tay của Vạn Thiên Tuyệt đẩy, hai đại thủ ấn 10 thước xuất hiện, giống như do đồng thau tạo ra, tỏa ra sáng bóng của kim khí. Hai đại thủ ấn ở sau đám kên đánh về phía Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh khó mà nói rõ. Bốn người cùng ra tay, khí chàng vô hình bao phủ Mạc Phàm bên trong. Trong khí chàng vô hình, Mạc Phàm hơi nhếch miệng mỉm cười. Hắn nheo mắt lại, ánh mắt tập trung nhìn kên. Ông có bất tử hay không, không phải do ông, mà do tôi, đốt. Giọng nói của hắn vừa vang lên, mắt hắn vừa đóng vừa mở, hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện trong đáy mắt hắn. Chỉ liếc mắt một cái, trên người kên giấy lửa. Tiểu tử, bản công tước giết nhiều người như vậy, lửa thánh của thần điện cũng không thể làm gì tôi, chút lửa đó của cậu có thể giết chết bản công tước sao? Kên nhìn thoáng qua ngọn lửa trên người mình, cười khinh thường nói. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm có thủ đoạn gì, chỉ là đồng tử thuật khống chế lửa. Loại pháp thuật này còn kém xa vạn đồng tử của Bạch Gia, ông ta không thèm quan tâm vạn đồng tử, còn sợ thứ này sao? Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ, rời mắt nhìn Lôi Thần. Kên nhíu mày, trong đôi mắt huyết sắc hiện lên dữ dằn. Tiểu tử, cậu dám coi thường bản công tước, cậu muốn chết à? Huyết quang trên huyết đao đại phóng, quang ảnh hiện lên biển máu, bên trong đoạn tí tàn chi lên xuống, vẻ mặt một đám người sợ hãi vùng vẫy bên trong. Biển máu mang theo tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế lưu lại vùng huyết sắc trong không trung, bao phủ Mạc Phàm. Biển máu còn chưa tới trước người Mạc Phàm, thân thể kên bị kiềm hãm, sắc mặt kỳ lạ. Chỉ thấy dưới làn da trắng bệch của ông ta, một vùng đỏ như máu xuất hiện, tựa như có ngọn lửa thiêu đốt dưới da ông ta. Huyết quang trong mắt kên chớp lóe nhiều lần, huyết quang dưới da phai nhạt đi, nhưng ngay sau đó từng tia lửa chui từ dưới da ông ta ra. Sắc mặt kên thay đổi, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Ông ta sống mấy trăm năm, có gì mà chưa từng thấy, ngay cả lửa thánh được xưng có thể trừng phạt toàn bộ hắc ám cũng không giết được ông ta, vậy mà ngọn lửa của tiểu tử Hoa Hạ khiến ông ta có cảm giác rơi vào tử vong, chuyện này chưa từng có. Tuy trước đây ông ta đi tìm đường chết, là vì sẽ không chết, cũng không phải muốn chết. Tiểu tử, bản công tử không chỉ muốn giết cậu, còn chơi đùa người phụ nữ của cậu và tất cả phụ nữ Mạc gia. Kên nghiến răng một cái, không quản sắp không áp chế được ngọn lửa trong cơ thể, bỗng nhiên cơ thể biến từ bạch sắc sang huyết sắc. Một vùng xương mù máu xuất hiện quanh ông ta, bao phủ ông ta bên trong, mùi máu tươi nồng đậm lấy ông ta làm trung tâm dập dờn ra bốn phía, trong chớp mắt khí tức trên người ông ta tăng không chỉ một lần. Hai cái cánh sau lưng ông ta vỗ vài cái, tốc độ tăng nhanh, huyết đao trong tay chém về phía Mạc Phàm. Ông ta có cảm giác ngọn lửa này là thiên địch của ông ta. Chỉ sợ giết Mạc Phàm mới dập tắt được. Mạc Phàm nheo mắt, hàn ý trong mắt lại dày đặc hơn vài phần. Ông không động vào được một cọng lông tơ người của tôi đâu, tử. Ổ ngọn lửa huyết sắc trong mắt hắn chớp lóe, vẻ mặt kên đã đến trước người hắn thay đổi. A, không, tôi. Ông ta kêu thảm một tiếng, còn chưa nói hết câu, hồng liên hỏa trong cơ thể như nham thạch nóng chảy trong núi lửa không nhịn được muốn bùng nổ. Thoát ra ầm ầm khỏi cơ thể ông ta, nổ ông ta thành mảnh, mỗi mảnh đều bị ngọn lửa huyết sắc bao quanh.
hai tay kiên cầm huyết đao cách mi tâm Mạc Phàm chỉ một ngón tay thì bị ngọn lửa bao phủ, trong không khí tràn đầy mùi thịt nướng và mùi lông bị đốt. Chỉ trong chớp mắt ngọn lửa huyết sắc biến mất, không còn giọng của Kên, cũng không còn cơ thể ông ta, hai thanh huyết đao cũng biến mất, giống như Kên bốc hơi khỏi thế giới này. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều trợn mắt há miệng. Kên chết rồi sao? Nếu trong đám vạn thiên tuyệt ai không dễ giết chết nhất, chắc chắn là Kên. Vampire ngũ đại, còn có huyết mạch của vampire sơ đại, có mấy lần thần điện bắt Kên, chia cơ thể ông ta làm vài đoạn, nung trong lửa thánh, được hắc ám giáo đình đoạt lại một phần, Kên liền khôi phục bộ dạng ban đầu. Nhưng Kên có sinh mệnh cường đại như vậy lại bị ngọn lửa trong mắt Mạc Phàm đốt không còn sót lại gì, chỉ là chuyện vài giây. Chuyện này, giết chết Kên, trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía điện đao mà lôi thần chém tới. Ông có thể dùng lôi điện rất giỏi à? Mạc Phàm lạnh nhạt nói với lôi thần, giống như giáo viên nói với học sinh bài tập làm rất tốt. Lôi điện vốn đại diện cho hủy diệt, trừng phạt và tai nạn, uy lực vô cùng cường đại, lôi điện màu đen lại càng dung nhập vào trong lực lượng hắc ám, lực hủy diệt lại tăng mạnh. Nếu biết, vậy thì đi chết đi. Lôi thần cười mỉa nói. Mạc Phàm giết Kên, ông ta không có chút ý kiến gì. Nhưng ông ta phải mang thi thể Mạc Phàm về hắc ám giáo đình. Không ai có thể đoạt thứ gì của hắc ám giáo đình, giết người của hắc ám giáo đình phải trả giá thật nhiều, nhất là người hoa hạ thấp kém. Đáng tiếc, ông vốn dĩ không biết dùng. Mạc Phàm nói tiếp, quả thật lôi điện màu đen rất đáng sợ, nhưng phải xem người ta khống chế lôi điện thế nào. Ở trước mặt hắn, năng lực lôi thần khống chế lôi điện không khác gì trình độ nói chuyện của đứa bé 5, 6 tuổi. Tiểu tử, cậu quá kiêu ngạo rồi. Lôi thần tức giận nói. Không có nhiều người trên địa cầu khống chế được lôi điện, nhưng cũng không ít, nếu ông ta được gọi là lôi thần, chắc chắn là rất mạnh trong số đó. Ông ta là người khống chế lôi điện giỏi nhất, ở trong miệng Mạc Phàm như người không biết khống chế lôi điện, chuyện này không khác gì vả mặt ông ta. Ông ta tức giận quát một tiếng, âm thanh điện xà chớp lóe vang lên, hai thanh điện đao màu đen dài ra gấp đôi. Chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Hắc thiết, hai thanh điện đao màu đen song song trong trời đêm chém về phía Mạc Phàm. Hai thanh đao này còn chưa chạm xuống Mạc Phàm, không gian đã chấn động. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng. Anh cho rằng tôi không nhìn thấy anh sao? Hắn vừa nói xong liền nắm tay trái, Chu Tuyệt kiếm màu vàng trôi nổi xung quanh xuất hiện trong tay hắn. Hắn không thèm nhìn. Một kiếm nhanh như thiểm điện chém về bên trái đằng sau. Cùng lúc đó ý niệm của hắn vừa động, đạo cơ lôi điện trong thức hải sáng lên. Thiểm điện màu tím xuất hiện trong tay phải hắn, giống như lôi xà đói khát đã lâu, lập tức cắn về phía lôi đao của lôi thần. Cũng lấy lôi điện cho tôi. Bùm, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, điện xà màu tím gần tay phải Mạc Phàm và điện đao màu đen nổ tung. Hai màu lôi quang như rễ cây già. Phóng ra ánh sáng lan tràn ra xung quanh. Điện lưu tràn đầy khiến hầu như tất cả mọi người cảm thấy bị điện giật, thân thể không tự chủ được run rẩy, lông dựng đứng. Điện quang chớp lóe lướt qua, toàn thân lôi thần giấy lên khói đen, bay về phía sau. Điện đao trong tay ông ta bị Mạc Phàm chộp lấy, điện quang co rụt lại, hai thanh hắc đao biến thành một thanh, thể tích cũng biến thành to bằng thanh đao bình thường. Nhưng khí tức cường đại gấp bội lần, khiến người ta nhìn mà lưng phát lạnh. Bên tay trái xung quanh kim kiếm của Mạc Phàm, không gian như thủy tinh bị nghiền nát, tràn đầy khe hở. Bên trong khe hở, một thanh đoản kiếm cổ xưa cách huyệt thái dương Mạc Phàm chưa tới một tay. Phần cuối đoản kiếm có thể mơ hồ nhìn thấy Gaia đang ẩn thân trong không gian nghiền nát, máu tươi tràn từ khóe miệng anh ta ra. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mạc Phàm giết Kên còn chưa tính, vậy mà tay không đoạt hắc đao lôi điện của lôi thần. Đó là dòng điện cao thế 30 vạn vôn, tay Mạc Phàm cầm điện cao thế như vậy mà không xảy ra chuyện gì, còn làm Gaia ở xung quanh đợi thời cơ bị thương nữa. Đổi thành cao thủ khác, cho dù không chết trên tay lôi thần, cũng sẽ bị ám sát, không có khả năng thứ ba. Tiểu tử này là người sao? Mắt không ít người mở to, lẩm bẩm. Lôi thần và Gaia cùng thất thủ, sắc mặt hai người khó coi. Hai bọn họ đều là cao thủ nổi tiếng ở châu Âu. Một người được gọi là lôi thần, một người là sát thủ số một thế giới, nhưng một người bị Mạc Phàm đoạt lôi điện, một sát thủ luôn nằm trong phạm vi cảm ứng của Mạc Phàm, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Tiểu tử,
tôi phải băm cậu ra vạn đoạn. Lôi thần rơi xuống cách đó không xa, lông mày nhíu chặt lại, trong mắt chớp lóe lôi quang, tức giận nói. Ông ta nói chú ngữ cổ xưa, chỗ mi tâm có ấn ký lôi điện sáng lên, hai chân lập tức cách mặt đất. Bạch gia vốn đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn đều bị tắt sạch, xung quanh trở nên tối tăm. Hồ quang điện màu đen chui từ trong ấn ký chỗ mi tâm lôi thần ra, lan tràn ra toàn thân ông ta, chỉ trong chớp mắt cả người ông ta được lôi điện bao quanh bên trong. Trong dòng điện cường đại, quần áo mũ của ông ta bị hủy, lộ ra thân thể do lôi điện màu đen tạo thành. Thân thể này đội vương miện, mặc chiến giáp cổ xưa, cầm trường thương lôi điện trong tay, uy phong lẫm liệt đứng trong không trung, giống như Odin thần chủ trong thần thoại Bắc Âu. Gaia không nói gì, sắc bén trong mắt như đao. Vùng không gian bị dạn trước người anh ta nhanh chóng biến mất, bóng dáng anh ta cũng biến mất theo. Nhưng ngay sau đó, trên trăm cái tương tự gương xuất hiện trên không trung xung quanh Mạc Phàm. Trong gương, bóng dáng Gaia nhanh chóng xuyên qua, nhanh đến mức mắt thường không thể thấy. Mạc Phàm nhìn hai người, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt. Chỉ có chút bản lĩnh đó, hai người sẽ như kên thôi. Mắt hắn nheo lại, một tay nhấc kim kiếm, một tay nắm hắc đao tản ra năng lượng khiến người ta sợ hãi, dưới chân vừa động, muốn lao về phía lôi thần. Nếu đến đây rồi, vậy ở lại hết đi. Không đợi Mạc Phàm rời đi, Vạn Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Mạc Phàm, hình như cậu đã quên một người không nên quên. Giọng nói này vừa vang lên, hai đại thủ ấn màu vàng nhanh chóng tăng tốc. Không gian dưới sự thôi động của hai đại thủ ấn màu vàng này như gợn sóng bị đẩy chồng lên, đợt sóng cộng thêm đại thủ ấn cùng đánh về phía Mạc Phàm. Vạn Thiên Tuyệt vừa ra tay, không ít người vô cùng khiếp sợ, cũng cảm thấy rất choáng váng. Không gian tồn tại hàng rào vô hình, trong lúc nhấc tay có thể thôi động không gian, đây tuyệt đối không phải lực lượng người nên có. Vạn Thiên Tuyệt không hổ là Vạn Thiên Tuyệt. Bạch Kình Thương lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Lúc trước ông ta cảm thấy mình cách thần cảnh đã rất gần, nhìn thấy Vạn Thiên Tuyệt ra tay, lúc này ông ta mới phát hiện mình ngu ngốc bao nhiêu. Không cần nói đến những thứ khác, chỉ một trường này đều mạnh hơn uy lực của ông ta dùng toàn lực đánh ra vạn trường, cả Hoa Hạ có mấy người đỡ được một trường này. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt nhìn hai bàn tay kia một cái, chỉ cười nhạt. Quả thật một trường này của Vạn Thiên Tuyệt rất lợi hại, có thể thôi động không gian. Cách cảnh giới kim đan phá toái hư không rất gần rồi. Nếu là một trường của bản thể Vạn Thiên Tuyệt, một ngọn núi cũng sẽ bị Vạn Thiên Tuyệt mài nát, hắn cũng phải dùng toàn lực mới chống lại được. Nhưng chỉ là một phân thân. Bản thể của ông đến đây còn được, chỉ là một phân thân, bây giờ ông chạy trốn còn kịp, nếu không Vạn Thiên Tuyệt không còn phân thân. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn nói xong không để ý đại thủ ấn này, một tay nhấc hắc đao, một tay cầm kim kiếm. Dưới chân vừa động, dẫm xuống không gian bốn bề dậy sóng, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh lôi thần, vốn dĩ không để Vạn Thiên Tuyệt vào mắt. Xung quanh lại nghẹn họng nhìn chân chối, bây giờ Vạn Thiên Tuyệt chạy trốn còn kịp sao? Không ít người miệng há to một lúc lâu, vẫn không thể nói một chữ. Tuy đây chỉ là phân thân, nhưng dù sao cũng là phân thân của Vạn Thiên Tuyệt, thực lực vẫn có thể phá giải hộ trang đại trận của Bạch gia một cách dễ dàng, một trưởng này có thể phá thiên địa. Chỉ là phân thân, không biết có thể diệt bao nhiêu tông môn, thế gia Hoa Hạ. Vậy mà Mạc Phàm hoàn toàn khinh thường phân thân này của Vạn Thiên Tuyệt, cả Hoa Hạ đều không tìm được ai giống Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu quá kiêu ngạo, ở lại cho tôi. Ánh mắt Vạn Thiên Tuyệt phát lạnh, đại thủ nắm chặt. Đại thủ màu vàng tạo ra một vòng xoáy trong không trung, vồ lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn không để ý đến Vạn Thiên Tuyệt, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi thần. Không phải lôi điện biến cơ thể ông lợi hại hơn sao, tôi dạy ông chơi lôi điện thế nào. Bảo, tay hắn nắm hắc đao chấn động, hắc đao lập tức bùng nổ. Hắc đao là lôi điện cường đại tạo thành, nổ tung như vậy không khác gì 10 tấn thuốc nổ được đốt cháy. Kình phong như bão tới xuất hiện, điện quang mang theo năng lượng chôn vùi toàn bộ dao động, lập tức tàn sát bừa bãi xung quanh, từng đạo như mạng nhện lan tràn ra xung quanh. Lôi thần nhíu mày, vội vàng lùi về sau. Tuy ông ta là lôi thần, nhưng không chơi đùa lôi điện được như Mạc Phàm. Thu, ý niệm của Mạc Phàm vừa động, trong lòng bàn tay có một ấn ký lôi điện ngược hướng sáng lên. Xung quanh lập tức yên lặng, tất cả mọi thứ như bị định trụ. Sau đó lực hút cường đại xuất hiện, bao gồm lôi thần trong đó,
tất cả lôi điện đều tụ tập về phía lòng bàn tay Mạc Phàm, tựa như ánh mặt trời gặp hắc động, biến mất trong ấn ký trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Mắt lôi thần mở to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một tay của Mạc Phàm có thể khiến lôi bạo, có năng lực hấp thu lôi điện, ông ta không thể không thừa nhận năng lực khống chế điện của ông ta ở trước mặt Mạc Phàm chênh lệch như đứa bé 3 tuổi và người trưởng thành. Cứ tiếp tục như vậy, cả người ông ta sẽ bị Mạc Phàm hấp thu mất. Không, Mạc Đại Sư, cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ lập tức quay về châu Âu, không tới Hoa Hạ nữa. Lôi thần kích động kêu lên. Ông tới bắt người phụ nữ của tôi, còn muốn quay về. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm khẽ xoay tay, ấn ký trong lòng bàn tay sáng lên, lực hút lại tăng. Hai cánh tay hóa thành lôi điện của lôi thần lập tức biến mất vào trong lòng bàn tay hắn, biến mất không thấy. Gaia, cậu còn không ra tay. Lôi thương quát với Gaia trong gương xung quanh. Nếu Gaia không ra tay, ông ta thật sự sẽ bị Mạc Phàm hấp thu hết. Đúng lúc này, trong mỗi tấm gương có một Gaia đi ra, có khoảng chừng 100 người. Những Gaia này cầm binh khí sắc bén, bóng dáng nhoáng lên một cái, chen chúc mà đến chỗ Mạc Phàm, chi chít, đầy trời. Mỗi người so với Gaia lúc trước, khí tức không chỉ không kém, trái lại mạnh hơn nhiều. Một thích khách số 1 đã đủ phiền phức, lập tức xuất hiện trên 100 người. Mạc Phàm nhìn lướt qua thích khách trên bầu trời, vẻ mặt lạnh nhạt. Tay cầm kim kiếm của hắn chấn động, hoa văn giữa kim kiếm lập tức sáng lên. Trong hào quang, kim kiếm nhanh chóng nhỏ đi, chỉ trong chớp mắt đã biến thành cây kim thêu. Cho dù anh hóa ra 100 người, tôi chỉ cần một kiếm sâu kim. Ngón tay hắn khẽ búng, kim thêu phát ra tiếng ong ong chấn động, bay về phía một Gaia trong 100 người. Mạc Phàm, một kim này đã muốn giết tôi, quá coi thường Gaia tôi rồi. Giọng nói lạnh lùng, khàn khàn thốt ra từ miệng 100 Gaia. Muốn tôi coi trọng anh, vậy anh phải có bản lĩnh để tôi coi trọng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Gaia nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Chưa một ai hoài nghi bản lĩnh của anh ta, Mạc Phàm cũng không được. Trong 100 Gaia có người đâm, chặt, chém từng đạo kiếm khí sắc bén ra, kiếm khí răng đầy trời hình thành một cái võng bao phủ Mạc Phàm. Có một số người thì ném ra ám khí độc, thậm chí là thi triển pháp thuật. Trong lúc này trên bầu trời vô cùng rực rỡ, giống như pháo hoa trên không ngày Tết, còn mang theo năng lượng khiến tim người ta đập nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Một người có thể biến ra 100 người, thi triển trên 100 loại tấn công khác nhau. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên, bốn chữ như sấm thốt ra từ miệng hắn. Nhất minh, bách hoa. Bốn chữ vừa vang lên, bỗng nhiên cái kim kia run rẩy dữ dội, tựa như không chịu nổi năng lượng bên trong. Ngay sau đó, bùm một tiếng, cây kim như máy bay chiến đấu bay với tốc độ siêu âm, mang theo tiếng nổ không khí là bạo âm, tạo nên làn sóng khí bay về phía Gaia. Đến chỗ nào, mặc kệ là ám khí, kiếm khí, pháp thuật, Gaia cùng với không gian như thủy tinh, hay là đại thủ ấn màu vàng của Vạn Thiên Tuyệt có thể thôi động không gian đều nổ tung, giống như pháo hoa bay lên không rồi tản ra. Bùm bùm bùm, tiếng nổ vang lên liên tục, không chỉ có Bạch Gia. Mọi người gần đó đều có thể nhìn thấy, nhao nhao nhìn lên. Đây là gì thế? Không phải Bạch Gia sắp gả con gái, đang chúc mừng đấy chứ? Có người nói. Ngay gần trang viên Bạch Gia, người xung quanh không ai không biết. Bạch Gia thường có động tĩnh kinh thiên động địa như vậy, nên bọn họ đã quen rồi. Trong trang viên Bạch Gia, mọi người nhìn bầu trời giống như có 100 pháo hoa nổ tung, hoàn toàn có tâm tình khác. Một cây kim có thể sản sinh ra uy lực lớn như vậy, đúng là quá đáng sợ. Cây kim này đi đến đâu, giống như máy bay ném bom chở đầy bom và vũ khí khác, khắp nơi đều bùng nổ điên cuồng. Đến chỗ nào, chỗ đó là một vùng phế thổ. Chuyện này, miệng Bạch Kình Thương há to, môi giật giật, mãi mà không nói nên lời. Ông ta cho rằng Gaia dùng tuyệt chiêu bách sát, chắc chắn giết được Mạc Phàm. Theo ông ta biết, lúc Gaia trở thành thích khách số 1 thế giới, cao thủ thần cảnh chết trên tay Gaia, cũng thua bởi một chiêu bách sát này. Ai biết bí pháp có thể sát thần, chỉ là một vùng pháo hoa trong tay Mạc Phàm. Tuyệt vọng và chua xót xuất hiện trong mắt ông ta. Sắc mặt hai thái thượng trưởng lão khác và đại trưởng lão tối sầm lại, một đám tựa như khí cầu bị đâm thủng, không còn kiêu ngạo và nham hiểm như trước. Ở trước mặt Mạc Phàm, bọn họ không có bất luận tư cách gì kiêu ngạo,
âm mưu quỷ kế gì đều không có tác dụng với Mạc Phàm, chỉ có cảm giác vô lực. Cho dù bọn họ là Bạch gia ngàn năm cũng như lớp giấy, bị Mạc Phàm đâm thủng một cách dễ dàng. Sắc mặt Bạch Tiểu Phi và Triệu Minh Phi lại càng trắng bệch, Triệu Minh Phi đều đặt mông ngồi trên đất, hối hận đến mức ruột tái đi rồi. Miyamoto Takeshi bị một trưởng của Mạc Phàm đánh vỡ, phân thân của Vạn Thiên Tuyệt đều không lọt vào mắt Mạc Phàm, Ken bị đốt thành cho tàn, lôi thần như con rối trước mặt Mạc Phàm, ngay cả Gaia cũng có thể mất mạng bởi một cây kim của Mạc Phàm. Sớm biết Mạc Phàm lợi hại như vậy, chắc chắn bà ta sẽ đối xử với Bạch Tiểu Tuyết tốt hơn cả con ruột, đánh chết cũng không đối phó Mạc Phàm, nhưng hiện giờ nói gì cũng vô dụng. Trong không trung đầy pháo hoa rực rỡ, Gaia và lôi thần sợ ngây người. Nhất là Gaia nấp sau lưng Mạc Phàm cách đó không xa, gương mặt lãnh khốc như hàn băng vạn năm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm không tính là cao lớn nhưng có lực uy hiếp rất mạnh, đao trong tay động vài cái, cuối cùng vẫn không ra tay. Anh ta thành thích khách số 1 hơn 10 năm, tuy 10 năm còn chưa phá chướng ngại cuối cùng để đến bình cảnh, nhưng đã cách thần cảnh rất gần rồi. Thực lực như vậy, vậy mà không bằng một tiểu tử hoa hạ mới tu luyện hơn 1 năm. Anh ta có cảm giác chỉ cần anh ta ra tay, người chết sẽ là anh ta, không phải Mạc Phàm. Trong mắt anh ta chớp lóe dữ dằn, không quản hư ảnh bùng nổ trên bầu trời, bóng dáng anh ta như cá chìm vào trong nước, nhanh chóng ẩn vào trong không gian. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Gaia, anh cảm thấy anh không ra tay, là có thể sống tiếp được sao? A ấp ế ế ấp á hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, Gaia có thể tưởng tượng được thần niệm của hắn sao? Hiện giờ cả Giang Nam đều nằm trong mắt hắn, cho dù trốn vào hư không, hay che giấu hơi thở, cho dù là sống hay là chết, đều không thoát khỏi mắt hắn, ẩn nặc thuật của Gaia, còn chưa đến mức thoát khỏi mắt hắn. Mạc Phàm vừa nói xong, Gaia còn lại trên bầu trời tự nổ, cây kim mang gai lực bạo thiên diệt địa biến mất trong hư không. Khi xuất hiện lần nữa đã đến vùng không gian Gaia vừa biến mất. Cây kim lùi về sau, trực tiếp đâm phá không gian chui vào bên trong. Trong không gian lập tức vang lên tiếng Gaia hổn hển quát, tiếng vang không dứt bên tai. Mạc Phàm, thứ thần tôi chỉ lấy tiền làm việc, cậu có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Anh ta trốn tránh như vậy, vậy mà vẫn nằm trong phạm vi cảm ứng của Mạc Phàm. Anh ta có cảm giác mình là con thỏ trong thảo nguyên, Mạc Phàm là thần chủ của vùng thảo nguyên này. Moria thành nô lệ của Mạc Phàm, nếu anh ta chết, thứ thần thật sự xong rồi. Thứ thần các anh có thể tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng không nên tiếp nhận nhiệm vụ về Mạc gia tôi, càng không nên ra tay với Mạc gia tôi, các người đã tới diệt Mạc gia tôi, vì sao tôi không thể đuổi tận giết tuyệt thứ thần anh, tử. Mạc Phàm trầm giọng nói. Bùm, một tiếng, không gian cách đó không xa như thủy tinh bị đập nát. Cây kim đâm thủng Gaia, bay từ trong ra. Cây kim bay thẳng lên trời, bay đến nơi cách 100 mét. Khai. Mạc Phàm khẽ quát. Trên kim kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng, vẻ mặt Gaia thống khổ bị bao phủ bên trong. Bùm, Gaia như pháo hoa cuối cùng nổ tung trong không trung, lóe sáng kim quang rơi xuống. Tử vong, ánh sáng rực rỡ mà mỹ lệ. Ông còn gì muốn nói? Mạc Phàm nhìn lôi thần bị hút trong tay hắn, thản nhiên hỏi. Bắp thịt trên mặt lôi thần co rúm, mắt đảo liên tục khó mà tin một màn này. Gaia đã chết, ông ta không có khả năng sống sót rồi. Mạc đại sư tha mạng. Mãi một lúc sau lôi thần mới gian nan nói ra mấy chữ. A, à, Mạc Phàm khẽ lên tiếng, tay khẽ động, điện quang đại phóng. A, à, tiếng kêu như heo bị chọc tiết truyền từ miệng lôi thần ra, bóng dáng lôi điện hóa của lôi thần biến mất vào trong lòng bàn tay Mạc Phàm, biến mất không thấy. Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, lôi quang chui vào trong tay hắn, tay lại buông ra, không để lại thứ gì. Trong trang viên Bạch gia lại lặng ngắt như tờ lần nữa, không có tiếng sấm, không có tiếng nói chuyện, ngay cả tiếng gà kêu chó sủa cũng không có, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, vang lên liên tục. Trong bốn cao thủ, hai người biến thành mảnh nhỏ, hai người ngay cả bột phấn cũng không còn. Đám Bạch Kình Thương thấy không ít cao thủ đối đầu, nhưng chưa từng thấy thảm thiết giống tối nay. Quá lợi hại rồi. Rất lâu sau mới có người thở dài nói. Vạn Thiên Tuyệt là đối thủ của cậu ta sao? Đại trưởng lão nghi ngờ nói. Lúc trước ông ta rất tin tưởng thực lực của Vạn Thiên Tuyệt, tuyệt đối có thể nghiền áp Mạc Phàm. Nhưng bây giờ ông ta hoài nghi rồi. Vạn Thiên Tuyệt là một truyền thuyết trong giới võ đạo,
Mạc Phàm thì như giới hóa thần. Truyền thuyết có thể đấu với hóa thần sao? Chỉ sợ Lâm Thiên Nam cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Bạch Kình Thương cảm thán. Ông ta chính mắt nhìn thấy Lâm Thiên Nam đấu với Vạn Thiên Tuyệt 10 năm trước, quỷ thần nhìn đều khiếp sợ, nhưng kém Mạc Phàm hiện giờ một chút. Tuy là Lâm Thiên Nam 10 năm trước, nhưng võ đạo càng lên cao càng khó, gần như tương đương với lên trời, 10 năm nửa bước là rất bình thường. Vậy chẳng phải Bạch gia xong rồi sao? Một thái thượng trưởng lão khác lẩm bẩm nói. Hai, Bạch Kình Thương thở dài. Gai A muốn chạy trốn đều không thể trốn thoát, ông ta cũng không có ý định trốn, đứng yên tại chỗ, trong chớp mắt già nua đi nhiều. Tiếng thổn thức vang lên liên tục, không còn ai dám khinh thường Mạc Phàm, trái lại giống như nhìn thấy thần linh. Ngay cả trong mắt An Hiểu Hiên cũng tràn đầy khiếp sợ, ba chữ thật lợi hại viết ở bên trong. Trên bầu trời, một tay Mạc Phàm nâng lên, kim kiếm khôi phục bộ dạng ban đầu, bay về tay hắn. Ngón tay sáng lên, kim kiếm được để vào trong nhẫn. Kiếm thuật hắn vừa biến Chu Tuyệt kiếm thành cây kim tên là Bạo Kiếm Quyết, uy lực rất mạnh đồng thời tạo ra tổn thương không nhỏ với kiếm. Nếu tiếp tục sử dụng, có khả năng khiến Chu Tuyệt kiếm hỏng mất, chỉ còn mình Vạn Thiên Tuyệt, Chu Tuyệt kiếm có thể nghỉ ngơi rồi. Hắn khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Vạn Thiên Tuyệt. Hiện giờ đến lượt ông, tôi sẽ để cho ông biết, vì sao ông chỉ là phân thân, không phải bản thể. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, lông mày lập tức giãn ra. Tiểu tử, quả thật cậu rất lợi hại, phân thân này của tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng cậu còn chưa đến mức có thể khinh thường tôi, ngay cả phân thân của Vạn Thiên Tuyệt cũng không được. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, trong mắt chớp lóe sắc bén, đi về phía Vạn Thiên Tuyệt. Mỗi khi đi một bước, hộ trang đại trận của Bạch gia sẽ run rẩy theo, giống như không thể chịu được sức mạnh của Mạc Phàm. Phân thân của ông không phải đối thủ của tôi, ông cảm thấy bản thể có thể sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Chắc chắn bản thể của Vạn Thiên Tuyệt lợi hại hơn phân thân không chỉ gấp 10 lần, nhưng gấp 100 lần thì sao, có thể lọt vào mắt hắn à? Trong mắt Vạn Thiên Tuyệt chớp lóe sát ý, quả đấm không tự chủ được nắm chặt lại. Bản thể của ông ta bỗng nhiên nửa đường có việc, nên chậm trễ không ít thời gian. Sở dĩ phân thân này tới Hoa Hạ nhanh như vậy. Vì phân thân này luôn được ôn dưỡng trong một bí cảnh ở Hoa Hạ, chưa từng rời khỏi nơi này. Cho nên bản thể chưa tới, ông ta đã tới trước. Ông ta định dùng phân thân bắt Bạch Tiểu Tuyết, đợi Mạc Phàm từ Mạc Bắc trở về. Ai biết Mạc Phàm quay về Giang Nam trước, còn đúng lúc ở Bạch gia, thực lực còn trên ông ta. Nhưng cho dù ông ta chỉ là phân thân có được thần hồn của Vạn Thiên Tuyệt, sao có thể để một tiểu tử như Mạc Phàm nhục nhã như vậy? Tiểu tử! Cậu ngoại trừ lá gan lớn ra, khẩu khí cũng không nhỏ, những năm gần đây những người dám nói như vậy trước mặt Vạn Thiên Tuyệt tôi, ngoại trừ Lâm Thiên Nam thì không còn ai sống sót, đợi bản thể của lão phu tới Giang Nam, Lâm Thiên Nam cũng phải chết, cậu càng phải chết. Ông không có bản lĩnh này. Mạc Phàm vừa đi về phía Vạn Thiên Tuyệt, vừa thản nhiên nói, không để lời Vạn Thiên Tuyệt nói ở trong lòng. Tiểu tử, lão phu không đấu võ mồm với cậu, đợi bản thể của lão phu tới đây. Cậu sẽ biết mình ngu ngốc thế nào, sau này chúng ta còn gặp. Vạn Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói. Phân thân này của ông ta không phải đối thủ của Mạc Phàm, không tự rước lấy nhục thì hơn, vẫn nên đợi bản thể của ông ta đến đây, rồi thu thập Mạc Phàm cũng không muộn. Ông ta nói xong trên người giấy lên kim quang, muốn rời đi. Đi sao? Mạc Phàm nhướng mày, cười lạnh lùng. Vạn Thiên Tuyệt không bắt được người đã muốn đi, coi nơi này là siêu thị. Muốn tới thì tới, không trộm được đồ muốn chạy cũng được sao? Nếu dám đến bắt Tiểu Tuyết, phân thân này cũng ở lại đi. Còn muốn chạy, phải hỏi xem ba thanh kiếm của tôi có đồng ý hay không? Dưới chân hắn vừa động, bóng dáng nhoáng lên một cái, như sao băng xẹt qua bầu trời, chắn đường đi của Vạn Thiên Tuyệt. Ba thanh kiếm Chu Diệt, Chu Sát và Chu Tà cũng nhanh chóng nhỏ lại như kim kiếm lúc trước, trong chớp mắt đã biến thành ba cây kim. Mang theo uy lực đáng sợ trôi nổi quanh Mạc Phàm. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, tránh ra, nếu không bây giờ lão phu sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Vạn Thiên Tuyệt uy hiếp. Ông ta đường đường là Vạn Thiên Tuyệt trưởng lão Thanh Bang, dưới một người trên vạn người, từ nhỏ đã như ngôi sao chói mắt, khiến vô số người phải ngước nhìn. Ông ta bế quan 10 năm, không dễ dàng gì mới đi ra. Lại bị Mạc Phàm coi thường như vậy.
Người bình thường còn nổi trận lôi đình, huống chi là Vạn Thiên Tuyệt ông ta. Tôi nói hôm nay ông không đi được, phân thân này tôi cũng lấy rồi. Mạc Phàm không sợ hãi, nói chắc chắn. Đúng lúc hắn thiếu một thân ngoại hóa thân, nếu Vạn Thiên Tuyệt đưa tới, có đạo lý gì mà hắn không nhận. Tuy Vạn Thiên Tuyệt đã vào trước thân ngoại hóa thân này nên là chủ, nhưng hắn muốn lấy chỉ đơn giản như ăn bữa cơm. Được lắm, Mạc Phàm, cậu đã muốn chết như vậy, lão phu sẽ thành toàn cho cậu. Vạn Thiên Tuyệt phẫn nộ quát. Tiếng giống trầm thấp truyền từ miệng Vạn Thiên Tuyệt ra, kim quang tỏa ra từ tai mắt mũi miệng ông ta, chiếu sáng trời đêm gần đó như ban ngày. Lực lượng tràn đầy dập dờn quanh ông ta, không gian lập tức run rẩy. Mọi người ở đây như bị nhốt vào trong hộp khóa kín, hộp bị người ta lay động liên tục ở ngoài. Chân không ít người bất ổn, ngã xuống đất. Có một số người muốn đứng dậy, còn chưa đứng dậy lại ngã nhào trên đất. Năng lượng vô cùng đáng sợ dao động, theo không gian càng ngày càng lay động dữ dội dập dờn mà ra. Khí tức cao lớn, tráng lệ, mênh mông, bá đạo như thiên thần viễn cổ, tỏa từ người Vạn Thiên Tuyệt ra. Đám Bạch Kình Thương vốn đã tuyệt vọng, sau khi cảm nhận được khí tức đáng sợ này trước mắt sáng lên. Đúng là cường đại, đây là... Bạch Kình Thương vô cùng kích động nói, giống như tìm thấy đường sống trong chỗ chết. Nếu vừa rồi khí tức của Mạc Phàm như đỉnh núi cao số 2 thế giới, như vậy khí tức trên người Vạn Thiên Tuyệt như Everest, cường đại hơn Mạc Phàm nhiều. Khí tức cường đại như vậy chỉ có một khả năng. Vạn Thiên Tuyệt. Được cứu rồi, lần này được cứu rồi. Trong mắt Bạch Kình Thương chớp lóe ánh sáng, cười nói. Trong kim quang, Vạn Thiên Tuyệt hơi nhếch miệng cười mỉa, im lặng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tiểu tử, tôi lập tức băm cậu ra vạn đoạn. Một cước của ông ta nâng lên, hạ mạnh xuống. Bùm, một tiếng kinh thiên triệt địa vang lên, không gian lay động lập tức ngừng lại. Bản thể hàng lâm. Bốn chữ khiến trời bừng sáng, vang vọng trong không trung, chấn đắc không ít người mất đi thính giác. Một đạo kim quang xẹt qua không trung, bay về phía xa. Đạo kim quang này vô cùng rực rỡ, giống như thấy sao chổi Holly 60 năm một lần, mang theo cái đuôi thật dài quét qua không trung. Thật sự là bản thể hàng lâm. Mắt Bạch Kình Thương khẽ đảo, vô cùng kích động nói. Lúc trước chỉ là suy đoán của ông ta, bây giờ gần như có thể chắc chắn. Phân thân của Vạn Thiên Tuyệt dùng bí pháp gì đó để bản thể của cậu ta hàng lâm, bí pháp như vậy ông ta không làm được, nhưng trong sách cổ Bạch Gia có ghi lại. Vạn Thiên Tuyệt tự mình đến, cuối cùng Bạch Gia ông ta được cứu rồi. Cung nghênh Vạn Đại Sư hàng lâm. Bạch Kình Thương cung kính bái lạy Vạn Thiên Tuyệt được kim quang bao phủ nói. Vẻ mặt mấy trưởng lão khác, Bạch Tiểu Phi, Triệu Minh Phi và một số người Bạch Gia ngây ngốc, sau đó trong mắt đều lóe lên vui mừng sợ hãi. Bái lạy Vạn Thiên Tuyệt theo Bạch Kình Thương. Mạc Phàm thu thập phân thân của Vạn Thiên Tuyệt, chắc chắn kế tiếp là Bạch Gia bọn họ. Hiện giờ không phải thu thập phân thân của Vạn Thiên Tuyệt, mà là bản thể của ông ta, Mạc Phàm muốn diệt Bạch Gia bọn họ, phải thu thập được Vạn Thiên Tuyệt trước rồi nói sau. Cung nghênh Vạn Đại Sư. Trong chớp mắt tiếng nịnh nọt vang vọng trong trang viên Bạch Gia. Hai vị dẫn Tiểu Tuyết rời khỏi đây trước đi. Bạch Vô Thành nhíu mày. Nói với vong linh Titan đứng trước. Bản thể của Vạn Thiên Tuyệt còn chưa tới, uy thế đã trên Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, cũng không chắc chắn thắng được Vạn Thiên Tuyệt, vẫn nên để đám Tiểu Tuyết rời đi trước tốt hơn. Sắc mặt đám Bạch Tiểu Tuyết thay đổi, không nói gì thêm. Vong linh Titan nhìn Mạc Phàm trên bầu trời, lại nhìn Vạn Thiên Tuyệt, nhưng chưa nói gì, một giọng nói chói tai vang lên bên cạnh. Không đánh lại được muốn đi. Đâu dễ như vậy. Triệu Minh Phi nhớn mày, lạnh lùng nói. Đây là lúc tốt để lấy lòng Vạn Thiên Tuyệt, Bạch Tiểu Tuyết là bạn gái của Mạc Phàm, đám Bạch Tiểu Hàn cũng có quan hệ ái muội với cậu ta, sao có thể để bọn họ rời đi được. Bạch Tiểu Phi hơi nhếch miệng, trên mặt vẫn còn hơi tái nhợt, tươi cười nham hiểm xuất hiện trên mặt anh ta lần nữa. Không sai, Bạch Gia là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Hai người vừa nói xong. Một đám đệ tử Bạch Gia vây quanh đám Bạch Tiểu Tuyết. Bọn họ thân là đệ tử Bạch Gia, cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết quan hệ giữa Bạch Gia và Mạc Gia không thể dịu đi được. Bạch Vô Thành nhíu mày, áo bào không gió tự bay, khí tức cường đại trên người ông ta tỏa ra. Các cậu muốn làm gì, không biết tôi là ai sao? Gia chủ, chúng tôi chỉ suy nghĩ cho Bạch Gia thôi, mời ông tránh ra,
nếu không chỉ có thể đắc tội rồi. Một người đàn ông Bạch gia trong đó không sợ nói. Có Thái Thượng trưởng lão Bạch Kình Thương ở đây, Bạch Vô Thành không là gì. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, đau đớn xuất hiện trong mắt, nhưng không nói gì thêm. Trái lại An Hiểu Hiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Các người còn là người hay không? Đưa Tiểu Tuyết ra ngoài là người Bạch gia, hiện giờ muốn ngăn cản Tiểu Tuyết chạy trốn cũng là đám người này. Luôn mồm vì Bạch gia, thực ra là vì mạng của mình. Nếu cô ở trong gia tộc như vậy, đã sớm tìm dây thừng thắt cổ. Đám người này đúng là không có nhân tính, vậy mà đối xử với người nhà như vậy, đây là người thân sao? An Hiểu Hiên, cô nên suy nghĩ cho mình chút đi. Bạch Tiểu Phi cười vô liêm sỉ nói. An Hiểu Hiên có quan hệ không tệ với Mạc Phàm nhục nhã Vạn Thiên Tuyệt như vậy, Vạn Thiên Tuyệt không tha cho Bạch Tiểu Tuyết, sẽ tha cho An Hiểu Hiên sao? Muốn nói thay người khác, trước hết phải nghĩ xem mình có khả năng sống sót hay không. Anh! An Hiểu Hiên tức đến mức dậm chân, nhưng không có biện pháp. Có vong linh Titan và ác linh vương ở đây, đám Bạch Tiểu Phi chỉ vây quanh Bạch Tiểu Tuyết, không dám đến gần cái vòng kia, chặn đường rời đi của bọn họ. Trên bầu trời, trên mặt Vạn Thiên Tuyệt đều là vẻ đắc ý, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khinh miệt. Tiểu tử, bây giờ quỳ xuống cho lão phu, đợi bản thể của lão phu tới đây, lão phu có thể không so đo chuyện lúc trước với cậu. Vạn Thiên Tuyệt cười mỉa nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Bạch Kình Thương một cái, khi rời mắt nhìn Vạn Thiên Tuyệt, lắc đầu cười. Lúc này Vạn Thiên Tuyệt cho hắn cảm giác như một đứa con nít đánh đứa bé khác ở nhà, đứa con nít này không đánh lại thì gọi cha mình, nhưng lại nói với đứa bé kia là bây giờ đứa bé đó quỳ xuống thì tôi người lớn không chấp nhận lỗi lầm của trẻ nhỏ. Phân thân luôn chỉ là phân thân. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, cậu có ý gì? Mắt Vạn Thiên Tuyệt nheo lại. Trong mắt chớp lóe sắc bén, lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cười khẽ. Hắn chưa từng thấy bản thể của Vạn Thiên Tuyệt, nhưng hắn cảm nhận được thực lực của phân thân Vạn Thiên Tuyệt không chỉ kém 10 lần bản thể, khí phách và nhãn lực cũng kém bản thể Vạn Thiên Tuyệt không chỉ 100 lần. Nhưng không thể trách phân thân này, phân thân chỉ như tượng gỗ, một con rối gỗ thì có khí phách và nhãn lực tốt đến mức nào. Thứ nhất, ông nghĩ bản thể của Vạn Thiên Tuyệt đến đây. Là đối thủ của tôi sao? Mạc Phàm không giải thích, cười hỏi. Tiểu tử, đợi bản thể của lão phu tới đây, cậu lập tức sẽ biết, không lâu đâu. Vạn Thiên Tuyệt cười lạnh lùng, tự tin nói. Tuy ông ta và bản thể ngăn cách thiên sơn vạn thủy, nhưng có thể trao đổi thông qua thần hồn, bản thể của ông ta đã đến cảnh giới hư đan, cách thần cảnh chưa tới một bước, sao không đối phó được tiểu tử Mạc Phàm này? Thứ hai, ông cảm thấy Vạn Thiên Tuyệt muốn tới Giang Nam là có thể tới sao? Mạc Phàm nói tiếp, trong mắt chớp lóe ánh sáng, giống như ngôi sao trên trời. Phân thân khiến bản thể hàng lâm không phải chuyện kỳ lạ gì với hắn, hắn thông qua khối huyết hồn thạch đều có thể khiến bản thể hàng lâm, càng không nói đến thân ngoại hóa thân do ngũ hành linh vật luyện chế. Nhưng Giang Nam là nơi muốn tới thì tới à, hắn để Vạn Thiên Tuyệt tới, Vạn Thiên Tuyệt có thể tới, hắn không cho thì Vạn Thiên Tuyệt không tới được. Cái gì? Lần này sắc mặt Vạn Thiên Tuyệt thay đổi. Pháp thuật bản thể hàng lâm là ông ta tìm được trong mộ cổ, chỉ cần kim quang nối đến bản thể của ông ta, bản thể sẽ trực tiếp hàng lâm. Trên pháp thuật kia cũng viết, pháp thuật này có thể bị cắt ngang. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể cắt ngang pháp thuật kia? Tiểu tử, cậu! Không đợi Vạn Thiên Tuyệt nói hết câu, ngọn lửa đỏ như máu xuất hiện trong mắt Mạc Phàm. Đi ra! Hắn khẽ quát một câu. Trên bầu trời, một đám như bồ công anh mang theo một con mắt giấy lửa xuất hiện. Phóng tầm mắt ra nhìn, thứ này có ở khắp tỉnh Giang Nam. Không chỉ trong không trung, còn có ở xung quanh mọi người. Tia lửa vừa xuất hiện, mắt mọi người lập tức mở to, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước An Hiểu Hiên từng thấy Mạc Phàm phóng những tia lửa này không khác ngọn lửa đốt cháy kên, mấy thứ này ở xung quanh bọn họ, còn nhiều như vậy. Chỉ nghĩ thôi lưng không ít người phát lạnh. Chuyện này, Giang Nam do tôi làm chủ, không phải Vạn Thiên Tuyệt ông muốn tới thì tới, bảo. Ngọn lửa trong mắt Mạc Phàm cháy mạnh hơn. Tia lửa như thiêu thân lao đầu vào lửa, bay về phía kim quang ở phía xa. Bùm bùm bùm, tiếng nổ mạnh lại vang lên, kim quang chưa bay xa đã biến mất. Khí tức cường đại trên người Vạn Thiên Tuyệt như quả bóng bị đâm thủng, nhanh chóng biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 36.